Xin chào mấy chị ạ. Xin chào mấy chị. Đợi em xíu em nha, em ghim cái lì xì cái đó. Bữa nay em có tặng lì xì luôn nha. Lì chơi lớn luôn. Rồi, đợi em xíu nha mấy chị ơi. Bữa nay em có lì xì với mấy chị. Chấm bài chia sẻ cho em, chị nào chia sẻ trên ba hội nhóm là được. Em có một bao lì xì hết, trị giá từ 10.000 cho tới 100.000. Ngẫu nhiên với mấy chị. 10.000 là chiếm 60%. Rồi nó sẽ tới 20 là chiếm chiếm tầm 10%. 100.000 là chiếm tầm 10% nha mấy chị. Đó. Là nó chạy từ 10.000 cho tới 100.000 luôn. Chị nào hơn là sẽ bóc trúng 100.000. Kèm theo đó là em sẽ gửi lời chúc cho mấy chị luôn. Đó, có cái bao lì xì xịn vậy luôn. Rất là xịn luôn nha. Chấm bài chia sẻ giùm em. Chị nào có chia sẻ là em có tặng hết nha mấy chị. Tính trong cái chị nào có đơn trong like này thôi à. Có nhiều chị vô đặt quà tặng xong rồi đi ra là không được nha. Chết em. Vậy không có được đâu nha mấy chị ơi. Rồi bữa nay là em có tặng lì xì. Chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Cái này là tặng lì xì rất là xịn nha. Chia sẻ để lì xì. Đợi em xíu em set up cái. Rồi ok. Lai trễ. Lai trễ. Bữa nay em không có được khỏe đâu mọi người nên nó hơi trễ đó cục vàng ơi. Thông cảm giùm đi. Bữa nay là hơi bệnh bệnh trong người mấy chị. Nó hơi mệt trong người. Chấm bài chia sẻ giùm em nha mấy chị. Rồi, sao nó kiểu như là nó không có lâu vậy đó. Chấm bài chia sẻ giùm em ạ. À. Được nhận lì xì mấy chị ơi. Vậy đi. Mệt quá. Nó em cũng không biết làm luôn. Rồi. Chia sẻ là được nhận lì xì nha mấy chị. Chia sẻ giùm em à để được nhận lì xì ạ. À. Rồi ok. Rồi, xin chào mấy chị. Rồi em lên nha. Lì xì mấy chị. Rất là nhiều luôn nè. Đó, nó chạy từ là 10.000 cho tới 100.000. Chị nào may mắn là bóc được 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 là nhiều lắm nha mấy chị. Quan trọng là mình lấy lọc đầu năm thôi. Rất là xịn nha mấy chị. Em còn làm 2-3 like nữa. Em nghĩ là thành ra là em đặng bây giờ luôn. Chia sẻ để được tặng lì xì mấy chị. Chỉ cần mỗi chị
từ 2 cho tới 3 lần chia sẻ thôi, là mọi là để chữ lì xì kèm số điện thoại giùm em, lì xì kèm số điện thoại giùm em, cho chị mượn điện thoại, lì xì kèm số điện thoại giùm em ạ. Chị bị Facebook cấm tương tác em à, trời đất ơi sao vậy chị, sao để Facebook nó chặn mình đây. Facebook bây giờ khó lắm mấy chị, cứ hở là chặn, hở là chặn người ta. Ok, chia sẻ giùm em nhé, chia sẻ từ 2 đến 3 lần là sẽ được nhận lì xì, chị nào cũng được nhận lì xì hết mấy chị ơi. Phí ship vẫn là 19.000, mua trên 200.000 chuyển khoản trước được miễn phí ship giùm em nhé. Bữa nay em like thập cẩm xô lên là nhà em không còn một miếng luôn, em mới kéo về thêm mấy cây là không có đủ để chia luôn. Lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em sẽ lì, em sẽ tặng mỗi chị một bao lì xì luôn nha mấy chị ơi. Chị giá từ 10.000 cho tới 100.000 luôn, giá chị tới 100.000 là mấy chị rất là đã luôn. Lên mã chia sẻ kèm số điện thoại giùm em ạ, chia sẻ kèm số điện thoại giùm em lì xì cho mỗi chị một bao như thế này, siêu siêu đẹp luôn nhá. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em, chị nào là khách quen thì khỏi, chị nào mà không lì xì thì thôi. Ủa, cứ chia sẻ đi chị yêu ơi, em sẽ lì xì cho chị chứ có gì đâu. Lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em nha, chấm bài chia sẻ giùm em mấy chị. Ok vậy đó. Hôm bữa tặng cho cô 2 mét vải mà cô không nhận được, chụp qua cho con nha, để con kiểm tra lại. Cứ có gì cứ chụp qua. Lên nã lì xì kèm số điện thoại giùm em tặng mỗi chị một bao lì xì luôn mấy chị ơi. Mẹ vô rất là đã luôn nha, dành cho chị nào có đơn hôm nay thôi ạ. Chia sẻ giùm em từ 2 đến 3 nhóm là em sẽ tặng mỗi chị bao lì xì trị giá tới 100.000 là mấy chị, từ 10 cho tới 100 là rất là xịn luôn, lì xì như thế này đó. Em mua nhiều bao lắm mấy chị ơi, rất là nhiều luôn. Lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em, chị nào khách mới cũng lì xì luôn mấy chị ơi. Bao lì xì có gỗ không sớm, trời đất ơi, chị giá từ 10 cho đến 100.000 luôn nha chị ơi. Có chứ, ít nhiều gì cũng phải có chị, may mắn thì mình phải có chứ. Có ruột nha, ruột xịn luôn nha chị ơi, ruột xịn luôn nha. Lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em, lì xì kèm số điện thoại giùm em, chị nào khách mới em cũng tặng luôn, khách mới khách cũ khách quen cũng tặng hết, miễn là lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em và chia sẻ 2-3 lần hội nhóm giùm em nhé. À, cô không biết chia sẻ hả, cô không biết chia sẻ, có nút chia sẻ cô ơi, có nút chia sẻ. Lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em à, chị nào có lên là em sẽ, tụi em sẽ vô kiểm tra. Chia sẻ từ 2 tới 3 lần là sẽ được bao lì xì nha mấy chị ơi. Số lượng là không giới hạn luôn, chị giá lên tới 100.000 là mấy chị. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em. Ok chịu. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em ạ. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em nha. Ok chịu, lì xì giùm em nha. Rất là nhiều luôn, em như mua mấy trăm là mấy chị. Cứ thoải mái giùm em nha. Lì xì bao này rất là xịn mấy chị. Lì xì có gột đèn quầy chỉ giá đến 100.000 lần nha. Đừng giữ là em tặng bao thôi, em không có nặng bao hôm nào, phải có lọc trong đây nữa chứ. Là lì mình nhận lọc đầu năm mấy chị. Lì xì Diễm Trần Linh Phan. Bữa mã tặng sao chị không nhận được, đổi lì xì được luôn chị ơi. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em nha. Lì xì giùm lì em xì Kim Phương, rất là đẹp luôn mấy chị. Cẩm Tú Lan Phạm. Ok chịu. Lên lì xì à, em sẽ tặng một bao, mỗi chị một bao lì xì lấy lọc giùm em. Lọc trong này là chị giá cả 100.000 luôn mấy chị, từ 10 cho tới 100.000 tùy theo độ may mắn của mỗi người. Bao tiền mới luôn nha. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em ạ. À, lì xì em. Lê Ngọc Thân, Nguyễn Thị Thiệt Thẹp. Lì xì chị chủ. Nguyễn Minh Quyên, lì xì Lục Tu Ngân. Mà phải nhận luôn quà kèm theo đó là một đứa con gái, hai cha mẹ già đồ các kiểu lên nha. Lì xì là phải có kèm thêm nha, tôi lúc nào cũng muốn kèm với con đưa chân ấy nuôi không. Chị không biết chia sẻ hội nhóm, cứ chia sẻ giùm em lên trang hay lên gì cũng được các chị. Lên mãi giùm em. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em ạ. Lì xì em. Ok chị, cảm ơn chị, dễ thương lắm. Tiền vô như nước, đắng tài đắng lọc nè, vạn sự như ý nè, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Đó là đây là kiểu như là tài vật để hút phong thủy mấy chị. Tặng mấy chị để mấy chị có tiền
Rồi sao năm sau mấy chị mua giải cho em đã thì là đã luôn nha. Đó, trời ơi, có dụng ý hết mấy chị. Ok mấy chị ơi, năm sau gán nhiều tiền, thật là nhiều tiền để mua giải em nha. Đó, cầu chúc cho mấy chị nguyên một năm thật là tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, vạn sự như ý luôn. Tiền thiệt là nhiều tiền để mua giải của em luôn nha. Rồi ok chị em. Ok chị. Chia sẻ giùm em à. Chia sẻ chấm bài chia sẻ giùm em, tặng mỗi chị một bao lì xì mấy chị ơi. Chị giá cả 100.000, có lọc trong đây, lọc đầu năm rất rất là may mắn nha mấy chị. Rất là đẹp luôn, trộm vía hồi năm rồi là em được một chị lì xì cho em mà cái bao vàng như thế này nè, có cái chữ tiền vô như nước này luôn. Nên năm nay em làm ăn cũng rất là khá luôn mấy chị. Đó mấy chị, em sẽ nhả vía cho mấy chị nha. Năm sau là mấy chị siêu siêu nhiều tiền luôn. Để có tiền mua giải cho em à. Tặng cô hai bác vẽ có nhiêu quà Tết chú không mang bán đắt gì à. Ok, lên mã lì xì sang năm. Lì xì. Ok ok, sang năm. À bật mí luôn, sang năm chị có lưới. Lưới mà lưới thiêu á. Lưới thiêu 3D siêu siêu rẻ luôn. Bán rất là rẻ luôn nha. Lưới thun người ta bán bao nhiêu? 250, 200. Chị về chị bán 140 rồi hả? Rẻ lắm nha, cũng như là acetate vậy đó. Nhưng mà phải xăng, xăng rồi là hết lô là không bao giờ có nữa. Năm sau có nhiều lô lắm. Đầu tiên là có hứa hẹn là sẽ lô đó là chắc ăn là gì rồi đó, về tới kho rồi đó. Còn mấy cái lô kia thì chưa hứa chắc, mà lô nào cũng xịn sò hết mấy chị. Lì xì kèm số điện thoại giùm em. Đó, em sẽ nhả vía cho mấy chị. Năm nay em làm cũng khá lắm. Thành ra hồi năm rồi là em cũng được tặng một bao lì xì, là tiền vô như nước nha nè. Em làm ăn rất là khá luôn. Em sẽ nhả vía cho mấy chị sang năm là siêu siêu thuận lợi luôn. Tiền tài rất là nhiều luôn nha. Đó, chị em mình cùng nhau kiếm tiền nha mấy chị. Lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em. À, năm mới chú sớm mua mai bán đắt. Dạ, cảm ơn chị Tiết Nhung rất là nhiều. Đó, đầu năm đầu tháng là mình cứ trao nhau những lời tốt đẹp hết mấy chị ơi. Là sang năm chị em mình thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều nhan sắc đẹp, và có thiệt là nhiều tiền giùm em nhé. Lên mã giùm em, lên lì xì giùm em nhé. Mua bay bán đắt, dạ cảm ơn chị nhiều. Trời ơi dễ thương quá. Lì xì giùm em. Lì xì Tiết Nhung. Ok lên, chịu. Lên fan Đỗ Tuyết An Mai. Bữa nay em không phải chủ yếu là em lên bán giải, chủ yếu là em tặng lì xì cho mấy chị. Bữa nay giải em bán rất là ít luôn, tại vì em gần hết hàng rồi mấy chị. Còn hàng khúc mà kiểu siêu phẩm em còn một bao bự thôi, còn mấy hàng cây là em còn rất là ít, hổng gà là em bán hết rồi. Thành ra là em quyết định là em sẽ tặng sớm cho mấy chị, lỡ mai kia mà nhà em hết hàng là em không tặng được uổng lắm. Năm bữa nay là em tặng lì xì cho mấy chị, lên chủ yếu là để tặng lì xì nhã vía may mắn cho mấy chị. Phát tài phát lộc dạ. Chúc chị sang năm mua mai bán đắt nha. Cảm ơn chị Cẩm Tú rất là nhiều. Lên ảnh lì xì kèm số điện thoại giùm em ạ. Lì xì giùm em nha, chấm bài chia sẻ giùm em. Đó. Chị nào mà mua 1-2 mảnh, 2-3 mảnh thì cũng em cũng ship luôn bao lì xì luôn. Phí ship có 19.000 thôi nha mấy chị. Đó mấy chị không cần mua nhiều luôn. Bữa nay là em tặng lì xì là chủ yếu nha mấy chị. Đó, nhưng mà mua giải nhiều thì dù gì mình cũng đúng 19.000 phí ship. Mua giải thì ok. Mình có vải rẻ mình mua mình xài luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em ạ. À. Lì xì giùm em nhé. Cảm ơn chị Tiền Kiên. Cảm ơn chị An Mai rất là nhiều. Trời ơi, cảm ơn chị. Lên lì xì giùm em ạ. À. U mì đang dày em hết hàng rồi chị yêu ơi. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em, lì xì giùm em. Đẹp cực kỳ luôn. Bữa nay em sẽ lấy ra 1-2 cây u mì trắng để em bán tặng mấy chị luôn. Lì xì kèm số điện thoại giùm em ạ. À. Lì xì giùm em. Đẹp cực kỳ luôn. Thôi like đi em. Trời đất ơi. Ok ok ok, like lên. Rồi đầu like em sẽ lên cái cây này. Lì xì Tú Cầu. Ok chịu. Đầu like em sẽ lên một cây sọc này là để mai KT, nhưng mà bán tặng cho mấy chị luôn. Cái này là tặng luôn chứ không có bán nha. Tặng luôn. Cái này mai sơ mi sọc rồi đó mấy chị. Mẫu nó lấy mà nó nhùi thấy ghét quá. Ok. Em bán tặng mấy chị 11.000 một mét. Lên mã giùm em ạ. À. Lên mã KT đầu like em bán tặng mấy chị 11.000 một mét. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em. Mã số 1 là để tặng mấy chị mai sơ mi, mai đầm, mai váy, mai cả bộ được luôn giùm em nha. Mai sơ mi nam nữ đều được ạ. À. Lên mã số 1 kèm số mét em tặng 11.000 một mét. Cái này là thề luôn, bán không lời mà có lỗ luôn nha.
Năm mới chúc shop luôn mạnh khỏe, bình an, xinh đẹp, mua mê bán đắt. Dạ cảm ơn chị Đỗ Đồng rất rất là nhiều. Chúc em năm mới mua mê bán đắt. Cảm ơn chị Nguyễn Trang à. Cảm ơn mấy chị ơi. Lên nãy số 1 kèm số mét đem em bán tặng cho mấy chị 11.000 một mét thôi à. Thun đen đẹp mai mai bộ không em? Có thun đen đẹp hồi hồi à. Hồi bữa trước là em có. Ok chị, em có một cây đen đẹp, một cây trượt chéo hàng siêu siêu đẹp luôn, bán tặng cho mấy chị luôn. Lên mã giùm em mã số 1 kèm số mét giùm em nhé. Lên sơ mi nam nữ đều được, mai bộ được luôn. Mã số 1 bán tặng cho mấy chị. 11.000 một mét. Hoa hồng phạm mã số 1 2 mét. Ok chịu. Rất là xịn. Ngọc hông mã số 1 3 mét. Mã số 1 5 mét. Mã số 1 kèm 6 mét em. Nguyên một cây cái này mới vừa về dắt sao à. Đó, hình như về hồi rừng rồi là tụi em không có like KT em làm biến thôi. Thành ra là em bán tặng cho mấy chị luôn, về có một cây một ghét bán luôn nha mấy chị. 11.000 một mét. Là em lỗ một chút xíu hay gì á. Lên mã 11 giùm em à. Mai áo sơ mi nam nữ thì được hết. 2 mét, anh Nguyên mã số 1 3 mét. Phương Phương gửi rồi à. Hồng dài. Hổm dài mạng yếu không mua được gì tú cầu hả? Trời ơi, kỳ vậy ta. Mã số 1 1 mét của chị Nguyễn. Thiệp thiệp ok chịu. À lì xì bình an. Số điện thoại dạ cảm ơn chị Nguyễn Trang. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em, mã số 1 giùm em bán tặng với chị 11.000. Lên sơ mi nam nữ đều được, lên bộ đều được luôn. Mã số 1 kèm số mét em nha, tặng tặng hết nguyên một cây luôn. Một cây này chắc tầm 6-70 mét nha mấy chị. Lên mã số 1 kèm số mét em, đây là giá tặng nha mấy chị. Chị Dằn Sưng 10 mét, ok tặng thì luôn. Thật sự luôn, chị nào mà mua càng nhiều là em càng lỗ. Người ta bán đồ á, người ta thấy ừ lên 10 mét, 20 mét mừng quá trời mừng. Nhưng mà thiệt ra là mấy chị nào mà mua càng nhiều là em càng thốn. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. Mã số 1 giùm em nhé. KT mấy chị ơi. KT như thế này, mịn mềm mát, cái này ít nhăn lắm mấy chị, đã lắm. Lên mã số 1 kèm số mét em, lên sơ mi nam nữ được hết à. Mã số 1, mã số 1 giùm em nhé. Mã số 1 kèm số mét giùm em, mã số 1 giùm em. Khổ 1,5 mét, hàng cây chính phẩm bán tặng nha mấy chị, là 11.000 một mét thôi mấy chị. Giá của nó là 20.000. Giá của nó là 20.000, hình như mỗi mét là em lỗ tầm mà. Mã số 1 2 mét, đổ toàn mã số 1 2 mét rưỡi. Tầm 6-7.000 vậy đó. Coi. Em có một cây đen mấy chị, cây này là cây trượt chéo hàng. Vì lý do nó là trượt chéo hàng thành ra là nó không có phải là đen đen chít kìn kìn. Đây em sẽ lấy một cây đen, một cây nhung đen cho mấy chị nè, mấy chị sẽ so sánh được. Nhưng mà mấy chị nhìn vậy nè, là nó vẫn là màu đen bình thường. Nhưng mà nó không có đen mung như vậy đó. Bán tặng mấy chị luôn nha. Bán tặng mấy chị luôn. Mã số 1 2 mét, thằng Lê mã số 1 3 mét. Lê Thị Diệu mã số 1 2 mét. Rồi, bán tặng cho mấy chị cây này 15.000 một mét. Thằng này là chừa kéo hàng, may quần tây được, may quần ống suông được, may bộ may váy gì cũng được hết. Có giãn luôn 4 chiều. Rất là xịn nha mấy chị, may cả vest được luôn. Bán mấy chị, tặng mấy chị là 15.000 một mét. Lên mã số 2 kèm số mét em tặng luôn nha mấy chị. Mã số 1 2 mét. Nhung tâm em hết rồi, nhung tâm em hết rồi. Đây, cái này là nhung đen, thành ra cái độ đen của nó ghê lắm. Để em lấy một cái đen khác, một cái đen kít khác là mấy chị sẽ so sánh được. Đây, cái này nó sẽ hơi 5-10-15, ổ lộn 9-10 thôi mấy chị. Đây, lên mã số 2 kèm số mét em. Mã số 2 em chuột chéo hàng, dạng 4 chiều, biên siêu đẹp luôn mấy chị. Nó là chuột chéo hàng. Cái loại này nó không phải là đen khít luôn, không có cây nào mà đen khít hết á. Lên mã số 2 giùm em nhé. Cái loại này mặc rất là đẹp. Lên quần tây, lên quần ống suông là đẹp nhất mấy chị. Lên cả vest đẹp luôn. Có dạng giùm em nhé, có dạng luôn. Dạng 4 chiều luôn giùm em ạ. Mã số 2 kèm số mét em. Màu đen rất là đẹp. Mã số 2 kèm số mét giùm em ạ. Mã số 2 giùm em. Cái này là đen tuyền nè, nó sẽ 9-10 như thế này. Lên mã số 2 giùm em. Khi mà nó độc lập mình vậy, nó vẫn là màu đen mấy chị. Lên mã số 2 kèm số mét em tặng mấy chị có 15.000 một mét thôi. Mã số 2 15.000 một mét, vốn em là 40.000 chứ không phải là 15.000. Vốn này là 40.000, chịu chéo hàng chất này là siêu siêu xịn luôn. Biên sùn mịn như thế này. Lên mã giùm em à. Mã số 2 kèm số mét em, hàng cây chính phẩm nha mấy chị, khổ 1m6 luôn. Bán tặng mấy chị 15.000 một mét. Hàng Lê mã số 2 lên quần ống suông, lên quần tây siêu siêu đẹp. Chị nào muốn tặng lì xì chia sẻ từ 2 đến 3 lần hội nhóm và lên lì xì là được, sẽ được lì xì mấy chị. Từ ngày mai tụi em sẽ kiểm tra, chị nào có chia sẻ là em sẽ có tặng lì xì hết. Trong bao lì xì có lọc
có lọc lên tới 100 ngàn luôn nha mấy chị ơi. Lên mã lì xì kèm số thoại điện thoại giùm em à. Lì xì. Mã số 2 1m Nguyễn Hạnh, mã số 2 3m Lê Thị Diệu, mã số 2 2m Đặng Thị Ngọc, mã số 2 2m. Không nhăn mấy chị. Rất là đẹp. Lì xì Xu Hoa Nguyễn. Mềm mịn rũ như thế này, nó rất là đẹp luôn nha chị ơi. Chất của nó là trượt kéo hàng. Mấy chị gờ vô là phê liền mấy chị. Cái này may quần ống suông với lại quần tây. May luôn cả áo vét mà kiểu áo vét cho nữ á, mặc rất là sướng mà mát nha mấy chị. Mã số 1 4m. Mã số 2 4m. Ok chị. Mã số 2 2m. Khoan bạn, mã số 2 2m2. Mã số 2 15.000 một mét là mấy chị chỉ có 50.000 một ký thôi đó mấy chị. Là em bán tặng mấy chị rất là kinh khủng khiếp luôn nha. 50.000 một ký là nó ra 15.000 một mét đó đẩy cái này. Một ký nó chỉ có 2 mét mấy thôi. Một ký nó có 2 mét mấy thôi mấy chị. Số 2 2m anh Nguyễn, mã số 2 2m. May quần tây, may quần ống suông mà giá chỉ có 15.000 thôi. Màu đen giùm em nhé. Nguyễn Trang, mã số 2 1m. Có khi nào mua đơn 100 ngàn mà được lì xì 100 ngàn không ta? Chuyện bình thường chị. Cái này là mang tính chất lấy lọc đầu năm mà thành ra là có nhiều khi là mua 100 ngàn mà được 100 ngàn luôn. Chuyện rất là bình thường. 100 ngàn là giá trị của nó là hình như chiếm tầm 10% nha mấy chị. Bữa nay là em bắt đầu bỏ lì xì vô rồi. Em bỏ mà tim em đau. Ngày mai là em bắt đầu đi ra ngân hàng đổi thêm tiền để em coi có tiền mới cho mấy chị không. Còn không thì mình xài tiền bình thường. Không có quá mới cũng không có cũ đâu mấy chị cứ yên tâm. Quan trọng là lọc đầu năm em sẽ gửi kèm lời chúc cho mấy chị luôn. Để mình em nhả vía cho mấy chị. Hồi năm rồi đúng là một chị luôn á. Chị đó dễ thương lắm. Bả đi đó mua giải nhà em một cái bả tặng cho em một bao lì xì vậy nè. Mở bên trong chỉ có 20 ngàn thôi nha. Mang chữ tiền vô như nước như vậy luôn. Năm nay chậm vía em làm ăn rất là được luôn mấy chị. Quan trọng là lọc đầu năm. Quan trọng là tấm lòng với nhau thôi mấy chị. Rất là đã luôn. Rồi cái này là lọc từ tới 100 ngàn là mấy chị cứ yên tâm nha. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em. Lì xì anh Nguyên Ngô Hà. Mã số 2. Bữa nay giải rất là ít. Nhưng mà bán tặng mấy chị là chủ yếu. Chị nào có đơn trong hôm nay là em bán. Em tặng lì xì hết. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em. Còn bạn này là mã số 2. Bạn này là chiều kéo hàng. Mặt không bao giờ nhăn. Mịn mềm mát. Mai quần ống suông, mai quần tây. Mà giá chỉ có 15 ngàn một mét thôi mấy chị. Hết hồn hết vía luôn. 15 ngàn một mét xô len đen em bán tổng cộng là 5 cây mà không đủ chia luôn á. Hồi trưa em mới kéo. Em mới cầu cứu thêm tổng kho là thêm 2 cây, 3 cây nữa. Mà cắt không đủ chia em còn thiếu một chị 20 mét, một chị 7 mét, một chị 5 mét. Trời ơi, thiếu một cây nữa. Đó mã lì xì giùm em ạ. À. Con này là mã số 2. Mã số 2 này em có 3 cây. Đó mấy chị lên hết luôn là em bán hết. Em không bao giờ bán giá này nữa. Giá này tại shop em bán là 45 ngàn. Em lấy vô là 43 ngàn. Bữa nay bán tặng mấy chị chỉ có 15 ngàn. Lý do là cuối năm rồi mấy chị bán tặng mấy chị là chủ yếu. Năm sau là mấy chị thương yêu em, mấy chị mua em nhiều hơn. Nguyên một năm 365 ngày em có lợi nhuận rồi. 15 ngày cuối cùng là em bán tặng cho mấy chị hết luôn. Lên mã số 2 kèm số mét giùm em nhé. Lì xì Bích Tuyền, lì xì Hải Minh Thị Thu, Lạc Hồng mã số 2 2m, Đặng Thị Ngọc mã số 2 2m rưỡi. Mình đi làm. Hồng Tuyết, Thi Thanh mã số 2 2m rưỡi. Xuân Hoa Nguyễn mã số 2 2m. Em làm em cắt giải ở trong kho mà. Nhưng mà mặc mấy cái quần này rất là mát mấy chị. Siêu mát luôn, ngồi này nọ đi đứng đá nè, bay nhảy đồ, có giãn luôn nha chị ơi, có giãn luôn. Bề biên này có giãn nhẹ luôn mới ghê và bề này có giãn mạnh luôn. Bay nhảy rồi ngồi rồi la lớp rất là thoải mái mấy chị. Làm mấy công việc nặng như em là mặc mấy cái quần này nè, mặc rất là sướng. Chị nào mà thích may quần ống đứng hay là may quần hơi ôm nhẹ hoặc là may quần ống su hay là may quần tây, mặc đi làm đi chơi hay là ở nhà gì cũng cứ sướng lắm luôn á. Nó mát lắm mấy chị. Không phải là như mấy cái quần tây mấy chị ơi, mặc rất là mệt. Còn này mặc rất là sướng giùm em nhé. 15 ngàn một mét hàng cây khổ 1m6 mấy chị có cái biên của nó nè. Thề với mấy chị luôn, giá tại shop em bán là 45 ngàn một mét. Bữa nay bán tặng cho mấy chị hết 15 ngàn. Lên mã số 2 kèm số mét em. Mã số 2 2m, Đặng Thị Ngọc. Mã số 2 giùm em. Hải Huỳnh Thị Thu, lì xì. Đó, cái màu đen. Mã số 2 2m. Mã số 2 kèm số mét giùm em ạ. Mã số 2 2m2, Ngân Châu, mã số 2 2m. Chùa chéo hàng giùm em nhé. Chùa chéo hàng không nhăn, mặt siêu mát có giãn. Mã số 2 4m, Nhi Phạm, mã số 2 3m, lì xì. Mã số 2. Mã số 2 2m, Miền Huỳnh, mã số 2 2m. Mã số 2 kèm số mấy em bán tặng mấy chị 15 ngàn thôi ạ. Huy Thanh, mã số 1 3m, Hải Huỳnh Thị Thu, mã số 2 2m. Lên mã số 2 kèm số mấy em bán tặng mấy chị 15 ngàn. Nói chung mà em thấy cây nào em tia cây nào là bán tặng mấy chị cây khủng cây đó luôn. Lên mã số 2 kèm số mấy em.
lấy miếng nước là hồi chị ói luôn á trời. Sao bữa nay ho nhiều quá vậy ta? Quên mua thuốc tiện rồi. Thường em ho là em có cái thuốc dĩ ho mà đâu. Bữa nay quên, bữa nay tự nhiên ho nhiều ngang vậy ta. Mã số 2 kèm số mét giùm em ạ. À, chưa chéo hàng mấy chị, chưa chéo hàng. Giá ngoài thị trường là cả 100.000 một mét. Em bán 45.000 tại shop, bữa nay bán tặng mấy chị 15.000. Nhìn lắm rồi. Ghét ghê, đã để vậy cho dễ thương ha. Giờ này xót hay sao em cũng không biết nè. Em ngắm nó hoài mà nó không được nè. Biết bình luận. Biết bình luận là ai ghi bình luận hả? Chết cha rồi. Vậy xót chỗ nào ta? Đợi em xíu nha mấy chị ơi. À, để em xóa cái nha. Ê, em không xóa được rồi. Ai xem ngu vậy ta. Đây, đợi em xíu. Đây. Rồi cái này không có gỡ được rồi chị ơi. Em hết biết được gỡ rồi. Lên mã giùm em ạ. À, mã số 2 kèm số mét mà em chuột chéo đen. Hàng cây khổ 1m6 luôn. Bán nào mấy chị 15.000 một mét gặm gần hết sao? Dạ ok chị. Em mới vào thun đen là gì vậy chị? Thun đen là xô len mà em hết rồi. Còn cái này là, cái này là chuột chéo hàng mấy chị, chuột chéo hàng giá 45.000 đang tặng mấy chị chỉ có 15.000 một mét à. Lên mã số 2 kèm số mét mà em tặng mấy chị, thề với mấy chị luôn, giá 45.000 một mét bán nào mấy chị 15.000, may quần tay, may quần ấm suông giùm em ạ. À, Hoài Nguyễn, mã số 2 2m, phương phương, mã số 2 3m. Lên mã số 2 kèm số mét mà em gửi, mã số 2 2m. Hàng cây khổ 1m rưỡi, ổ khổ 1m6 mấy chị. Cô trong đen em không có nè. Em còn cây đen nè, bán thẳng với chị luôn. Ê, cái cây tuyết mưa kim sa lấy luôn. Thằng ơi, mà mày có mẫu không nhờ? Em có mẫu không? Cái cây mà trà bá để mình bán quần, mình bán 65.000 nữa. Lấy ra tặng mấy chị luôn. Ừ. Cắt đi. Rồi lên mã số 2 giùm em nha. Trong lúc đó em sẽ cắt một cây siêu phẩm vô nhà em luôn. Em bán 65.000 một mét. Để lên quần, lên vét rồi đó mấy chị. Cây này gọi là cây tuyết mưa kim sa. Thị trường bán 90.000 một mét. Em bán tặng mấy chị bao nhiêu giờ ta? 65.000 bán tặng mấy chị 49.000. Lên mã số 3 kèm số mét em 49.000 là em lỗ mỗi mét 2.000. Em lấy vô 51 không? Em lấy vô 55, bán 65. Bán tặng mấy chị là 45.000. Lên mã số 3 kèm số mét em. Mã số 3 giùm em nhé. Cái điện thoại gì mà nó cờ quay hoài vậy mày? Ghét ghê. Gì? Thì nó là vậy đó. Lên mã số 2 giùm em ạ. À, mã số 2 giá 45.000 giảm còn 15.000. Và em lên thêm một cây này nữa. Cây này gọi là hàng không bao giờ thiếu bên em luôn. Không thể thiếu luôn. Tại vì có chị nào có nhu cầu mua quần đen là phải phải có. Luôn luôn thường trực tại shop em luôn. Em bán 65.000. Bị đứng hoài em ơi. Đúng rồi, cái mạng gì nè. Nó quay không nè mấy chị. Em định đọc mấy bình luận của mấy chị mà nói vậy nè. Mình mũi. Cái điện thoại này vài bữa nay em đọc nè. Lên mã giùm em ạ. À, không có tiền mua cái điện thoại có 3 triệu hà. Rồi cái nói vậy. Lên mã số 2 kèm số mét giùm em nhá. Lên mango rồi em thật. Em có một cây mango cát ở phía sau lưng em tặng cho mấy chị luôn. Rồi đây cây siêu phẩm này. Mã số 3. Thằng này là tuyết mưa kim sa. Lên quần tây. Lên vét. Rất là xinh luôn nha mấy chị. Lên quần tây, lên vét giùm em tuyết mưa kim sa đây. Chị nào mà sành xài tuyết mưa rồi sẽ biết. Sang năm đầu la, đầu năm luôn em có một lô tuyết mưa siêu đẹp. Nhưng mà cái đó là hàng khúc. Còn cái này là hàng cây nha mấy chị. Có dạng luôn. Dạng 4 chiều luôn giùm em nhé. Đây 45.000 một mét, 65.000 bán tặng mấy chị 45.000. Cây này là gọi là cây tuyết mưa kim sa đen tuyền luôn giùm em. Đây giữa đen này với đen này là mấy chị. Không mất đây rồi. Mày giật đâu vậy? Chị đưa em luôn á. Đây, nó 9-10 mấy chị cứ yên tâm giùm em nha. Nó 9-10 không sao hết. Lên mã giùm em ạ. À. Số 3 giùm em. Dạng 4 chiều giùm em nhé. Bán đầu mấy chị 45.000 một mét. Lên mã số 3 kèm số mét em. Cây này là cây tuyết mưa kim sa. Cây này là siêu siêu hot tại thị trường luôn mấy chị ơi. Nó không phải là kiểu bóng lờ bóng láng đâu nha. Là nam mặc vẫn được luôn, mà nữ mặc vẫn được luôn. Nhưng mà mình vải của nó là ống ánh theo kiểu mà ống ánh của sợi vải tự nhiên. Nên mấy chị không đừng có lo là nam nó chắc mà không được đâu. Nhưng mà cái này dạng 4 chiều dày xịn giùm em. Mai cả nam lẫn nữ, mai cả vét quẩn quần tây giùm em nha. Bán nặng mấy chị 45.000 một mét. Lên mã số 3 kèm số mét em đen kín như thế này. Mã số 2 6m, Nguyễn Hạnh mã số 3 2m2. Mã số 3. Mã số 2 2m5. Mã số 3, mã số 3 kèm số mét em. Dạng mạnh 4 chiều giùm em nhé. Mặc rất là sướng mấy chị, cái này mà lên vét mặc siêu sướng luôn.
Cái này thường em có thấy nha. Cây này hồi đó em có làm bên đám cưới á, là cái vest vest nam mà của thằng Adam á là lên cái này rất là nhiều mấy chị. Vest nam mà của Adam mấy chị, cái hãng đó là siêu siêu hot luôn á. Là bạn nam nào mà kiểu như giàu giàu đẹp trai là lúc nào cũng có mấy cái bộ vest nam đó hết. Là nó bằng chất liệu này mấy chị, tuyết mưa kim sa nè. Mặt rất là đẹp và sang nha mấy chị. Nhìn nó từ xa không hiểu sao mà cái nó vẫn là màu đen trơn mà nhìn nó rất là đẹp. Tại vì nó là bằng tuyết mưa kim sa, cái sợi vải của nó óng ánh tự nhiên, nhìn nó rất là sang. Lên mã giùm em số 3 giùm em nhá mấy chị, nhận gò bao. Em hứa với mấy chị luôn, thế nào mấy chị cũng hỏi em nữa. Nhưng mà hỏi em lần nữa là 65.000 chứ không phải là 45.000 giùm em. Cái này là bán thường trực nguyên một năm tại shop luôn. Bán 65.000. Hôm nay cuối năm bán nào mấy chị, 45.000 một mét lên số 3 kèm số mét em. Cây 200 m. Số 3 2m4 Lệ Hoa mã số 3 4m. Nguyễn gửi mã số 3 4m. Kim Nho mã số 3 2m2. Phương Phương mã số 3 2m2. Tuyền Tuyên mã số 3 2m2. Diễm Trần mã số 3 m1. Ngọc Hà Võ mã số 3 2m2. Thề luôn chưa cần. Lê Thị Diệu mã số 3 1m. Lê Ngọc Hân mã số 3 2m2. Hồng Huế mã số 3 m1. Đỗ Mỹ mã số 3 2m5. 2m mà nó 1,2 kg, tức là 1m nó 600 g, tức là 1 kg nó có 1 m mấy thôi mấy chị, mét 2, mét 3, mét rưỡi gì không biết Nguyễn nữa. Trang mã số 3 600 g 1m. Lan Nguyễn mã số 2 2m. Lên mã số 2 giùm em, cái này bán lỗ là cái chắc luôn á. Cái này là 600 g 1m. 1m tới 600 g. Quá trời rồi. Lên mã giùm em ạ. À. Cái này em không biết em lấy vô nhiêu quên rồi, cứ tại vì bán cứ hết là lấy em quên mất tiêu. Mã số 3 mét 2. Rồi, bán tặng mấy chị chỉ có 45.000 thôi mấy chị ơi, 45.000 thôi. Tính ra chỉ có tầm 60-70.000 một ký thôi, quá là rẻ luôn mấy chị. Hàng cây chính phẩm tuyết mưa kim sa. Loại này là loại xịn luôn, loại 1 luôn mấy chị. Mai một cái quần thử bên em đi. Em thề với mấy chị luôn là mấy chị sẽ quay lại mấy chị kiếm nữa, hoặc là khách mấy chị hoặc là chị em mấy chị sẽ kiếm mua nữa. Đây là rất là đẹp luôn. Hôm trước chị Thợ Mai lên là lấy có 5 quần thôi, nhưng mà lấy rồi ha, người ta đặt 10 quần, 20 quần luôn mấy chị. Lên lấy lúc nào cũng tầm 10m, 20m hết. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lỡ mà lên rồi là bị ghiền luôn mấy chị. Cái này giá ngoài thị trường tới 100.000 một mét luôn. Nó mắc lắm. Mà hàng này không phải là lúc nào cũng có đâu mấy chị. Em phải đợi lúc nào mà có hàng này em phải lấy 50 cây em để dành mới được. Mã số 3 kèm số mét em. Bao chất luôn nha mấy chị. Cái này không đẹp đá em, không đẹp trả lời em. Cái này là bao chất luôn. Hàng này là gọi là hàng siêu phẩm nhà em. Hàng gọi là mang thương hiệu nhà em luôn á. Lên mã số 3 kèm số mét em. Tuyết mưa kim sa 1 kg là 1m nó là 600 g. 1 kg nó chỉ có mét mấy thôi mấy chị. Ký mét mấy trời, sao mình ngu quá. Mét rưỡi thêm 300 g. Đúng rồi, tầm mét rưỡi nha mấy chị. 1 kg nó có mét rưỡi à. Lên số 3 kèm số mét em. Hàng này là bao chất cho mấy chị luôn. Lên quần nè, lên quần tây, lên vest giùm em nha, mặc rất là sướng. 1 kg nó có 1,5 m thôi. Lên số 3, lên số 3 kèm số mét nè. Nhìn cái cây thì nhiều mà không biết là có bao nhiêu thôi. Cường Phong mã số 3 22m. Chị Cường Phong ơi, lấy 22m là 2m2 chị ơi. Chị lấy 2m2 lên. Lan Nguyễn mã số 3 2m. 2m2 lên 2m2 giùm em. Còn chị nào mà lấy chị mà lấy 22m thì lên ok giùm em nha chị ơi. Nếu lấy 22m thì ok giùm em. Rồi em tặng luôn cây mango cát này luôn. Tặng cây mango cát này luôn. Siêu siêu rẻ. Thị Cô Hà mã số 3 3m. Lê Nguyễn mã số 3 5m. Ngọc Tô Vân mã số 3 2m2. Quế Chi mã số 3 2m. Ngọc Hà Võ mã số 3 2m1. Nguyễn Hạnh mã số 3 thêm 2m2. Hoa Mặt Trời mã số 3 thêm 2m2. Thuy Thanh mã số 3 2m2. Nguyễn Thúy mã số 3 4m. Nguyễn Yến mã số 3 5m. Võ Toàn mã số 3 2m4. Cái này mà mấy chị không đặt là không có nữa đâu mấy chị ơi, có cây một rồi. Không biết nào có lại. Mã số 3 mét 1, Phi Phương mã số 3 4m, Nguyên Võ mã số 3 mét 2. Vinh Phạm mã số 3 2m2, Hoa Mặt Trời mã số 3 2m4. 28.000 một mét bán tặng mấy chị luôn. 15.000 một mét lên mã giùm em, nó là mango cát, lên áo lẻ, lên váy là siêu đẹp luôn. Hoặc là lên áo dài, lên áo bà ba, lên đồ bộ, lên váy thì cũng được hết. Bảo Nguyễn mã số 3 2m2. Lệ Nguyên mã số 3 2m. Hàng cây khỏi mét 6 giùm em nhé. 15.000 một mét bán tặng mấy chị. Lên mã số 4 kèm số mét em. Nhưng mà cây này là siêu siêu nhỏ luôn. Siêu siêu nhỏ không chị xả được em? Em không được hả? Gì? Em không được hả? Trời vậy?
lỗi máy in là sao? Cái cọng cáp á, em chỉnh cái cọng cáp lại nó không có nhận mạng á, thì mày lên mày qua đó mày sửa rồi mày đặt xả xả được, làm như mày xả là in được chứ ghi xỉu luôn á. Rồi mã số 4 nha em, 15.000 một mét mã số 4. Ui một cây giải mà nó dằn cái cây đó vô là em biết tương lai của em lỗ tụt quần rồi. Lên mã số 4 nha em. À Tiên mã số 3 mét mốt, Nguyễn Hạnh mã số 4 4 mét. À, xô lên màu xanh lá em mới còn nha. Rồi nó đè đây. Em còn một cây duy nhất màu xanh lá như thế này, xô lên là em bán hết rồi. Đây, em còn một cây màu xanh lá thôi. Hồi em lên nãy thôi cho mấy chị. Xô lên em bán có 39.000 một mét thôi, bán đặng luôn. Lên nãy số 4 kèm số mét giùm em ạ. À. Còn cháy đèn mà. Không nhận gì đâu em. Thấy chưa? Thấy chưa? Cãi chị núi đè. Lên mã số 4 kèm số mét thì em ạ. Bán nào mấy chị 15.000. Giá của nó là 28.000 mango cát, mai đầm, mai váy, mai áo lẻ đồ rất là sang. Lên mã số 4 kèm số mét nam cây này em có 10 mét mét thôi mấy chị. 10 mét mét thôi à. Lên mã số 4 giùm em nhé. Đặt mã số 4 trước đi bạn ơi. Nguyễn Hạnh, mã số 4 4 mét. Ok chịu. Lên mã số 4 kèm số mét thì em ạ. Mã số 4, mã số 4 kèm số mét nam 15.000 một mét à. Là sữa lê mã số 4 1 mét. Ok chịu. Lên mã số 4 kèm số mét nam. Mã số 4 2 mét. Ok chịu. Ôi gần hết rồi. Nó chút chút xíu rồi mấy chị ơi. Mã số 4 kèm số mét nha. Mã số 4, mã số 4. Anh Mai, mã số 4 2 mét. Ok chịu. Anh Nguyễn mã số 4 2 mét. Ok chịu. Mã số 4 kèm số mét thì em ạ. Mã số 4 cho em nhé. An Mai 2 mét. Ok chịu. Hạnh Quỳnh, Hải Quỳnh thì thu là đọc rồi phải không em. Ngọc Hân 3 mét. 1, 2, 3 rồi đủ hết luôn nha mấy chị ơi. Còn nhiêu là xe cua. Mã số 4 em hết. Em lên mã số 5 là Solen xanh lá luôn. Bán tặng mấy chị 39.000 một mét cây Solen này luôn. Cái màu xanh lá này hơi bị xinh nha mấy chị. Xinh lá. Lên mã nha em. Số 5 kèm số mét em là cây Solen này. Solen này em có nhiều lắm. Em còn một cây full ở ngoài nữa. Lên mã số 5 kèm số mét giùm em ạ. Mã số 5 giùm em. Một cây Solen xanh lá như thế này. Bán tặng mấy chị 39.000 một mét Solen giùm em nhé. Giá thị trường là 70-80.000 một mét. Giá thường nhật bên em là 50.000. Nhưng mà hôm nay em bán tặng mấy chị 39.000 Solen. Khổ 1m6, mịn dạng mát. Lên mã số 5 kèm số mét giùm em. Mã số 5, mã số 5 giùm em nhé. Em nhận tầm 50 mét thôi mấy chị. Để tránh trường hợp như Solen đen em bị thiếu hàng quá trời. Solen đen rồi mấy Solen kia thì ít, thiếu nhưng mà ít. Lên mã số 5 kèm số mét giùm em ạ. À. Em còn đúng một màu này thôi mấy chị. Mã số 5, mã số 5 kèm số mét giùm em nhé. Bán này là bán tặng mấy chị. Em còn đúng một cây màu xanh lá thôi. Siêu đẹp. Mai đồ bộ, mai đầm, mai váy, mai đầm body giùm em. Dễ thương cực kỳ luôn. Hàng cây khổ 1m6 mấy chị. Thun Solen chỉ có 39.000 một mét. Lên mã số 5 kèm số mét giùm em ạ. À. Có len ép không em? Dạ không, len ép lông em không có chịu em. Màu đen à, màu đen sạch sẽ luôn, bị thiếu hàng luôn. Mã số 5 kèm số mét thì em ạ. Mã số 5 1m8. Rất là sang mấy chị ơi. Mai đầm body, mai váy, mai áo giùm em. Xô lên chất rất là xịn nha mấy chị. Giá là 70-80.000 là ngoài thị trường. Còn nhà em là thường nhật là em bán bao nhiêu? Em bán 50.000 một mét. Bữa nay em bán nào mấy chị chỉ có 39.000 thôi mấy chị ơi. Rất là xịn luôn, cây này là cái cây đáng mua nhất luôn á mấy chị, rất là xịn. Cái cây màu xanh lá rất là đẹp. Xanh lá này là kiểu xanh lá đậm như thế này. Đó, mặt rất là sáng da mấy chị ơi, cái màu xanh mặt rất là sáng da luôn. Lên mã giùm em ạ. À. Lên mã số 5 kèm số mét giùm em nhé, số lên. Mã số 5 2 mét. Ok. Mạnh, mã số 5 4 mét, Miền Huỳnh mã số 5 mét 7. Ok chịu. Lên mã số 5 kèm số mét giùm em nha. Lên mã số 5 kèm số mét giùm em. Mã số 5 có nhung 7 biên màu đen không? Nhung 7 biên màu đen nhà em đang sale với giá chỉ có 80.000 một ký. Tính ra chỉ có 30 mấy ngàn một mét thôi mấy chị. Hung Solen nhà em là bao chất xịn luôn giùm em nhé. Hàng 7 biên 2 da giùm em đây. Trời ơi, nhung đen nhà em còn tới 3 bao luôn mấy chị. Đây. Mà em không gấp bán tại vì hàng được cái mình lụm được hàng xịn. Thành ra không có gấp lắm. Mà em đang sale giá rất là mạnh là 80.000 một ký. Là tầm 30 mấy ngàn một mét thôi chị ơi. Nhung hàng 7 biên 2 da bao chất bao mịn luôn. G lúc nào cũng mịn ngần luôn nha mẹ em nhé. Lên nhung đen kèm số mét giùm em. 2 mét. Thư
Lên nhung đen kèm số mét thì em ạ, à, bán nào mấy chị 80 ngàn một ký, tầm 30 mấy ngàn một mét thôi. Đẹp cực kỳ luôn, nó mịn ngút như thế này. Hàng 7 biên 2 da giùm em. Lên nhung đen kèm số mét giùm em nhé. Nhung đen giùm em. Còn mã số 5 coi chừng nha, nhận tầm 50 mét thôi em. Lên mã số 5 kèm số mét em nhận tầm 50 mét nữa thôi mấy chị. Mã này, lên mã giùm em nhung đen kèm số mét giùm em nhé. Mã số 5 là một cây cuối cùng trong cái lô Solen tặng nha mấy chị. Lên mã số 5 kèm số mét em. Đó, vừa gọi là em lên nhiều màu lắm, nhưng mà bây giờ là nó sạch sành xanh, chỉ còn đúng một cây này thôi, một cây bự thôi. Lên mã số 5 kèm số mét em nhận tầm 50 mét thôi mấy chị. Mã số 5, còn cái này là mã nhung đen giùm em, hàng 7 biên 2 da, bán chỉ có 80 ngàn một ký. Lên nhung đen kèm số mét em. Nhung đen này mấy chị may đầm, may váy, may áo dài, may áo bà ba, may quần, siêu đẹp. U mì em có sáng mai 10 giờ giùm em nha chị ơi. Sáng mai 10 giờ em like u mì Lenin. Lên mã giùm em ạ, à, lên mã số 5 kèm số mét em. Đây à, thun Solen siêu siêu đẹp. Mã số 5, mã số 5 giùm em nhé. À, ok chị Văn Lo. Lên mã số 5 kèm số mét giùm em. Mã số 5 giùm em, may đầm body, may váy, may áo, may đồ bộ gì cũng đẹp hết. Thun Solen 80 ngàn một mét là giá thị trường. Nhà em đang bán là 50 ngàn. Và hôm nay em bán tặng mấy chị chỉ có 39 ngàn thôi. Có lụa nhung không? Không có lụa nhung mà chị ơi, em không có lụa nhung, em hết rồi. Em hết hàng rồi. Lê Nguyên mã số 5 5m, Lý Huyền nhung đen x 1, Đỗ okay, Mỹ nhung đen 5m, Nguyễn Thanh nhung đen 4m. Rồi em bán tặng cho mấy chị cây này luôn. Cái cây dễ thương lắm mấy chị. Cây này là cây chéo thái mấy chị. Cây này là cây chéo thái giùm em nhé. Cái số vải như thế này, giãn 4 chiều không nhăn mịn mát. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên đồ bộ, lên pyjama là siêu siêu của siêu đẹp. Lụa chéo thái. Lụa chéo thái mấy chị mua ở ngoài không dưới 60 ngàn một mét. Bữa nay em bán tặng với mấy chị giá này là siêu khủng luôn. Mà để em coi cái vốn của em cái. Cái vốn của em trừ tầm 1-2 ngàn một mét. Em tặng mấy chị 1-2 ngàn một mét. Tức là em lỗ 1-2 ngàn một mét là em sẽ ra giá bán đó mấy chị. Đợi em xíu nha. Lên mã giùm em. Lên mã số. Số mấy rồi? Số 6 đúng không? Lên số 6 kèm số mét giùm em ạ. À, lụa chéo thái dạng 4 chiều. Mềm mịn mát không nhăn. Cái cây này em còn ít hơn mấy chị. Cây này em nhận 40 mét thôi. Không nhận. Đó đó. Kiểu như là cái đầu nó bắt đầu có vấn đề rồi. Em ơi, đi mua cây bấm đầu chứ. Tại vì tụi em để nó đùm lum nó kìa bị gãy. Bị gãy cũng cát. Lên mã số 6 kèm số mét em. Cái lô này em nhớ là em nhập rất là mắc. Em nhập vô là 115 ngàn một ký. Bữa nay em bán nặng mấy chị 110 ngàn luôn nè. Chéo thái. Rồi, 19 ngàn một mét. Lên mã số 6 kèm số mấy em, cây lụa chéo thái. Chợ cô Đậu Mỹ hình như là có mua rồi đúng không? Hôm trước còn bán bao nhiêu? 28-29 ngàn. Bữa nay là có 19 ngàn thôi mấy chị. Nãy giờ chị có khách hả? Trời ơi, hồi em lên lại cho chị xem một chút xíu ha. À, mango hình thú không? Có luôn nha cục vàng ơi, chút xíu lên mango hình thú liền. Thằng này lên nãy em, mã số 6 kèm số mấy em. Chị có mã số 3 chưa em? Hình như có, chị có lên là có lên là có nha chị ơi. Lên mã giùm em, mã số 6 giùm em, cây lụa chéo thái chỉ có 19 ngàn một mét thôi mấy chị ơi. Bán tặng, bán tặng 19 ngàn một mét, lên mã giùm em. Đừng có đụng nó đâu. Anh không đụng luôn hả? Đợi em xíu nha mấy chị ơi. Kiểm tra máy in, kiểm tra kết nối. Mạng nó bị gì rồi? Rồi mấy chị cứ lên đi, tụi em in sao đi mấy chị. Mệt quá. In đi rồi in sao đi. Lên mã giùm em ạ, à, mã số 6 kèm số mét giùm em. Mã số 6. Mã số 3 mét 1. Mã số 6, mã số 6 kèm số mét giùm em nhé. Chị nào lên trước là có trước hết. Cô chia sẻ và dạ, cảm ơn cô. Lên mã số 6 giùm em, lụa chéo thái mấy chị. Lụa chéo thái giảm 4 chiều mịn mát không nhăn giùm em nha, giá 28 ngàn, bữa nay giảm còn 19 ngàn. À, phi bóng hoa hay da chút xíu nữa em like nha mấy chị ơi, chút xíu nữa nè, tại vì bữa nay ép hàng nữa em sẽ like. Em like lụa satin, lụa tóc ta hai da, hàng này là hàng thương hiệu siêu đẹp, giá chỉ có 89 ngàn một ký thôi. Mã số 6 2 mét. Lên mã số 6 kèm số mét giùm em ạ. À,
Mango khủng long còn luôn. Mango khủng long còn luôn, hồi like luôn. Lên mã số 6 kèm số mấy anh em, đẹp cực kỳ luôn. Đen khít chấm bi màu đỏ như thế này. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo đẻ, mềm mịn mát giãn 4 chiều không nhăn giùm em nhé. Có vải non. Thảo Nguyên mã số 6 2m2, Nguyễn Thị Thiệp mã số 6 1m, Nguyễn Danh mã số 6 3m. Không có chơi vải non đen lại em cũng không biết nữa. Lên mã giùm em ạ. À. Lên mã số 6 kèm số mấy anh em. Loan mã số 6 2m, Phi Nhi Phạm mã số 6 2,5, Phi Phương mã số 6 6m. Hồng Chấm mã số 6 2m, Tuyền Tuyên mã số 6 3m4. Đỗ Mỹ mã số 6 5m. Lên mã số 6 kèm số mấy anh em ạ. À. Bấm thử rồi. Lên mã số 6 kèm số mét em. Mã số 6, mã số 6 giùm em nhé. Đẹp lắm mấy chị. 28.000 giảm còn 19.000 một mét. Mềm mịn mát giảm 4 chiều. Số 6 2m. Không nhăn. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ gì cũng đẹp hết mấy chị ơi. Lên đồ bộ, lên pyjama giùm em. Lụa chéo thái cái mặt như thế này. Hàng hai da nha mấy chị ơi, rất là sang như thế này, giảm mịn 4 chiều. Lên mã số 6 kèm số mét em chỉ có 19.000 một mét thôi mấy chị. Lên mã số 6, mã số 6 kèm số mét em. Rồi em tặng luôn một cây lụa đen này luôn. Mã số 6 giùm em nha. Đỗ Toàn mã 6 1m5. Ok chị. Thỏ Thị Kim Loan mã Kim Liên mã số 6 2m. Ok ok chị. Chút xíu nữa là kết thúc like là chị em sẽ in sao chứ giờ hết in được rồi. Rồi em tặng luôn mấy chị một cây này. Cây này là một cây Hàng Châu, đuổi Hàng Châu, cát siêu đẹp luôn mấy chị, có dễ giùm em nhé. Chấm bi màu vàng. Lên mã giùm em, mã số 7 kèm số mét em bán tặng mấy chị. Đếm coi là tặng được bao nhiêu luôn, bán tặng hết. Lên mã số 7 giùm em. Dạng mịn 4 chiều giùm em nhé. Mã số 7 kèm số mét em. Cây mã số 6 là cây bắt là cây đẹp lắm nha mấy chị ơi. Lấy không lấy là uổng lắm luôn giùm em nha, thật sự. Mã số 7 nè bán tặng luôn. Mã số 7 bán tặng cho mấy chị 20.000. Lên mã số 7 kèm số mét em. Mã số 7 giùm em nha. Nhập vô 115.000 bán nào mấy chị 110.000 nè. Mã số 7 20.000 một mét. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên đồ bộ mềm mịn mát có dễ giùm em. Hàng hai da giùm em nhé, rất là đẹp. Lên mã số 7 kèm số mét em 20.000 một mét. Đơn chị đi chưa mà chưa thấy Nguyễn Lệ em sẽ kiểm tra. Mã số 7 4m. Mảnh này là siêu mát luôn chị. Tôn lên mặt mát như thế nào là nó mặt mát luôn như vậy nha mấy chị ơi. Lì xì cái gì vậy em? Lì xì là cái lì xì này cục vàng ơi. Chấm bài chia sẻ giùm em. Từ 2 cho tới 3 hội nhóm giùm em nhé. Em tặng mỗi chị một ba lì xì trị giá tới 100.000 lận, từ 10.000 tới 100.000 luôn, lấy lọc đầu năm mấy chị. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em à. Hồi hồi đó hôm qua sau khi mà em đính xương xương coi vốn của em năm nay đúng vốn điều lệ là em cảm thấy là tăng, tức là em bán là bây giờ là tiền mặt em nhận không có nhưng mà giải em là siêu nhiều luôn mấy chị. Em tính hồi em cảm thấy là chậm vía năm nay em cũng rất là khá. Và em nhớ lại là chị, một chị khách đầu năm tặng cho em một bao lì xì mang chữ tiền vô như nước, y gan như vậy luôn. Em kiếm rất là lâu luôn mới có một cái bao lì xì, cái mẫu y gan như các chị đó tặng em. Và tặng cho em một bao lì xì về chúc em mua may bán đắt là năm nay em chậm vía bán rất là được luôn. Thành ra là em muốn nhả vía cho mấy chị. Em muốn lan tỏa cái sự may mắn đó trong năm qua của em là em sẽ tặng mấy chị là những cái bao lì xì như thế này, chỉ giá từ 10 cho tới 100.000 để chúc cung chúc mấy chị là năm sau có thật là nhiều tiền để mua giải của em. Lên mã lì xì kèm số điện thoại giùm em, chia sẻ giùm em. Tặng mỗi chị một bao lì xì. Hồng Chấm mã số 7 2m, Nguyễn Thị Thiệp mã số 7 2m, Phi Phương mã số 6 6m, Nguyễn Hạnh mã số 7 4m, Ngân Châu mã số 7 2m5, Xuân Hoa Nguyễn mã số 7 3m. Không, mã số 7 ít nha em ơi. Qua mã số 7 đi, ít đó. Còn như xe cua đi cho chắc. Phi Phương mã số 7 6m xe cua, Nhi Phạm mã số 7 2m xe cua, Ngân Châu mã số 7 2m5 xe cua. Rồi em lên mã số 8 luôn mấy chị. Một cây lụa cát hàng mã số 8 giùm em. Bông nhí như thế này, dễ thương cực kỳ luôn. Những cây này là những cây gọi là báo giặt nhà em luôn á. Đẹp cực kỳ luôn. Cây này định đầu năm em lên. Tôn lanh em có một cây. Ủa tôn lanh T1, T2 là mình sạch sẽ rồi phải không? Hết rồi. Tôn lanh em có mấy cái này em bán chỉ có 20.000 thôi. Hồi em lên cho mấy chị luôn. Còn có nhiêu đó hả? Lên mã giùm em ạ. À. Mã số 8 giùm em nhé. Lì xì lấy lọc đi mấy chị ơi. Cứ lên lì xì kèm số điện thoại giùm em, chấm bài chia sẻ giùm em. Từ 1 đến 2 đó kiểu như là để yêu thương em thôi.
là mấy chị sẽ được tặng lì xì giùm em ạ. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em, lì xì mỗi chị một bao lì xì nha. Trời ơi, em phải kiếm rất rất là lâu luôn em mới có cái mẫu này. Rất là đẹp. Em cảm ơn chị nào hồi năm rồi là tặng em cái bao lì xì chị giá. Ở trong thì ra là tới hồi mà tầm giữa năm á, con em nó lấy nó chơi nó móc ra mới biết là trong đó chỉ có 20.000 thôi. Em để trong túi tiền của em á mấy chị. Nguyên một năm trộm vía là tiền của nhà em là không bao giờ thiếu để lấy giải luôn. Nó rất là suôn sẻ, gọi là rất là trơn tru luôn á mấy chị. Nên em sẽ nhả vía cho mấy chị năm sau là rất là nhiều tiền, thật là nhiều tiền. Muốn lấy giải bao nhiêu cứ nhắm mắt đặt đã luôn. Và cũng không bao giờ hết tiền, cũng không có sợ ồ trời đặt quá nhiều quá không có tiền nha. Là bao nhiêu tiền luôn nha mấy chị, nhiều thật là nhiều tiền để mua giải nhà em luôn. Đừng bao giờ than với em, trời ơi giải lên đẹp quá mà không có tiền mua. Không bao giờ là em sẽ không bao giờ gặp câu đó luôn ha. Năm sau là chị em mình ai cũng giàu hết. Đó, lên lì xì giùm em, lì xì kèm số điện thoại giùm em à. Rồi, lên số 8 kèm số mét giùm em. Lên mã số 8 kèm số mét giùm em. Đó, em cảm thấy là bây giờ em còn có 1 like, 2 like nữa em nghĩ rồi. Bây giờ là lì xì giùm mấy chị. Coi đầu năm em có lì xì được thì em lì xì. Nhưng mà bây giờ là phải lên lì xì nè. Để mấy chị để vào túi tiền mấy chị, hay là để tủ tiền mấy chị. Lì xì Hữu Tâm, lì xì Ngọc Hà Võ, lì xì Quế Châu, Nguyễn Diệm, mã số 8, 2 mét. Ok chị. Lì xì chị. Võ Thị Kim Liên mã số 8 có 18 ngàn nè mấy chị. Mã số 8 18 ngàn. Lên nã lì, ở lên nã số 8 kèm số mét em nha. Đuổi Hàng Châu có giãn. Ủa cái này là lụa cát Hàng Châu có giãn nha em. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ, lên pyjama, lên đồ bộ cho người lớn tuổi hay là cho người trẻ tuổi đều được. Nền màu đen khiết, bông nhí siêu dễ thương, đủ màu như thế này. Lên mã số 8 kèm số mét em. Mã số 8 em xin nhận 30 mét thôi bé ơi. Mã số 8. Mã số 8 2 mét. Mã số 8 giùm em, siêu siêu đẹp luôn mấy chị. Cứ lên lì xì giùm em, đơn nào em kiểm tra là chị nào có chia sẻ em từ 2 cho tới nhiều lần là em có tặng một bao lì xì hết. Lên lì xì giùm em nhé. Quan trọng là có lực không cần lên mã lì xì cũng được. Nhưng mà lì xì kiểu như là lên để nhắc em. Còn chị nào chia sẻ từ 2 cho tới 3, 4 lần, 5, 6 lần, 9, 10 lần vậy là em có tặng lì xì hết. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em, mà chị nào khách mới cũng lì xì luôn. Xem như là mình sang năm mình sẽ là khách quen cũng được. Bình thường mấy chị, lên lì xì kèm số mét giùm em, ở kèm số điện thoại giùm em nhé. Chị nào khách mới cũng được lì xì luôn. Lên lì xì kèm số điện thoại giùm em, chia sẻ từ 2 lần là được rồi. Lụa cát Hàng có giãn mã số 8 giùm em ạ. Mã số 8 em nhận tầm 25 mét thôi em ơi. Mã số 8 kèm số mét giùm em nhé. Cát tặng hết. Tặng không còn cây nào hết, để nhà cửa chống vánh để kiểu ăn Tết nó im mấy chị ơi. Chứ nhà em nè, mấy chị coi nè, là nó tới đây của em rồi. Lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng vậy, là giải lúc nào cũng chắc tới đây em luôn. Đi sương sương mà lỡ xui xui á, đụng trúng cái bọc giải là bị đè luôn á. Rồi em tặng mấy chị một cây đuổi luôn. Một cây đuổi mai đầm, mai váy công sở hay là mai đồ bộ, mai pizza mai giùm em nhé. Và cây này giãn tới 4 chiều luôn mấy chị, bán tặng mấy chị cây này luôn. À, phi bóng hai da, chút xíu, Nguyễn, chút xíu Nguyễn, cũng vàng ơi. Ok. Nguyễn, mã số 8 2 mét. Lì ok. Xì, Thiếu Trần, lì xì Hạnh Lan. Quên nữa, lên cái cây này trước. Nguyễn Ý, mã số 8 2 mét. Lì xì Phú Cầu, lì xì Ngân Châu, lì xì Thủy Thuận. Ôi, em có hai cây kéo thái. 1 mét, Diễm Trần, mã số 8 2 mét. Lì xì Văn Phụ Thị Thanh, Vinh Phạm, mã số 8 2 mét. Thảo Nguyễn, mã số 8 2 mét. Cây kéo thái này rất là đẹp. 1 mét rưỡi, Hằng Lê, mã số 8 2 mét. Cây giáo thái này siêu siêu đẹp luôn. Bán tặng mấy chị 18 ngàn một mét cây giáo thái này. Bao đẹp luôn nha mấy chị. Cây này mấy chị lên sơ mi, lên pyjama, lên đầm, lên váy mà không đẹp đá em. Mềm mịn mát không nhăn, không bao giờ nhăn luôn. Có vải thun không bạn? Hôm em có cây thun Solen em đang bán là 39 ngàn một mét. Lên mã số 5 kèm số mét em. Solen không biết còn không nữa. Cứ lên giùm em nhé. Chị nào lên trước có trước, chị nào lên sau có sau. Chị nào hết hàng em sẽ báo. Mã này à, là mã số 5, thun Solen. Bán chỉ có 39 ngàn một mét. Còn đúng một cây mấy chị ơi. Còn đúng một cây Solen luôn. Cô Tâm 4 chiều hết rồi chị ơi. Cô Tâm 4 chiều em hết nha. Mã này lên mã số 5 kèm số mét em. 39 ngàn một mét, thun Solen. Giá thị trường là 80 ngàn. Có sù lông không bạn? Chéo thái, sù lông là cái nào đó? Là cái nào sù lông? Nhà hình như không có cái nào sù lông luôn. Mà cô Tâm 4 chiều em hết rồi, không có sù lông nha. Cái này 18 ngàn một mét. Lên mã số 9 kèm số mét em. Chị
Tùy Nguyễn ơi, em có nhiều chéo thái lắm cục gì. Lên mã số 9 kèm số mét thì em siêu siêu đẹp. Cây chéo thái như thế này có 18 ngàn một mét thôi mấy chị, giá của nó là 28 ngàn một mét chéo thái. Nhưng mà hôm nay em bán đậm mấy chị chỉ có 18 ngàn thôi. Sọc này là sọc dọc như thế này. Mai mặc lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ hay là lên sơ mi hay là lên đầm, rất là đẹp, lên pyjama, lên bộ gì cũng được hết. Mịn mát dạng 4 chiều và đặc biệt là chéo thái này không bao giờ nhăn. Mấy chị mặc mấy chị lớp quýnh bài cỡ nào cũng không nhăn giùm em nhé. Mặc xong quăng vô máy giặt liền giùm em. Lúc phơi mấy chị chỉ cần vũ giày chị mấy chị phơi thôi. Là mấy chị mặc bình thường không cần đụng tới cái máy. Máy ủi luôn giùm em, rất là đẹp. Lên số 9 kèm số mét em, cây này em có nhiều. Em bán nào mấy chị 18 ngàn. Giá nó sẽ hơi nhích hơn cái cây 19 ngàn. Lý do cây 19 ngàn em còn quá là ít, không có đủ tặng đâu. Thành ra là em tặng qua cây này. Bán tặng mấy chị là 18 ngàn một mét, hàng cây khổ máy 6 giãn mịn 4 chiều không nha. Lên mã số 9 kèm số mét em nha. Nhung màu đỏ em hết. Mã số 9 3m, trịnh diễm mã số 9 2m. Hình Nguyễn Solen 2m. Song Nguyễn mã số 9 2m. Solen là mã số 5 à. Mã số 5 màu xanh lá. Là em đang bán chỉ có 39 ngàn một mét Solen thôi. Cây này lên mã giùm em. Lên mã số 9 kèm số mét em, cây lụa chéo thái không nha. Mã số 9 2m, Trang Lan số 9 1m rưỡi. Phí ship nhà em tới nhà mấy chị luôn có 19 ngàn tiền phí ship thôi. Nhận hàng xong, kiểm tra hàng xong, hả trả tiền giùm em nhé. Lên mã số 9 kèm số mét em 19 ngàn, chị nào mua trên 200 ngàn chuyển khoản trước được miễn phí ship luôn. Lỡ mà bóc ba lì xì được 100 ngàn luôn là sướng, quá là sướng luôn mấy chị. Lên mã giùm em. Mã số 9 2m, Dung Nguyện mã số 9 2m. Hoa Hồng Phạm mã số 9 2m. Nhung em chỉ còn đúng một màu đó là màu đen. Nhung 7 biên 2 da màu đen đang giảm giá còn 80 ngàn một ký. Nó chạy từ 30 mấy ngàn một mét đó chị. Tại nhung này có 2 mét mấy một ký thôi. Rất là xịn như thế này. 7 biên 2 da siêu mịn siêu mướt luôn. Đây nhung vậy. Đang bán có 80 ngàn một ký thôi mấy chị. Lên nhung đen kèm số mét giùm em. Nhung đen là siêu phẩm hôm nay. Lên nhung đen kèm số mét giùm em nhé. Nếu đơn chị chưa đi thì dồn đơn tối nay. Đúng rồi cục vàng. Ngày mai mới bắt đầu chụp qua cho chị. Bữa nay mấy đứa nó chụp không xong. Lên mã số 9 kèm số mét em cây này. Mềm mịn mát dạng 4 chiều không nhăn nha em. Nó đẹp lắm mấy chị ơi, kêu chéo thái nha mấy chị. Chéo thái dạng 4 chiều. Đây à, cây này giá thị trường không dưới 60 ngàn một mét. Đây, cây chéo thái như thế này. Chéo thái hổm gài là em kiếm hoài mà không có. Một ký mấy mét, một ký nó tầm 2 mét, 2 mét rưỡi tới 3 mét đó chị. Lúc nào nó cũng sẽ dưới 3 mét. Nó dày, nó xịn, nó dạng lắm mấy chị. Hàng 7 biên 2 da. Lên nãy giùm em ạ, nhung đen kèm số mét em đang sale 80 ngàn một ký. Rất là đẹp, chị nào muốn mua 1 ký, 2 ký hay 1 mét, 2 mét, 5 mét gì cứ nói em. Nhưng mà mua tầm 10 mét, 20 mét là nó không có nhiều, không có dài nha mấy chị. Còn hàng kiểu như là hôm trước lại vừa quá trời nhiều chị đặt 20-30 mét. Thành ra mấy cái khúc dài 10 mét, 20 mét, 30 mét là tụi em hết rồi. Tụi em còn khúc từ 6-7 mét, 8-9 mét, 8 mét trở lại thôi. Chúc em năm mới làm ăn thuận lợi, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Lên mã số 9 kèm số mét em. Mã số 9 cây này là siêu phẩm luôn nha mấy chị. 18 ngàn một mét, 28 ngàn giảm còn 18 ngàn. Đây một cây chéo thái nữa, nhưng mà cây chéo thái này nó dày và nó xịn. Cây này màu đỏ. Cây này siêu đẹp, mặt rất là tôn da. Mặt rất là nịnh da. Cây này 29 ngàn, 110 ngàn một ký là nó ra 22 ngàn. Em bán tặng mấy chị 19 ngàn luôn đi cho nó dễ. Em còn một cây to nên em bán mấy chị 19 ngàn luôn. Lên mãi giùm em. Giãn 4 chiều giùm em nha. Và cây này giãn mạnh nhất trong các tất cả các cây mới nãy. Này, mã số 10 giùm em. Mã số 10 giùm em. Và cây này là cây cuối cùng trong chéo thái nha em. Chéo thái em chỉ có 3 cây thôi mấy chị. Chéo thái em chỉ có đúng 3 cây, 3 mẫu là nãy giờ. Cây này là cây cuối cùng là hết chéo thái luôn. Lên mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. Mã số 10 kèm số mét em. Bán tặng nha mấy chị chỉ có 19 ngàn một mét, hàng cây khổ mét 6 giùm em nhé. Mã số 10 giùm em. Cây này dày xịn giùm em, 1 ký nó có 3 mét mấy, 4 mét hay gì nè mấy chị. Dày dẻn nhiều. Đây à, 400g mà 2 mét. Ký 5 mét. Lên nãy giùm em ạ. Lên mã số 10 kèm số mét em, giãn mạnh giùm em nhé. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ, lên pyjama hay lên sơ mi đều đẹp. Không nha, dạng 4 chiều giùm em à. Rất là đẹp nha. Lên mã số 10 kèm số mét em, mã số 10, mã số 10 nè. Mã số 10 2m, Nhi Phạm mã số 10 2m rưỡi. Ok chị. Nguyễn mã số 10 4m. Mã số 10, mã số 10. Mã số 10 3m. Ok chị. Bảo Thị Ngọc nhung đen 2m rưỡi. Bảo Ngân nhung đen 6m. Mã số 10 kèm số mét em ạ. Mã số 10 kèm số mét em.
bán tặng mấy chị có. Chị chuyển khoản cho em rồi. Ok chị Selena Nguyễn à, mã số 10 kèm số mét em à. 19.000, nó 29.000 mà giảm còn có 19.000 thôi, rẻ hơn là hình như nó tầm 100.000 ký thôi, quá rẻ. Giảm mạnh 4 chiều giùm em nhé. Giảm rất là mạnh luôn, mạnh nhất tất cả trong tất cả các cây mới nãy giờ. Lên mã số 10 kèm số mét em ạ. À. Mã số 10 giùm em nhé. Đẹp cực kỳ mấy chị, lên sơ mi, lên đầm, lên váy, lên pyjama, mặc cỡ nào cũng không nhăn, mặc xong quăng vô máy giặt liền giùm em. Lì xì hương mùa chị Ngọc. Mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. À. Mã số 10 giùm em. Rồi em tặng luôn cái bột phụ, em tặng luôn cây này. Cây này là cây đuổi. Đuổi này là giảm 4 chiều giùm em nhé. Cây đuổi dạng 4 chiều, may đầm, may váy, may áo công sở giùm em. Đồ này lên công sở được, lên quần ống suông được luôn. Rồi lên váy, lên áo, lên pyjama cũng được luôn. Dạng mạnh 4 chiều giùm em. Cây này là mã 11 kèm số mét giùm em, bán tặng mấy chị luôn. Bình Yên mỗi ngày mã số 12m, Anh Nguyễn mã số 12m, Bình Đào mã số 12m. 35.000 một mét em tặng mấy chị, giá 22.000. 22.000 lẻ lẻ hay ghét quá. 20.000 luôn. Tặng là tặng cho nó tới luôn, 20.000 một mét. Lên mã số 11 kèm số mét em, mà cây này có chút xíu thôi nha. Cây này là có chút xíu thôi. Lên mã 11 kèm số mét em, mịn mát dạng 4 chiều. May quần ống suông được, may đầm, may váy công sở được luôn giùm em à. May pyjama, may này, may kia giùm em nhé. Mã số 11 kèm số mét em, cây này em chia trên like luôn mấy chị ơi. Mã 11 kèm số mét giùm em. Hỏi đi để chị xả cho. Mềm mịn mát dạng 4 chiều không nhăn giùm em à. May đầm, may váy công sở. Mai này mai kia mai áo sơ mi rồi đó mấy chị. Ôi mặc cái này rất là đẹp nha. Cái này dày, 1 ký nó có 4 mét ha. Dày xịn dạng 4 chiều giùm em ạ. À. Nó mát lắm mấy chị ơi. Lên đầm, lên váy công sở. Đẹp. Rất là đẹp. Lên áo kiểu cũng đẹp luôn. Lên bộ hoặc cũng đẹp luôn. Rồi, lên mã 11 kèm số mét em 20.000 mét thôi mấy chị. Mã 11 20.000 mét rồi. Đọc. Cái đó em ghi đó bé. Ghi danh sách đi, mấy cây mà ít ít là phải ghi. Mấy cây kia nhiều thì mình chia hết. Mã số 11 5m. Mã 11 5m 3 4 5. Tuyền Nguyễn mã số 1 4m. Ok chị, mã số 1 hả? Ủa, mã số 11 4m. 1 2 3 4 rồi. Sau chim mã 11 2m. Ok chị, 2m mẫu. Lên mã 11 kèm 6m mẹ mặt. Mã 11 1m6. Ok chị. Lên mã 11 kèm số mét em bán là mấy chị 20.000. Ok chị. Lê Ngọc Hân. Lên mã 11 kèm số mét em mịn mát dạng 4 chiều. Có tiếp mưa không em? Em có tay kê tiếp mưa, quăng lại cây tiếp mưa. Lên lê mã 11 5m. Ok chị. Hết rồi. 3 4. Cây tiếp mưa 55.000 của chị đâu? 65.000 bán 45.000. Ok. Rồi em lên tiếp mưa lại cho mấy chị. Cây tiếp mưa kim sa nha. 1 ký nó có 1 mét rưỡi thôi. Lên mã 11 kèm số mét em ạ. Mã 11 nha. Nguyên mã 11 1m rưỡi. Ok chịu. Nguyễn Trang mã 11 1m. Ok. Lên mã 11 kèm số mét em ạ. Nguyễn mã 11 4m. 2 3 4 rồi. Hết. Còn những xe cua đây mà. Xe cua là những chị nào không bắt máy là em sẽ Lê để cho mấy chị xe cua. Lê Hồng 2m. Xe cua Phường Hồng mã 11 5m. Xe cua Sông Nguyên mã 11 2m. Xe cua Thổ Tâm mã 11 2m. Xe cua Dung Mỹ Phạm Thi mã 11 2m. Xe cua. Rồi bán tặng cây Dixi này luôn. Má ơi, Dixi kẻ mịn mềm mát không nhăn giùm em. Lên sơ mi, may bộ, may đầm, may váy không sở giùm em. Cây này hơi bị đẹp nha mấy chị. Đây mấy chị thấy em nhùi cỡ nào rồi nó cũng không nhăn mấy chị, nó kiểu như nó không biết nhăn là gì luôn á. Giảng 4 chiều giùm em, may sơ mi nam nữ, may đầm, may váy, may bộ được hết giùm em nhé. Cây kẻ màu xanh lá như thế này, mặc vô trắng da cực kỳ luôn. Bán tặng cho mấy chị cây này luôn. 89.000 ký thôi. Tặng hết cho người luôn mấy chị ơi. Quên nữa, nói lên là tiếp mưa mà quên. Ok, cây tuyết si kẻ này mấy chị. Giảm 4 chiều em nhé. Lên sơ mi nam nữ. Lên bộ, lên váy, lên áo công sở được hết mấy chị ơi. Cây này kéo rất là khó. Đợi em xíu. Rồi. Lên mã 12 kèm 6 mét em. Cây tuyết mưa này là siêu ít luôn nha mấy chị ơi. Còn tầm 20 mét trở lại thôi. Bạn ơi cứ giúp người già neo đơn mà. Tay yếu quá. Cây này là cây 12 kèm 6 mét em, cây 12. Cây 12 bán nặng cho mấy chị, giá chỉ có 22.000 tiếp, 22.500 bán ghét bán nặng 20.000 luôn. Lên mã giùm em ạ. À. Mã mấy giờ?
Mã 12, mã 12 kèm số mát giùm em nhé. Các chị lên đi em xả, mịn mềm mát dạng 4 chiều không nhăn giùm em. Mai pyjama cho người lớn tuổi được luôn, mai sơ mi nam nữ được luôn. Dễ thương nha mấy chị. Cái này thật ra là mai quần ống sung còn được luôn mấy chị, nhưng mà nó không đẹp lắm thôi. Lên mã 11 giùm em, tại hoa văn này mà lên đầm lên váy được dễ thương lắm chị. Mã 12 kèm số mát giùm em nhé. Cây này còn ít xịu hả mấy chị? 12, 12 kèm số mát mà em tặng hết. Trừ em với mấy đứa nhỏ ra là em tặng hết. Nhà em cho chóng bánh à. Lên ăn Tết cho nó sang nha mấy chị ơi. Làm nguyên năm rồi mà cái Tết gì mà già dãi không. Mã 12 rồi em ạ. 12, 12 xe cua đừng ghi bạn. Ok chịu. Ủa mà 11 hả? 12 5 mét. Ok chịu. 3, 4. Mã 12 kèm số mét nè. Mã 12, mã 12 kèm số mét cho em nhé. Mã 12 5 mét. Ok chịu. Đọc tiếp đi. Mã 12 kèm số mét nè. Mã 12 2 mét. Ok chịu, em còn 5 mét. Phạm Thi. Mã 12 24. Ok chịu. Sơn Nguyên mã 12 2 mét. Ok chịu, mẫu. Hoa Hồng Phạm mã 12 2 mét. Rồi hết ạ. À. Còn như xe cua đi. Rồi em bán tặng luôn. Em có tặng một cây này nè mấy chị. Giá đầu like là Lê mã 12 3 mét xe cua, anh Nguyễn mã 12 2 mét xe cua. Một cây thô kẻ. Mã 12 4 mét xe cua. Một cây thô kẻ giá chỉ có 11.000, lên sơ mi nam nữ đều được, mai đầm mai váy được, lên pyjama mặc ở nhà được luôn. Bán tặng cho mấy chị 11.000 một mét, hàng cây khổ 1m6 giùm em nhé. Cái này là giá có 70-80.000 một mét luôn, 1 kg luôn. Là giá này có giãn nhẹ giùm em. 11.000 một mét ạ. À. Lên mà. Nhung nhám không có, giờ nhung em đã hết rồi. Em chỉ còn nhung đen thôi chị, nhung đen em đang sale còn có 80.000 một kg. Mã này là mã số 1 mấy chị, mã số 1 em đang giảm còn có 11.000 một mét. Chị nào lên sao là vô sao là mấy chị không nên bỏ qua cái mã này. Mã này là đầu cây, đầu lai em bán tặng cây này chỉ có 11.000 một mét hiện đang còn. Em còn vài chục mét nữa là hết. Lên mã số 1 kèm số mét em bán tặng mấy chị 11.000. Hàng cây khổ 1m6 giùm em nha. Lên sơ mi nam nữ đều đẹp. Lên đầm lên váy đẹp luôn, hoặc là lên pyjama được luôn. Thô kẻ. À, nhung đen, nhung đen là vậy nè chị. Nhung đen đây, hàng 7 biên 2 da. Mai cái này mà hơi mỏng nha chị, cái này mà mai pyjama cho nam thì hơi mỏng, mai pyjama cho nữ thì ok. Tại vì cho nam là em phải thấy nó phải dày. Đó, nó phải dày kiểu như là những cái lên quần, gần như lên quần sọc được mới lên pyjama được. Để em kiếm cho chị một cây. Lên mã giùm em ạ. À. Cây này lên mã số 1 kèm số mét em bán tặng cho mấy chị 11.000 một mét. Cây này là đầu like em bán tặng cho mấy chị. Chị nào giữa like nên em nhắc lại luôn. Mấy chị không nên bỏ qua cây này. 11.000 một mét. Lên mã số 1 kèm số mét thì em rất là dễ thương. Đơn 100.000 em ship. Phí ship anh em có 19.000 giao tới tay mấy chị kiểm tra hàng. Rồi hãy trả tiền giùm em nha. Mịn mềm mát. Đã lắm mấy chị. Hàng cây khổ 1m6 giùm em. Giá chỉ có 11.000 thôi. Nhung đen. À, nãy hôm có mua. Đúng không? Sâu chim. Hôm... hôm chị có mua đúng không? Không biết nữa. Không nhớ chị. Hàng 7 biên 2 da giùm em nhé. Lên mã nhung đen kèm số mét em. Nhà em đang sale với giá có 80.000 một ký nhung đen thôi. Lên nhung đen kèm số mét em. Nhung đen nhà em gọi là siêu của siêu phẩm luôn. Mai đầm, mai váy đồ. Trời ơi, nó đẹp mấy chị. Mai đầm body giùm em. Mặc cái này là siêu ốm luôn á. Mà nó đẹp, nó sang. Cái nhung này gờ cho nó mướt mấy chị ơi. Cái này mà mặc vô ảnh nào lỡ gọi chúng chắc phê lắm á. Lên giùm em ạ. À. Lên mã số, mã nhung đen kèm số mấy anh em. Còn cây này em đang cầm là đang bán tặng cho mấy chị. Giá chỉ có 11.000 một mét. Lên mã số 1 kèm số mét em bán tặng mấy chị. Cây này một cây em, à, một mét em lỗ tới 4-5.000 lần. Thô kẻ đúng rồi chị, thô kẻ mấy chị ơi. À nay có vải màu vàng đồng. Ủa cái gì trời, nãy giờ sạc mà. Nãy giờ sạc mà không vô hả má. Sao nó báo pin yếu vậy. Em còn sạc không? Lên mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. À. Mã số 1. Mã số 1 2 mét. Dung My Phạm Thi mã số 2 mét. Thu Thu mã số 1 2 mét. Đẹp lắm mấy chị. Xuân Thu mã số 1 2 mét. Tuyền Nguyễn mã số 1 5 mét. Mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. À. Mã số 1 11.000 một mét. 11.000 một mét. Nay có màu vàng đồng phi hoặc là satin em lên luôn nha. Đúng rồi, có chị ơi. Mã số 1 kèm số mét em 11.000 một mét. Giá này là giá tặng nha mấy chị. Giá này là
giá tặng thề luôn, không có lời hay là hoặc là lỗ luôn á mấy chị. Rồi bán tặng luôn nha mấy chị cây này. Cây này, cây này là lên pyjama cho nam được nè, lên áo sơ mi nam nữ được luôn nè, lên mai áo khoác được luôn nè mấy chị ơi, rất là đẹp. Cây này mã số 13 hả? Mã 13 kèm số mét thì em ạ. Mã 13 kèm số mét thì em nhé. Bán tặng mấy chị cây này luôn, 13 kèm số mét em, để em coi bao nhiêu tiền. Tặng là em sẽ lỗ nhẹ. Lên mã 13 kèm số mét đây. Chấm bài chia sẻ giùm em. Dạ em thấy chị Nguyễn Trâm à. Em đọc bên hai cho bé. Mã 12, mã 12 giùm em nhé. Hàng cây khoảng 1,5 m. Số 1 10 m, úp xong dung đen 2 m. Tặng mấy chị cây này 17.000 một mét, quá rẻ luôn. Mã số 1 5 m, xung hương mã số 1 2 m. Mã 13 kèm số mét em tặng mấy chị chỉ có 17.000 một mét thôi, quá là rẻ luôn mấy chị. Lên mã giùm em, mã số 13 kèm số mét em, lên sơ mi nam nữ được. Đó, lên sơ mi nam nữ được giùm em nhé. Lên áo lẻ lên váy thôi. Không có mai cho pyjama cho nam được. Mai pyjama cho nữ thì được. Mã này 17.000 một mét, lên mã 13 kèm số mét em nhé chị, lên đi cái này em chia. Cây này có chút chiếu mà. Chút chiếu chiều chiều luôn á. Mã 13 kèm số mét giùm em nhé. Cây 13, cây 13 kèm số mét em. Cây này đẹp quá. Cây 13 kèm số mét em ạ. Hơi bị xinh mấy chị ơi. Cây 13 kèm số mét em. Xong rồi em lên em lấy cái cây á. Kẻ mà màu vàng chị mới gì, cây trắng vàng ở trên đó. Ok, đó là cây lót trắng hay là cây kẻ mà trắng vàng của chị à? Trắng kem kem em nhớ không? Ừ. Lót hả chị? Lót hả? Ủa cây kia dục đâu rồi trời? Hết biết rồi. Vậy thôi để nó đi. Tha cho nó đi. Rồi cây này cây mã 13 mấy chị. Xung hương mã 13 2 m. Ok chịu, mẫu. Mã 13. Xung hương mã 13 3 m. Ok chịu. Mã 13 kèm số mét giùm em ạ. Sơ mi nam nữ. Đầm váy công sở, rất là dễ thương. Mã 13 kèm số mét em, hàng cây khoảng 1,5 m à. Xung em đọc ai vậy? Em đọc mới đọc bên nào xong vậy? Không một xong mà. Không một nhiều lắm mà. Xuân Hoa Nguyên đúng không? 3 m đúng không? 1,7 m cho chị Du Mi Phạm Thị. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại là Hoa Hồng Phạm 2 m ok chịu. 1,6 m cho chị Hằng Lê ok chịu. 1,5 m cho chị Trần Hoàng ok chịu. Lên mã 13 kèm số mét giùm em ạ. À. Mã 13 2 m cho chị Trang Dương. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại giùm em nhé. Lấy màu vàng ok, cục vàng 13 2 m của chị Nguyễn Huyện. 13 2 m của chị Trương Nhung. 2 m của chị Trương Nhung rồi em hết. Xe cua là chị. Rồi xe cua 3 m rồi. Xe cua là chị Lê Cẩm Loan 2,5 m. Rồi em hết mã 13. Xe cua chị Ngọc Tu Văn 13 2 m luôn. Là em hết nha mấy chị. Mấy em mấy chị xe cua em đừng có ghi. Em chỉ nắm chắc cái danh sách mà mình phải cắt thôi. Còn xe cua là mình dư mình sẽ cắt trong cái hệ thống sao. Rồi 13 em hết. Em lên 14 nha. Cây 14 này đẹp quá. Đây mấy chị ơi. Lụa. Lụa 100D. Lụa 100D mềm mịn mát dạng bán tặng mấy chị. 19.000 một mét, 18.000 một mét thôi. Lên mã 14 kèm số mét thì em. Tuyền Tiên không có rồi. Bữa nãy chị không có đọc Tuyền Tiên đúng không? Tuyền Tiên không có, sao em không thấy bình luận chị ta? Không thấy bình luận chị. 14 à, 18.000 một mét, hổ mới 6, hàng cây chính phẩm cho em. Lụa 100D, cây này em còn vài mét nữa là em hết tầm chục mét thôi mấy chị. Lên mã 14 kèm 6 mét em chi trên like luôn. Mềm mịn mát dẻo, lên áo dài, lên áo ba, lên pyjama. Lên nằm, lên váy, lên đồ bộ được hết em, dạng 4 chiều giùm em nhé. Bông rất là dễ thương. Lên mã 14 kèm 6 mét em. Cây 14, cây 14 giùm em ạ. À. Cây 14 2 m của chị Song Nguyên, 1,6 m Trịnh Diễm. Mã 14 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Mã 14 giùm em. Còn 10 mét bỏng ngon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 mét của chị Nguyễn Trịnh, chị Nguyễn Nguyễn Trinh cho em số điện thoại chị ơi. 1,5 m của chị Anh Nguyên. Rồi là em hết xe cua đi. Còn như em xe cua nhá. Xe cua chị Vi Phương 4 m. Chị Xuân Hương 1,8 m là em sẽ xe cua à. Còn em cắt cho mấy chị sau nha. Rồi em lên cây mango này luôn. 20.000 một mét cây mango. Thôi cây mango của tao đây đẹp lắm mấy chị. Cây mango siêu đẹp.
dạng 4 chiều, bán tặng mấy chị 20 ngàn một mét. Lụa mango 20 ngàn một mét, hoa nhí như thế này. May đầm, may váy cho bé hay cho người lớn đều dễ thương hết. 20 ngàn hàng cây khỏi mét 6 giùm em nhé. Cây này mua rồi mà ok cục gì. Rồi lên mã 15 kèm 6 mét giùm em à, 20 ngàn một mét. Lụa mango chín phẩm giùm em nhé, hàng cây. Cây này em còn ít em xả trên like luôn. Lên mã 20 kèm 6 mét giùm em. Nhung neo 1 mét ok cục gì. Lên mã 20 lụa mango dạng 4 chiều, khổ 1m6 bán tặng mấy chị 20 ngàn 1 mét. Lên mã 15 kèm 6 mét giùm em. Mã 15 giùm em nhé. Mềm mịn mát dạng 4 chiều, mặc rất là sướng mấy chị. Mã 15 kèm 6 mét giùm em. Có 20 ngàn 1 mét lụa mango, thay vì 60-65 ngàn ở ngoài chợ bác. Lên mã giùm em ạ. Mã 20 kèm 6 mét giùm em. 20 giùm em nhé. Mấy cây này đáng lẽ em phải để lại, là năm sau tụi em gán mở shop lẻ bán. Mấy cái shop lẻ là bán mấy cái này rất là chạy, bán rất là được giá, thì đã bán 60 ngàn mình có thể bán 50 ngàn, trời ơi im lắm. Mà nốt của em bán là phải rẻ. Bữa nay bán mấy chị có 20 ngàn á. Lên mã giùm em nhé. Mã 15 kèm 6 mét em. Hàng cây khoảng mét 6, mềm mịn mát dạng. Mỗi chị mua chút đơn cho em thôi chừng. Có đường hả em? Chốt rồi chị ơi, kiểm tra tin nhắn giùm em cục về. Kiểm tra tin nhắn giùm em nha mấy bạn, có chụp rồi. Ngày mai tụi em bắt đầu điện. Lên mã 15 kèm 6 mét em. Bán tặng mấy chị chỉ có 20 ngàn 1 mét thôi. Lên 15 kèm 6 mét em. Rồi đọc em ơi. Mã 15 kèm 6 mét em. Để em thấy. Mã 15 10 mét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nguyễn Trinh, mã 15, 2m. Ok chịu. Lên mã 15 kèm 6m. Anh Nguyên, mã 15, 3m. Ok chịu. Sang Nguyễn, mã 15, 6m. Ok chịu. 2, 3, 4, 5, 6. Mã 15 kèm 6m cho mẹ mặt. Mềm mịn mát dạng 4 chiều. Trịnh Diễm, mã 15, 1m5. Ok chịu. Tú Cầu, mã 15, 3m7. 2, 3, 7. Xuân Lên. Hoa Nguyễn, mã 15, 3m. Ok chịu. Lên mã 15 kèm 6 mét thì em ạ. Song Nguyên, mã 15, 2m. Chị nào vô đây cũng mua đầm 5, 6 màu, 7, 8 màu cho con của mình hết mấy chị. Mặt gấp là mát, giặt lại mau khô, mà không bị nhăn nữa, không cần ủi nữa, sướng lắm mấy chị. Mango Pháp đẹp không shop? Em không có mango Pháp, em có mango này hả chị ơi. Em chỉ biết chắc cái mango bên em là dạng 4 chiều. Đạo mình ngưng, đã lắm. 6 mét. Ok chịu. Quế Chi, mã 15, 2m. Ok chịu. Toàn Nguyễn, mã 15, 4m. Hết. Xe cua đi. Phương Bùi Thị Ngọc, mã 15, 2m4. Xe cua Tùng Thanh, mã 15, 6m. Xe cua. Cái cây con gấu màu đỏ đô mình còn không? Cây bự ở trong kho đó. Còn đem ra đi. Đợi em xíu em đem cái cây này đẹp này ra. Con gấu, dễ thương lắm. Cũng là lụa mango, 20 ngàn 1m luôn. Lên mã 17, 16 kèm 6m em. Ờ chia sẻ. À hoa tím á chị, hoa tulip 32 ngàn. Em bán tặng mấy chị 30 ngàn luôn đi. Hoa tulip tím để em lấy cho mấy chị xem. Hàng cây chính phẩm. Cây cây đó còn nguyên ri luôn, em mới vừa khui cái đợt luôn. Hôm trước mấy chị lên nhiều quá nên em khui cây đó. Cây hoa tulip tím là siêu phẩm. Lên áo dài giùm em. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ. Cây này là mã 16 đi mấy chị. Mã 16 bán tặng mấy chị 30 ngàn, giá của nó 38 ngàn. Mới vừa rồi là bán 32 ngàn hết một cây. Bữa nay bán tặng mấy chị 30 ngàn dứt điểm cây này luôn. Cây mới vừa khui luôn, cái cây trà bá thôi sao. 30 ngàn một mét. Đây là đuổi Hàng Châu. Cái này là biên 2 chỉ mấy chị, biên 2 chỉ. Những cây này khác với lụa bình thường như thế nào? Đó là mấy chị giặt 5-10 nước, 8-9 nước, 9-10 nước gì nó cũng không có khác gì so với mấy chị mới mua hết. Rất là nó sẽ không xuống nước, mình vải không xù, không sổ, không gì hết. Thằng này lên mã giùm em, mã 16 giùm em, mấy chị thấy giùm em nhé. Biên 2 chỉ giùm em. Biên 2 chỉ hàng chuẩn Ninh Hiệp. Chuẩn chợ Ninh Hiệp bán 85 ngàn một mét, cắt sỉ 65 ngàn. Rồi em bán nặng mấy chị, đang bán nặng mấy chị chỉ có 30 ngàn thôi. Em nhập vô là đã 35 rồi. Em bán 38 đó mấy chị. Bữa nay em bán còn có 30 ngàn. Lên mã giùm em, mã 16 kèm 6 mét giùm em ạ. Đẹp cực kỳ. Đó cái cây trà bá ở sau nè. Chị nào mới kêu em lên là chứ em cũng muốn lên. Cây này là bán thường ngày ở shop thôi.
Đó, chị nào mà thích bông nhí, mấy chị biết rồi, bông nhí nguyên một năm có khi nào gọi là qua đợt đâu mấy chị. Nguyên một năm, lúc nào nó cũng hot hết. Cây 16 kèm 6 mét em 30 ngàn. Hàng biên nha mấy chị, hàng cây khổ mét 6. Ủa, hàng cây khổ mét 6 chính phẩm luôn. Biên là biên 2 chỉ chuẩn chợ Ninh Hiệp luôn. Hàng này hàng cao cấp. Cắt sỉ là đã 65-70 ngàn rồi, cắt trên 10 mét. Còn cắt trên 100 mét mới có giá 65 ngàn. Đó, rất là đẹp nha mấy chị, bán tặng mấy chị luôn. 30 ngàn một mét. Lên mã 16 kèm 6 mét em hề mấy chị luôn, cây này không có một miếng nào lời hết, hơi lỗ. Lên vải trắng giùm chị đi, không coi lâu được. Vải trắng, vải trắng. Rồi ok. Lên mã 16 giùm em nhé. Em bay vô phòng em lấy cây đuổi trắng siêu đẹp ra bán tặng cho mấy chị. 59 ngàn một cây đuổi trắng. Khủng long chị ơi, trời ơi, quên khủng long của em tôi nữa. Rồi để lên đuổi trắng liền rồi lên khủng long nha. Lên mã 16, 16 giùm em. Cây này là đuổi siêu cấp luôn, mấy chị kêu em lên mới lên chứ. Thầy không muốn lên luôn á. Em đâu có muốn lên đâu. Lên mã 16, 16 giùm em ạ. Cây đó rất rất là đẹp. Mã Nguyên Nguyễn, mã 16 2m, Sông Nguyên mã 16 1m7, Tuyết Nguyễn mã 16 6m, Huy Phát mã 16 2m. Lì xì Mỹ Thuật. Nguyễn Trinh mã 16 2m. Anh Nguyên mã 16 1m5. Lì xì Phương Hồng Tuyết Nguyễn mã 16 6m. Cây mã 17 giùm em. 17 là cây đuổi cát. Các chị có thể lên đồ bộ, lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ được hết. 59 ngàn một ký bán tặng mấy chị, 59 ngàn một cây đuổi cát. Siêu phẩm. Màu này là màu kem nha mấy chị. 13.000 một mét thôi, quá rẻ. 3m 39.000, 13.000 một mét. Bán tặng mấy chị cây này có 59.000 một ký nên nó rẻ lắm mấy chị. Chứ giá của nó là 120.000 một ký là 20 mấy ngàn. Bữa nay nó còn có 13.000. Cây màu kem như thế này. Đó, mấy chị có thể lên đồ bộ được, lên áo, lên váy giùm em. Nó sẽ hơi dạ lên như thế này thôi. Đó mấy chị thấy nè. Lên mã giùm em ạ, à, mềm mịn mát có giãn giùm em nhé. Cây này giãn nhẹ 4 chiều luôn giùm em. Đuổi cát 13.000 một mét. Lên mã 17 giùm em. Nó khoái kìa. Em mai khủng long cho con trai em rồi. Nó khoái, nó kêu mẹ mai thêm cho con đi cưng vậy. Lên mã giùm em. Mã 17 kèm số mét giùm em nhé. Con bé nhà em á thì thích cái này. Đâu rồi? Mấy cái mango mà nãy giờ mình lên á, nó gặp là nó chỉ mẹ ơi con muốn mai đồ. Nó chỉ là phải mai đồ cho nó là 16 màu nha em, đợt em mới lấy về là 16 màu là mai cho bả 16 bộ. Mỗi bộ có 1 mét à. Mai mấy cái bộ ngắn á, mặc rất là sướng. Nó đi đâu nó cũng khoe hết chứ. Mặc rất rất là mát. Này lên mã 17 giùm em, bán tặng mấy chị 13.000 một mét. Giờ mấy chị sắp tiền đi ra ngoài chợ mua giải lót là nó sẽ giá từ 15.000 cho tới 20.000 một mét giải lót. Nhưng mà nhà em đang bán đuổi cát, mấy chị mai chín được. Hoặc là chị nào kẹt thì lấy làm lót luôn cũng không sao. Áo dài học sinh được không em? Áo dài học sinh màu này nó hơi kem chị, nó hơi kem. Với lại cái mình của nó là cái mình két thì nó sẽ thiên về đồ công sở với lại đồ thiết kế nhiều hơn là áo dài học sinh. Nhi Phạm mã 17 3m, Dung My Phạm Thi mã 17 2m4, Tuyền Nguyễn mã 17 20m, Ngân Châu mã 17 2m, Thanh mã 17 3m, Hương Bùi Thị Ngọc mã 16 2m4, Trà Sữa Lê mã 17 2m. Mã 17 giùm em, lên đầm, lên váy, lên áo công sở mấy chị, cái này lên đồ công sở là đẹp. Lên đầm, lên váy, lên áo công sở đều đẹp hết. Đó, chị nào mà mai bộ thì kẹt quá thì mình mai hai lớp. Có 13.000 mét hả mấy chị? Mềm mịn mát giãn cho em nhé. Đẹp cực kỳ. Cây này là em có 200 mét. Một cây bự như vậy em có 200 mét, em có tầm 10 cây, thành ra em bán rẻ hết. Em lấy vô là 85.000 một ký, em bán vô bán ra là 110. 110. Nhưng mà hôm nay em bán còn có 59.000 một ký.
Bạn này còn có 13.000 một mét hàng cây khổ mét 6. Mango bao nhiêu rồi, lên mango lại liền. Mấy chị cứ yên tâm nhé. Mã 17 kèm số mét em. Mã 17 kèm số mét em. Em lên một cây mango nữa. Có 20.000 một mét mango thôi. Vải trắng hơi kem, dễ mai bộ áo dài học sinh không chị? Đây, cái vải trắng này là vải trắng hơi kem nha chị. Mai áo dài học sinh thì em không gành, tại vì em thấy màu kem quá, thường áo dài học sinh ra không chịu đó. Màu kem em đang cầm luôn nè. Đó, chị nào mà thích màu kem thì cứ lấy cái này giùm em. Lên mã 17 giùm em, 13.000 một mét hàng cây khoảng mét 6. Đuổi cát màu đen không chị? Em có. Em đang có trượt chéo hàng màu đen với lại một cây tuyết mưa màu đen, em lên lại liền. Lên mã tuyết mưa đi em, ok cục vàng. Có tone không người đẹp? Có luôn nha cục vàng ơi, bán tặng hết luôn. Ra, lên mã đuổi cát thì em không có màu đen, em chỉ có màu kem này thôi. À, trắng gạo đúng rồi. Lên, đúng rồi, trắng gạo. 17 4 mét, anh Nguyên 17 3 mét. Cái màu vàng ở màu trắng đúng như cái lem lai luôn giùm em. Nhà em là lai cam thường hết, chuẩn mẹ màu lắm. 17 6 mét. Lên mã 17 kèm số mét em, 17 kèm số mét em nha, cây trắng kem. Cây trắng kem mềm mịn mát giãn nhẹ 4 chiều luôn, mặc rất là sướng. Lên mã 17 kèm số mét giùm em ạ, mã 17 giùm em. Lên đầm lên váy gì được hết. Đẹp lắm mấy chị ơi. Lên đầm lên váy thiết kế mấy chị coi giùm em, biên nó xù vậy nè. Một cây đuổi cát rất là đẹp, 13.000 một mét. 13.000 một mét thôi mấy chị ơi, 59.000 một mà. Nguyễn Hương 17 1 mét 2, Nguyễn Ngọc 17 2 mét. Bảo Ngân 17 10 mét. Mã 17 kèm số mét em bán tặng mấy chị 13.000. Từ đây tới Tết em bán hết 10 cây đó là em không bao giờ bán lại đuổi trắng nữa. Em phải ngưng một thời gian rất là dài mới bán lại. Tại vì đuổi cát thường là em bán nó 20 mấy, 20 ngàn một mét, 30 mấy ngàn. Mà em hùng lên em sale giá này là không ai mua được nữa hết. Tại vì đang mấy chị đang mua có 10.000, 12, 13.000 mét. Mà bắt mấy chị mua ba mấy ngày mấy chị ngán liền. Em phải ngưng đầm đông tháng em mới nhập hàng tiếp. Đuổi giùm em nha, đuổi trắng. Đặng Thị Ngọc 17, 2 mét. Đuổi Ngọc xuống phân, có gì á? Trong phân hoàng 17, 3 mét. Trong cái 10 cây nhà em hình như có một cây đuổi xước hay gì á, quên rồi. Nè, lên mã giùm em. Lên mã 17 kèm 6 mét em, 13.000 một mét, 59.000 một ký. Cây đuổi trắng lên đầm lên váy thiết kế, lên bộ lên gì cũng đẹp, lên váy lên áo lẻ được hết. Ký vậy kia. Rồi ok em coi liền. Để coi 3 mét nó bao nhiêu ký nha. Em đang là bán có 59.000 một ký đó. 3 mét 600 g một ký. Một ký nó 4 mét rưỡi chị, một ký nó 4 mét rưỡi. Ok. Mã này lên mã 17 giùm em, 13.000 một mét. Lên mã 17 kèm 6 mét em nha, cơ hội ngàn năm có một, đuổi trắng là mấy chị biết rồi. Rất là dễ xài, mấy chị nào thợ may là phải có 5-10 mét lúc nào cũng để trong. Kẹt quá lấy alot có 13.000 một mét thôi. Còn hoặc là may áo trắng nè, may váy, may áo, may đầm thiết kế, pha phối đồ màu trắng là siêu phối luôn. May viền thôi cũng được luôn, trời ơi. Nói chung màu trắng là siêu siêu của xịa, dễ xài luôn mấy chị. Nói về sự dễ xài là một đen hai trắng rồi, em sẽ lên lại màu đen. Màu đen nhà em có hai cây, đâu mất tiêu rồi. Cái cây chuột chéo hàng, đây. Một cây tiết mưa, chị em đưa chị Dục đâu rồi? Rồi. Đây nè. Đây, cây tuyết mưa mã mấy em? Cây tuyết mưa kim sa. Hàng này là hàng siêu cấp đẹp nha mấy chị. Dạng 4 chiều, lên vest, lên quần tây, lên quần ống suông, siêu đẹp dạng 4 chiều. Cây này em đang bán 65.000 tại shop. Ờ đúng rồi. Mã 3, còn cái kia là mã 2. Mã số 3 giùm em nhé. Đang tuyền mã số 3 giùm em, dạng 4 chiều, may vest được, may quần tây, may quần ống suông đẹp. Bán 65.000, hôm nay bán tặng mấy chị còn có 45.000. Lên mã số 2 kèm số, mã số 3. Cây này là mã số 3 giùm em nha. Cây này là cây tuyết mưa kim sa. Tuyết mưa kim sa, satin xanh lá là chị phải săn trong lô. Em có một bao, em còn 5 bao. Em hôm nay em sẽ sale bán tặng cho mấy chị một bao là satin tắp ta thương hiệu, giá chỉ có 89.000 một ký, mười mấy ngàn một mét trở lại thôi. Mã này lên mã giùm em ạ. Số 2 kèm số mét em, mã số 2 kèm số mét em. 65.000 bán tại shop và em hôm nay em bán tặng mấy chị có 45.000 một mét thôi. Lên mã số 2 kèm số mét em nha, cây đuổi kim sa. Ổ lộn, cây tuyết mưa kim sa siêu siêu đẹp giùm em. Mai vest đẹp, mai quần tây, mai quần ống suông đẹp. Cây này mấy chị nhận hàng cảm thấy không đẹp không xịn quánh em. Trả em xong rồi quánh em bao hàng. Lên mã số 2 kèm số mét em nha. Ở mã 3, trời ơi sao mà bị khùng quá chị trời. Cái này tán rồi. Mã số 3 kèm số mét em. Còn cây này là cây chuột chéo hàng. Cây chuột chéo hàng thường là cái bản chất của nó không quá đen. Cây này là cây đen tuyền nè.
Cây này là nó chín mùi với cây này. Đó mấy chị sẽ thấy. Đây, và cây này là mai quần ống suông đẹp, mai quần tay đẹp. Em đang bán tặng có 15.000 một mét thôi là mã số 2. Còn bản số 3 là 45.000. 65 em đang bán tặng 45.000. Lên mã giùm em ạ. À. Mã số 2 kèm số mét cho em 15.000. 17 2 m. Giãn bộ ở 4 chiều nha mấy chị. Mai quần tây mà giãn 4 chiều. Mai quần tây nam nữ đều được, mai vét nam nữ đều được. Cái này thầy hồi xưa em làm bên dịch vụ cưới em biết. Cái này mà mấy cái vét chú rể á mấy chị, hoặc là những cái hãng như là Adam mấy chị, vét Adam là thường là người ta lên cái này rất là nhiều. Tuyết mưa kim sa này lên vét rất là nhiều, nhất là vét nam. Vét nam, vét nữ, quần tây, quần ống suông nam nữ đều đẹp, rất là đẹp. Một ký nó có 1,5 m thôi mấy chị. 65.000 em đang bán tặng mấy chị chỉ có 45.000 thôi. Bạn này mã số 3 45.000. Hai nguyện mã 3 5,5 m, toàn nguyện mã 3 15 m, nhi phạm mã 2 2 m. Còn cái mã 2 này em đang bán tặng có 15.000 thôi, chịu kéo hàng siêu đẹp. Nhưng mà cái bản chất chịu kéo hàng là đen của nó không có quá quá là đậm đà như mấy cái đen khác mấy chị, nó sẽ chín mùi như thế này mấy chị sẽ thấy. Đó là em đang bán tặng mấy chị 15.000 một mét. Mấy chị đã cầm riêng như vậy, nó là màu đen và nó đương nhiên là màu đen, nhưng mà một khi cầm chung với mấy cái đen tuyền, đen khiết thì nó sẽ hơi, nó hơi chín mùi gì khác chút xíu thôi. Lên mã giùm em nhé. Cây này là có giãn mấy chị, không nhăn, mềm mịn mát không nhăn, siêu đẹp. Đó, mai đầm, mai váy hoặc là mai quần ống suông, mai quần tây đều đẹp. Có 15.000 một mét thôi. Lên mã số 2 kèm số mét em. Bữa nay là tặng hết nấc hết. Mai quần hăng ôm được không? Được nha cục vàng. Ôm mình ôm từ mông nè, đổ xuống nè. Cái ống hơi đứng nhẹ, trời ơi mặt rất là sướng. Giãn 4 chiều mà mặt rất là sướng. Và cái độ giãn này có nó có độ chì mấy chị. Đó là giãn nhưng mà nó hơi bó cho mấy chị. Đó, nó sẽ định hình lại cái dáng của mình, mặc rất là sướng. Những cái quần này em có một cái quần rồi, là cho dù cái mông em, cái mông em to, thành ra là những cái quần đó nó sẽ bó chỗ cái mông, mà cái đùi này nè, nó định hình là cái mông với cái đùi, mấy chị nhìn rất là phê luôn á, đã lắm. Lên mã số 3 kèm số mét giùm em nhé. Chéo hàng là mã số 2 15.000 một mét, còn mã số 3 là tuyết mưa kim sa siêu đẹp như thế này. Nó sẽ có ống ánh nhẹ của sợi vải tự nhiên. Mặc ở ngoài mấy chị nhìn ở ngoài mấy chị nó chỗ sao mà nó cũng là đen trơn mà tại sao cái mình nó lại sang sang sao, nhìn nó mắc mắc sao mấy chị. Là cái này gọi là cây, cây này là cây tuyết mưa kim sa, dùng trong cái tiệc cưới rất là nhiều luôn. Dịch vụ cưới là người ta dùng mấy cái vét này siêu nhiều luôn. Chị nào xài làm dịch vụ cưới là mấy chị biết liền, lên quần tay cho chú rể hoặc là lên vét cho chú rể thường dùng cái này siêu nhiều luôn. Và nhất là cái local brand là Adam đó mấy chị, mai chuyên mai vét cho nam á, xài cái này là hết 80-90% rồi, đẹp cực kỳ. Lên mã số 3 kèm số mét thì em ạ. Mã số 2 2,5 m, Nguyễn Lê mã số 2 1,1 m, Phụ Thảo mã số 3 3 m, Kim Sa 1 m, Dung My Phạm Thi mã số 3 1 m, Nguyễn Sang mã số 2 1 m, Mai Ngọc Ánh mã số 2 2 m, Trần Hoàng mã số 3 3 m, Phụ Thảo mã số 3 3 m, Trà Sử Lê mã số 2 1 m, Nhi Thiên Hồ mã số 3 1 m, Nhi Phạm mã số 2 2 m. Giãn luôn, cái baby này có giãn luôn. Mặt siêu sướng mấy chị. Mặt rất là sướng luôn. Độ giãn của nó không phải là độ giãn rất là nhiều, giãn vừa thôi mấy chị. Để khi mấy chị mặt nó hơi ôm cái mấy chị ngồi xuống ha, mấy chị di chuyển rất là thoải mái thôi, chứ không phải là giãn hầm giãn hố là mấy chị mặc cái bao nhiêu mở cái nó nồi cục cục lên nhìn kỳ lắm. Lê Thị Anh Đào mã số 3 4,5 m, Phan Nguyễn mã số 2 5,4 m. Mã số 3 65.000 tại shop đang giảm còn có 45.000 mã số 3 giùm em. Còn mã số 2 này là 28.000 đang giảm còn có 15.000 thôi. Lên mã số 2 giùm em nhé. Cho chị đó. Mã số 2 6 m. Chị Nguyễn Huyền ơi là 2,4 m hả chị? 24 m hay 2,4 m vậy chị Nguyễn Huyền ơi? Chị nào Khánh mới cho em số điện thoại, có số điện thoại em mới chốt đơn được nha mấy chị. Không có số điện thoại là em xé mã liền, xé tem liền. Em không có cắt đó chị ơi. Có số điện thoại giùm em. Đẹp cực kỳ. Mã số 3 2,4 m. Mã số 3 em nói chung là em mà gặp cây nào là em mê đi chết, mê chết đắm luôn mấy chị. Song Nguyên mã số 2 2 m, Nguyễn Huyền mã số 3 5 m, Nguyễn Phương mã số 3 2 m, Phương Hồng mã số 3 2 m, Thu Thủy mã số 2 2 m. Đây, Trịnh Diễm mã số 3 3 m, Nguyễn Sang mã số 3 1 m, Song Nguyên mã số 3 2 m. Hồi em like mấy cái dạng này nè, rất là đẹp, hàng này hàng thương hiệu nè mấy chị. Mai một cái đầm một cái váy giùm em, cái này gọi là hàng hai da, tức là khi mấy chị mai bề này nó sẽ hơi giả cái màu ở đằng sau lên, nó siêu đẹp, đẹp lắm. Nguyễn
Nguyễn Phương mã số 2 2m, Phong Nguyễn mã số 2 thêm 3m. Rồi lên mã số 3 rồi em. Số 3, số 2. Rồi tới mã số mấy rồi bạn ơi? Mình tới mã mấy rồi? 16, 17 hả? 18 đi. 18 luôn. 20.000 một mét lụa manh gồm mã 18 kèm 6 mét em. Cây này em xin nhận 40 mét nha. Em xả không nổi. Em bị bệnh em xả không nổi, màu đỏ đô, lụa manh gồ. Tặng mấy chị 20.000 một mét, hàng cây chính phẩm khổ 1,5 m. Ổ khổ 1,6 m, dạng 4 chiều, mềm mịn mát không nhăn, mai bé hay mai bé mai bự gì cũng được hết. Chuột chéo hàng có màu xanh đen không? Có đúng một cây thôi, cục vàng ơi. Cái cây xanh đen quần tây của mình còn không ta? Hình như hết luôn. Cây đuổi mà để chị cắt quần học sinh ở đó đó. Hình như cái chọc này nè, chung với cái quần đen đó. Mà sao từ giờ ra thấy nó biến mất rồi. Có nhiều khi là tại vì sĩ vô cắt lấy hết nguyên cây, cái tự nhiên nó biến mất, hồi nào em cũng không hay luôn. Không nhớ. Sĩ vô là thấy ok làm hàng được số lượng lớn là cứ ôm hết nguyên cây về mấy chị. Ngọc Thơ mã số 3 1m, Nguyễn Lan mã số 1,5 m. Đây, mã 18 kèm số mét giùm em. Mã 18 giùm em nha, lụa mango cao cấp. Dạng 4 chiều, mềm mịn mát dạng 4 chiều không nhăn. Tặng mấy chị 20.000 một mét. Quải cắt quần học sinh hết rồi chị ơi. Em còn màu đen thôi. 18 6m. Lên mã 18 kèm số mét giùm em, mã 18 kèm số mét em. Mã 18 khỏi ghi. Mình có nhiều mà phải không? Có nhiều mà, không sao đâu, không thấy không hết đâu. Mã 18 kèm số mét em. Mã số 2 4,5 m. Ok chịu. Mềm mịn mát dạng 4 chiều. Mai pyjama cho bé, cho mẹ hay là cho ở cái này đè ông xã mặc luôn vậy, mặc nguyên gia đình luôn giùm em, kiểu mai pyjama mà tay ngắn rồi cổ pyjama rồi quần ngắn á, mai nguyên gia đình mình đi chơi, đi team, đi chơi tết đồ, trời mặc dễ thương lắm mấy chị. Màu đỏ đô, hôm trước có bà chị kia mặc mai cho là gia đình nội ngoại đi chơi nguyên một team chung luôn, là đặt cái này hình như là 25 hay 30 mét em mua này, rất là đã luôn mấy chị, mặc siêu sướng luôn giùm em. Cái này mà hồi hôm trước em đi Bãi Nai á, Hà Tiên á, bán cái bộ này, bộ mango này bán 150.000 một bộ, quần ngắn tay ngắn, trời nó mắc như quỷ. Trong khi đó mấy chị mua 20.000 một mét, mấy đứa bé bé nhỏ ha là nó bán 150, cái lớn là 200.000. Mấy đứa nhỏ mua có 1,2 m là bàn mai được cho nó rồi, 1,2 m là có 20 mấy ngàn tiền giả thôi. Mấy chị mai mặc cho nó sướng như mắc về ga tới nơi rồi mấy chị mua rất là mắc. Mấy cái này là mấy chị tới nơi là mấy chị muốn chụp hình nhóm rồi đó, hoặc là đi tắm biển rồi đó, mấy chị mang mấy cái này theo. Trời ơi, tới nơi mấy chị mua mấy cái này siêu mắc luôn á mấy chị. Mua 100 mấy 200 ngàn thôi chặt đẹp luôn, còn ở nhà mấy chị mua 20 mấy ngàn tiền giải mai sướng cực kỳ. Có mẫu nào mai vét không em? Đây, mai vét là cái này. Thu Ngọc 18 2m4, Thu Thủy 18 2m. Cây này là cây số 3 nè chị, mai vét nó là tuyết mưa kim sa, mai vét siêu đẹp 65.000, đang giảm còn có 45.000. Mã số 3 là mai vét siêu đẹp, mai quần tây. À, em còn mấy cây ve vét nữa em lên cho chị. 6m, Ngọc Hông 18 1,2m, Nguyễn Phương 18 2m. Mã 18 giùm em. Trời ơi, cái màu 18 sạch. Sang, nam nữ đều mặc được. Cái này đè cho mấy ông đàn ông mặc là chuyện bình thường, màu đỏ đô mà. Cũng men chứ đâu có phải là bóng lắm đâu, mặc rất là sướng nha. Nói vậy chứ đi chơi hả, mặc đồ cây dừa, mặc đồ vàng khè đồ không đó, mặc cái đó nhìn nó rất là sôi động mấy chị. Đó, thành ra mình mang mấy cái bộ này mình để lập nhóm mình đi chơi, rất là đẹp. Lên mã 18 kèm 6 mét em nha, lụa mango dạng 4 chiều, 20.000 một mét, hàng cây khổ 1,6 m. Lên mã 18 kèm 6 mét em. 18 3m. Lên mã 18 kèm em ạ. Bữa nay là nhà còn gì bán hết luôn mấy chị ơi. Em sale mà ai cũng không, sợ em luôn. 18 1,3 m, Thuy Phan mã 3 2m. Ai cũng sợ em tụt quần. Ấy da. Cây này luôn. Cây này là cây cúng cùi, hình như trong lụm trăm đê nè. Ủa, lụa manh gồ nè. Rồi được rồi, mày đứng xả hết hả? Không, 35m. Tao mệt rồi, mày chơi một mình mày đi. Nó sung lắm. Cây này 19 mấy chị, màu hương 19 cho em nha. Ok chịu. Mã 19 cho em. Rồi, bệnh mệt lắm mấy chị. Nhưng mà nghĩ tới là tặng lì xì cho mấy chị. Tại vì kiểu như mà năm sau mà chị nào trúng số nè, mà làm ăn tự nhiên phát đạt rất là trội so với mấy cái năm khác, thì mấy chị vui lòng là mấy chị phía bếp bên em là lì xì bên em rất là hên. Giống như cái chị khách hồi năm rồi vậy đó, tặng cho em cái bao lì xì, chữ là tiền vô như nước thôi. Hôm nay năm nay em làm ăn siêu được luôn mấy chị ơi.
Tức là hồi xưa là em mua lấy giải á, là em không có tiền lấy, trời ơi, mấy chị biết rồi, lô nào cũng muốn ôm hết. Tiền là kẹt hoài luôn, nhức đầu rất là nhiều, mà năm nay em siêu suôn sẻ luôn. Muốn lô nào là có lô đó, tiền rất là cho chảy. Cái dòng tiền em đi siêu mướt luôn. Em không phải là khoe tiền nhiều mà em khoe giải nhà em siêu nhiều luôn. Và lúc nào cũng đủ, cũng đủ để cung cấp cho mấy chị hết. Mấy chị biết rồi, hàng năm rồi về em là hàng về mới liên tục. Tới mức độ là hàng xả nhà em bây giờ 20 mấy bao, em tới bây giờ em vẫn chưa có thời gian để em xả hàng cho mấy chị luôn. Em cứ nói là ok em xả hàng nhưng mà vẫn chưa xả được mấy cây đó luôn. Hàng nhà em là về siêu siêu được luôn. Thành ra là cái bao lì xì đó em rất là biết ơn. Cái chỗ này tiền vô như nước này luôn. Ở trong đó có 20 ngàn thôi mà mãi tới nửa năm sau á, con em nó lấy ra nó chơi á, rồi nó em mới biết là ở trong đó chỉ có 20 ngàn nhưng mà em cứ để trong cái túi tiền. Rất là may mắn mấy chị. Nên em nhả vía cho mấy chị năm sau cũng xét dòng tiền lúc nào muốn gì được đó hết. Luôn luôn trơn tru, bao đẹp luôn, muốn mua gì cũng có, muốn nhập hàng gì, muốn kinh doanh gì luôn luôn có tiền. Giống như em vậy đó, gọi là suôn sẻ, mọi việc đều suôn sẻ hết. Đó em nhả vía cho mấy chị. Em tặng cho mấy chị cứ lên lì xì kèm số điện thoại giùm em tặng cho mấy chị mỗi chị một bao. Giá trị lên tới cả 100 ngàn rồi mấy chị. Từ 10 cho tới 100 ngàn ở bên trong luôn. Quan trọng là em sẽ nhả vía lọc cho mấy chị. Làm ăn siêu được, tiền thật là nhiều để mua giải nha em. Nên mã số 19 giùm em. 82m tuyền tuyền, 183m hồng chấm, 19 1m3. Nguyễn Thị 19 2m, trà sữa lê 19 1m, Song Nguyên 19 3m. Mã 19 giùm em, lụa mango dạng 4 chiều, 20 ngàn 1m, hàng cây khổ 1m6 giùm em nhé. Mã 19 kèm 6m giùm em. Mã 19 giùm em. Mã 19 kèm 6m giùm em ạ. Rồi rồi, em sẽ lên cây nhầm nữa. Cây này luôn đi. Bán cây này luôn. Không, cây này đi. Cây này có mẫu không? Kìa, ở sau luôn em kìa. Bán cây đó luôn đi. Ồ quên nữa, lên khủng long cho bà thím tôi. Trời đất ơi, quên nhỏ hoài luôn. Cây khủng long. Bài em lên khủng long luôn nha. Bài khủng long này là hàng có dài, có khúc, nó là lụa 100D. Khủng long, mặt siêu siêu mát, nó thuộc dạng là mát lạnh. Tặng tiền nhiêu chị lấy vải nha em. Tặng tiền nhiều để chị lấy vải nha em. Đừng có mong là cái bao lì xì đó là nhiều tiền để mình có tiền lấy vải. Không có đáng đâu chị. Có 100 ngàn mấy chị mua đâu có được nhiều đâu. Nhưng mà lọc của mình xài nguyên năm mấy chị, lọc nguyên năm. Tức là mình làm ăn trôi chảy, suôn sẻ, mọi việc đều suôn sẻ hết. Giống như em vậy đó. Thì ra cái chị đó tặng bao lì xì bên trong có 20 ngàn thôi. Nửa năm sau con em lấy chơi em mới biết. Nhưng mà giá trị nó mang lại là tới giờ em vẫn biết ơn luôn. Rất là đạt im nha mấy chị, đúng là trộm vía luôn. Bảy bảy lông con, cái gì? Mày khùng đó mày. Cái màu hồng nè. Cái bông như nhí màu hồng. Ừ, mày làm gì chứ? Cái nào? Cái sọc sọc này nè. Rồi, lên khủng long kèm 6 mét mà em bán đậm mấy chị 18 ngàn 1 mét. Lụa 100D này là siêu 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 mát luôn nha chị ơi, dạng 4 chiều. Nó mát dữ lắm. Mã 19 10m Trần Xuân ok chịu. Anh Nguyên đọc rồi phải không? Rồi cây long công là em sắp bị bơm gì một đơm, không biết chị đó có bơm không nữa, tại vì chị đặt 7 khúc mà chị tới hàng tới nhà rồi chị đòi lấy có 3 khúc, không phải xả 3 khúc thành em không bán luôn. Là đang bơm về, mong tôi ghi là em dở lên là hết rồi. Chúc em vạn sự như ý. Muốn gì được đó, cảm ơn chị Nguyễn Trang. Em lúc nào cũng muốn là có nhiều vải đẹp cho mình bán. Ok. Lên mã giùm em à. Lên mã 20 giùm em hoặc là khủng long giùm em nhé. Khủng long 2m2 cho chị Cẩm Tú nè. Trời ơi bà Cẩm Tú mà bà đặt rồi nên con trai bà mê nha. Mặc cái này là siêu mát luôn á. Ý là lọc của em tặng. Dạ ok chị. Em xin nhã vía may mắn nha mấy chị, rất là đẹp, rất là đã luôn nha. Hồi năm rồi là em không phải là giàu có gì nhưng mà mọi việc lúc nào cũng suôn sẻ hết, tiền bạc dòng tiền của em đi rất là trôi chảy. Hồi năm trước là trời ơi muốn lấy hàng, có nhiều khi là có tiền thì không có hàng, mà có hàng rồi không có tiền, mà mượn cũng không ai cho, cái đó gọi là rất là kẹt luôn á. Còn năm nay thì thôi không cần mượn mấy chị, cứ vừa có tiền cái là vừa có hàng đẹp, trời đã lắm, nó gọi là nó suôn sẻ cực kỳ, muốn gì được đó luôn á mấy chị. Lên mã khủng long kèm 6m giùm em nhé. Năm mới bán đắt nha, cảm ơn chị. Như Thiên Hồ khủng long
6. Ok chịu. Ngân châu khủng long 2m. Ok chịu. Khủng long kèm 6m em. Mềm mịn mát dẻn. Trời dễ thương lắm. Mai cho bé trai bé gái đều được à. Khủng long kèm 6m em. Em còn vài mét thôi. Khủng long, khủng long. Khủng long 6m Giang Nguyễn chưa? 3 4 5 6. Rồi hết khúc này. Rồi còn mấy nhỏ nhỏ không mà ta. Rồi khúc này cho chị Tuyền Nguyễn đi. Tuyền Nguyễn em còn 1 2 3 3 mét cho chị Tuyền Nguyễn thôi. Đếm cái khúc dài. Ít lắm đấy chị ơi. 1 3 4 4m cho chị Tuyền Nguyễn nè. Là mới nãy 6m cho chị Giang Nguyễn rồi, 4m cho chị Tuyền Nguyễn, 1m cho chị Nguyễn Ngọc. Em còn 4m nữa là 3m rưỡi cho chị Phạm Bảo Long, cắt chẳng 4m là hết. Hết à. Rồi hết. Rồi để em kiếm cái gì đó em lên. Em có cái cây này đẹp cực kỳ. Bán tặng với chị 29.000 luôn. Cây này là 38.000 nè, cây đuổi Hàng Châu mới nãy nè. Cái mã mấy em quên rồi. Cây này lên mã 21 giùm em ạ, mã 21 giùm em. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên pyjama, lên đầm bên váy giùm em. Đuổi Hàng Châu, biên hai chỉ, hàng này là siêu đẹp. U mì là sáng ngày mai giùm em nha chị ơi. Bữa nay em không lên u mì được rồi. Màu khác không có cục vàng. Em còn có nhiêu đây. Hàng này công ty sale thành ra là có bao nhiêu em lên nhiêu thôi. Em có vải thun, em đang có thun Solen. Thun Solen có 39.000 một mét. Màu xanh lá. Lên mã số mấy em bé? Thun Solen. Mã số 5. Thun Solen đâu rồi? Mã số 5 kèm 6 mét em. Thun Solen xanh lá 39.000 một mét, khổ mét 6. Solen như thế này 39.000 một mét, lên mã số 5 kèm 6 mét em. Còn này là mã 21 em bán tặng 29.000. 38.000 đang tặng 29.000. Mã 21 10m bảo ngân 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Hai kim phụng mã 21 2m. Ok. 2m cho chị Nguyễn Phương. 2m của chị Song Nguyên là em hết. 2m 2 cho chị Trang Dương, 2m cho chị Giang Nguyễn là hết. Rồi. Mấy chị lên bù lại màu hồng giùm em đi các bạn. Em có y gan gì mà màu hồng. Bán đặng luôn 29 thôi. Màu hồng này em có ít. Cây hồng này còn ít. 29.000 luôn. Lên mã giùm em 22 giùm em màu hồng. Siêu đẹp. Giặt 8 9 nước 9 10 nước mấy chị vẫn không thấy nó xuống màu, không xù không gì hết. Nó gọi là đuổi Hàng Châu, hàng này là hàng cao cấp biên hai chỉ. Cắt sỉ là 10 m. Không, trên 50-100m mới có giá 65.000. Còn không là giá 70.000 một sỉ 10m. Giá thường là 85.000 tại shop bé. Cái này em bán tặng cho mấy chị 29.000. 29.000 lên mã vậy. Lên mã số 22 giùm em à. Mấy chị ơi em hết rồi, lên mã 22 giùm em nhé. 22 giùm em. 22 em cũng có ít luôn. Mã 22 giùm em à. Cái 22 này còn cái xịu. Mã 22 giùm em à. 22 22 22 30. Ok chịu. 2m rưỡi Huy Phát. Chị nào khách mới cho em số điện thoại nha. 2m Lan Hoa. Ok. Rồi hết hết hết. Rồi em lên cái cây này có nhiều để cho mấy chị lên. Khoan khoan đừng giận em. Em lên cái cây này siêu nhiều cho mấy chị lên thoải mái luôn. Cây này bán tặng 29 luôn. Cây này đáng lẽ tới 35.000 luôn. 35.000 là giá sale rồi đó. Giá của nó tới 39-40 luôn. Nó đẹp, nó mịn cực kỳ luôn mấy chị. 29.000 luôn. Bán lỡ bán là bán hết luôn. 29.000. 23 kèm 6 mét em. 23 giùm em nhé. Mịn mềm mát như thế này, hoa nhí như thế này. Lên mã giùm em ạ. 23 kèm 6 mét em bán tặng mấy chị 29.000 một mét luôn. Lên mã 23 kèm 6 mét em. 22 em hết. Xin lỗi mấy chị, em có rất là ít nên không có đủ chia. Cây 23 này em siêu nhiều mấy chị, lên bao nhiêu em cũng có. Em còn có 2 cây lận. 2 cây bự lận. Mấy chị cứ lên giùm em 29.000 một mét bán tặng mấy chị luôn. Lên mã 23 kèm 6 mét em 29.000 một mét, lên mã 23. Đuổi Hàng Châu cao cấp, giặt 9-10 nước này kia, nó dặn mới như thường luôn mấy chị. Mặc rất là sướng nha em nhé. Lên mã 23 kèm 6 mét nha em. Mã 23, mã 23 kèm 6 mét em bán tặng mấy chị 29.000 một mét. Giá của nó tới 40.000, 239.000. Cây này là cái cây mắc như hơn mấy cây kia nữa. Cái này em nhập vô là 35.000 rồi nè trời.
lỗ tụt quần luôn. 29 ngàn lỡ rồi, phi, phi phóng đao phải theo đao lao thôi. Lên mã giùm em ạ, mã 23 kèm số mét giùm em nha, 23 kèm số mét giùm em. Nhập vô là 35 ngàn rồi nè mấy chị, em bán 39 40 ngàn em quên rồi. Cái này lên mã giùm em ạ, lên mã 23 kèm số mét giùm em, 23 giùm em. Em còn nhiều, hai cây là mấy chị cứ yên tâm. Mới nãy là còn ít nên mới khó chi lắm. 23 4 mét Harry Nguyễn. 23 10 mét của chị Bảo Ngân có luôn. 23 23 kèm số mét giùm em nhé, mã 23 kèm số mét em. Ngồi cái lỗ của nó đâu trời. Sao đút vào không vô cái lỗ vậy? Rồi, mã 23. 23 1 mét rưỡi của chị Anh Nguyễn. Mã 23 2 mét rưỡi Đặng Thị Ngọc, mã 23 1 mét rưỡi Tuyền Nguyễn. Ok chịu. Lên mã 23 kèm số mét giùm em ạ, mã 23 giùm em. Cây này màu này rất là sang mấy chị. Hoa nó rất là dễ thương, mai cho mẹ hay mai cho bé đều được, lên áo dài, lên áo bà ba, lên pyjama đều đẹp. 39 ngàn 40 ngàn mà em giảm còn có 29 ngàn thôi. Lên mã 23 kèm số mét thì em nhé. Đuổi hàng châu cao cấp mấy chị. Giá thị trường là 85 ngàn, sỉ 10 mét là 65, ở 70. Còn sỉ trên 100 mét mới là 65. Mắc lắm mấy chị ơi, đuổi hàng châu đó, hàng cao cấp. Nhập vô siêu mắc luôn á. Rồi em lên cây này. Bán lại mấy chị cây này luôn. Cây này là cây Von Kinh Phong. Von Kinh Phong bán tặng mấy chị 10 ngàn chơi nè. 10 ngàn. Lên mã giùm em. Mã 24 kèm số mét em. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ, lên bà ba giùm em. Bán tặng mấy chị 10 ngàn một mét. Lên mã 24 kèm số mét em. Nói chung là tặng gọi là vậy. Phải bung nắp ai mới gọi là tặng. Lên mã giùm em. 24 kèm số mét em. 10 ngàn một mét. Hàng cây chính phẩm khổ 1m6. Lên mã 24 kèm số mét giùm em nhé. Mã 24, mã 24 giùm em. Sao chị xem khúc vải sọc đen sau lưng. Vải sọc đen vải nào mày? Sọc đen. Sọc đen nào ta? 24 giùm em nhé. 10 ngàn một mét thôi mấy chị ơi. Này em chia trên like luôn, cây này em còn ít lắm. Mã 24 kèm số mét em. Cái này lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ không cần lót giùm em. Mai áo lẻ, mai áo bà ba, hai áo dài thì cũng không cần lót hết. Mà cái này mai cái áo bà ba nè, hai cái áo dài, cái này mặc áo dài siêu sang, nhìn nó rất là truyền thống mấy chị. Mấy chị chụp màu xanh này, mấy chị chụp với chùa á, với mấy cái công trình kiến trúc rồi đó, mặc rất là sang giùm em nha. Đội nón lá vô, không sang không lấy tiền. 10 ngàn một mét thôi mấy chị. Một cái áo dài mấy chị còn hai mươi mấy ngàn thôi, tiền là vải áo dài thôi. Mấy chị mua ở đâu được thì vải áo dài có hai mấy ngàn mấy chị. Còn mét ba là được cái áo bà ba. Một mét ba có 30 ngàn là dữ lắm. Ủa không, mười mấy ngàn, 13 ngàn tiền à. Một cái áo bà ba thôi, quá rẻ. Thôi mẹ mệt quá. Này kể như 3 mét đi. Xả hoài nó không xuống. Lên hả, giùm em mã 24 kèm số mét em. Thôi đọc chị cả. Mã 24 giùm em mấy chị ơi. Lên áo dài, lên áo bà ba. Lên mã giùm em 24 giùm em nhé. Lên khủng long đi em, khủng long em hết rồi. Em lên ngồi hết rồi cục gì. Nãy giờ chị đi đâu? Chị bỏ qua kênh của em rồi. 24 6 mét. Ok chị. 4 5 6. Thu Thủy 24 3 mét. Ok chịu. Sông Nguyên 24 3 mét. Ok chịu. Mã 24 kèm số mét này. 24 10 mét. Ok chịu. Hình như 15 mét á, bảo nó thêm 5 mét. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nguyễn Thị Thiệp Thiệp 24 2 mét. Ok chị. Mã 24 kèm số mét, mai mặc áo dài bà ba, váy áo lẻ. Kiểu này rất là sang nha mấy chị ơi. Lên áo dài siêu sang luôn. 24 kèm số mét thì mai mặc. 24 24 kèm số mét thì mai mặc. Không qua bên 2 được hả? Để chị đọc cho. 24 2 mét của chị Ngô Hòa. 24 1 mét rưỡi Trang Lê. 24 6 mét Giang Nguyễn. 3, 4, 5, 6. Rồi. Tới đâu rồi? Kim Phụng 3m 24. 2, 3, 1m 2 của chị Chiều Tím. Rồi, 2 2m của chị Như Huệ. 2m của chị Thị Bích Bùi. Rồi. 2m rưỡi Nguyễn Lê.
2,5 mét. Nguyễn Lê là hết. Xe cua là chị Hạ An 2 mét. Còn là em cắt bảo đảm còn chị ơi. Khách mới nhiều là thế nào, bà không bắt máy là em không có cắt lời, còn nhiều lắm. Chị cứ yên tâm. Ok. Rồi em lấy luôn cái von này bán tặng mấy chị 10 ngàn luôn. Lớn rồi, trên lên tới luôn. Ok. Cái bông ép nhung của chị còn hết rồi ha em. Bông ép nhung á. Cây bông ép nhung nhí của mình đó. Cái cây mà mình bán được mười mấy cây đó. Cây mà cắt nó bụi không á? Ủa cái cây von mới thấy rồi trời. Đây. Cây này nhỏ quá sao đủ bán đây. Cây này là cây lụa giấy mấy chị, lụa giấy mai bộ được luôn. Mai bộ, mai váy, mai áo, mai áo lẻ được hết. Rồi. Lụa giấy 11 ngàn thôi mấy chị. Tặng cho mấy chị cây này luôn, mà cây này còn nhỏ xíu thôi. Lên mã giùm em 20 25. Mã 25 giùm em nha, lụa giấy dạng 4 chiều. Mai đồ bộ được luôn. Mã 25 kèm sơ mét nè. Từ từ. Lấy cái cô tâm kaki đây. Rồi mấy cái áo khoác nữa. Lấy ra bán tặng hết. Lên mã 25 giùm em ạ. Lụa giấy cao cấp dạng 4 chiều. Mát siêu mát luôn, mặc như không mặc luôn. 11 ngàn 1 mét. 25 kèm sơ mét em. Mã áo sơ mi, mã áo lẻ giùm em dễ thương nhất. Lên mã giùm em ạ. Mã số 25. 25. 25. 4 mét Giang Nguyễn 2 3 4 1 mét rưỡi Trang Lê. 2 mét Song Nguyên. 1 mét đợi xíu. 25. 25 3 mét Bùi Kim, 2 mét Bùi Kim Phụng, 2 mét Thu Thủy, 2 mét Lan Hoa. 3 mét Hằng Lê. 1 mét 8 của chị Du Mi Phạm Thị. Rồi, 10 mét của chị Henry Nguyễn. 2 3 4 5 6. Còn có 6 mét à. Xe cua là Bảo Ngân 10 mét là em hết nha mấy chị. Em hết à. Không ra ghi nha bạn. Kaki, kaki gom đủ màu chưa? Màu nâu không có ai đâu bạn ơi. Rồi em qua cái mã này. Lên quần tây, lên vest. Bữa hổm đâu mất tiêu rồi đó. Hàng mẫu quá hổm rồi, dục rồi hả? Mẫu có xong bữa hổm gì đâu. Kaki Haya. Ta lấy ra của ai cũng được. Trong đó đó. Có ai xả, ừ, có ai. Rồi 25 em hết, đợi em xíu nha mấy chị. Em lấy hàng VIP cho mấy chị. Em lấy hàng siêu VIP luôn. Đợi em xíu. Kaki cô tông lạnh bán tặng nhé chị luôn. Tự nhiên cái nó kêu nghe kìa. Có màu tím hả? Ô nguyên cái màu hồng đấy. Kìa nguyên cái màu hồng cũng khá khá thôi. Kiếm chi cho cực. Không kiếm thì mình bỏ sức ấy dạ. Đợi em xíu nha mấy chị ơi. Rất là đẹp cây này. Kaki cô tông lạnh. Em 2 cây em bán tặng cho mấy chị luôn. 30.000 một mét. Giá của nó là 65.000, bán tặng 30.000. 35.000 là ở 30.000 là chỉ có tầm mà 60.000 những ký. Đẹp lắm mấy chị. Kaki cô tông lạnh, mai vest, mai quần tây. Lên phi bóng xem. Phi bóng đợi xíu mấy chị ơi. Đây. Kaki cô tông lạnh. Lên quần tây, lên quần ống suông, lên vest. Hàng biên hai chị. Đây, chợ Ninh Hiệp bán 120.000 một mét. Sỉ 85.000. Hôm nay em bán tặng mấy chị 30.000. Giá thường lệ của nhà em là 65.000, dạng 4 chiều. Mai quần ống suông, mai quần tây, mai vest, mai bộ, mai cơm lê, mai set, mai chăn váy, mai đồ bộ, mai cái gì cũng được giùm em. Mai áo lẻ, mai váy giùm em. Ship vải cho chị chưa Phi Phan Thị Dư? Rồi chị ơi. Lên mã sen kèm số mét giùm em. Tặng mấy chị 30.000 một mét. Lên mã sen kèm số mét giùm em. Và tím kèm số mét em có hai mà. Bơ nữa. Cái bơ là mình còn bơ nào trời. Không, mà ở ngoài á, ở ngoài đường á.
Chị biết còn nhưng mà cái màu này là nhiều á. Không chút nào nè, rồi tao biết không mày. Rồi. Lên mãi giùm em à, tặng cái này là phải có nhiều. Em mới tặng nọ 30 ngàn một mét. Mảnh này lên mãi sen kèm 6 mét em. Kaki cô tân lạnh dạng 4 chiều không nha. Lên áo già, ổ lộn lên quần tây lên quần ống suông lên vest lên set lên bộ lên váy thì cũng được hết. Lên mã sen kèm 6 mét em. Còn bạn này là màu tím kèm 6 mét em. Màu tím như thế này. Lên tím kèm 6 mét em và màu bơ. Lên bơ kèm 6 mét em nhé. Biên xù hai chỉ bơ này là 39.000. Bán tặng được tới 39.000 thôi, đại bơ em còn ít. Còn mấy kia là em chơi lớn. Đó, rất là đẹp nha. Biên hai chỉ như thế này. Lên mã bơ kèm 6 mét em. Tím kèm 6 mét em. Và sen kèm 6 mét em, hàng cây khổ mét 6 bán có 30 ngàn một mét thôi. Lên mã sen kèm 6 mét em, tím kèm 6 mét em và bơ kèm 6 mét em ạ. Kaki cô tông lạnh. Lên quần tây, lên vest, lên quần ống suông đều được ạ. Lên mã sen giùm em, đẹp lắm chị ơi. Kaki toko đông lạnh dạng 4 chiều giùm em nhé. Lên mã sen kèm 6 mét em. Tím kèm 6 mét em và bơ kèm 6 mét em nhé. Tím 2m2, Tuyền Nguyễn sen 2m2. Đen thì em có tuyết mưa chị, có tuyết mưa kim sa. Đen giảm còn 45.000 lên mã số 3 kèm 6 mét em. Đây đen là có cây này. Mã số 3. Bơ 3 mét Tuyền Nguyễn ok chị, bơ là 39.000 rồi, hai cái kia là 30.000. Lên mã em ạ, tím 1m2 Trang Dương, tím 3m5 của chị sen Nguyễn ok chị. Lên mã sen kèm 6 mét em. Tím kèm 6 mét em và bơ kèm 6 mét em nhá. Màu bơ mặt rất là tươi luôn mấy chị. Kiểu tươi cực kỳ luôn. Tím mặt thì sáng da và nhìn nó rất là chuyên nghiệp á. Chị nào mai vét, mai quần tây, mai quần ống suông mặt siêu sang. Còn màu sen này là của Sành Điệu mấy chị. Dior với lại ESL làm ba. Mai mấy cái vét này, nguyên một set quần tây với lại vét nó bán mười mấy triệu rồi. Dior hoặc là ESL mấy chị lên cái collection của nó hồi năm rồi là có lên. Cái màu sen này đang rất là trend luôn. Mã sen kèm 6 mét em nhé. Mã sen kèm 6 mét em. Đó, 30 ngàn một mét thôi mấy chị. Một cái quần tây mà có 30 ngàn thôi mấy chị. Mai cái quần tây này mấy chị đi vòng vòng, mấy chị hỏi cái ai mà đón được cái này 30.000 là em đi bằng đầu. Rất là xịn nha mấy chị ơi. Biên hai chỉ giùm em nhé, biên hai chỉ. Lên mã giùm em, lên mã số, mã sen kèm 6 mét em. Ủa sao có điện thoại của em bữa nay sạc không vô vậy chứ? Nó cứ báo 10% hoài. Game nãy giờ luôn á. Mà sạc này sạc nhanh nữa chứ. Lên mã giùm em ạ. Lên mã sen kèm 6 mét em, bơ kèm 6 mét em và tím kèm 6 mét giùm em nhé. Màu đen là mã số 3. Màu đen là tuyết mưa kim sa 65 đang giảm còn 45. Mai vét, mai quần tây, mai quần ống suông được hết. Là mã số 3, 45.000 một mét. Ok em qua cái này. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi em lên thêm một cây thô kẻ nữa. Thô kẻ bán tặng mấy chị luôn. Thô kẻ đây. Này bán hết cái là Sang Nguyễn tím 30.5. Anh Nguyên bơ 1m2. Anh Nguyên sang 1m2. Tím 1m2. Trang Gia tím 2m2. Mảnh này KT nha mấy chị. KT xanh lá như thế này. Bán tặng mấy chị cây này luôn. KT Cô xanh lá bơ 2m. Lên sơ mi nam nữ. Lên pyjama nữ cho em. Lan Hoa tím 2m. Hữu Tâm tím 1m. Tuyền Nguyễn tím 2m2. Tuyền Nguyễn bơ 3m. Lên mã giùm em ạ. Mã sọc kèm 6m em. Cây này lên mã sọc kèm 6 mét mẹ. Sọc kèm 6 mét mẹ em nhá. Rẻ lắm mấy chị, mười mấy ngàn một mét thôi. Sơ mi nam nữ, pyjama cho nữ, đầm váy cho nữ giùm em. Khổ 1m5. Hàng cây. Cây này em còn khá thôi, 30m thôi ạ. Chị ơi, vải sọc mới cầm đó chị đây. Mã sọc kèm 6 mét em. Tặng mấy chị luôn. 15.000 một mét. Tặng mấy chị 15.000 một mét. Lên sơ mi nam nữ đều được. Lên mã số sọc kèm 6 mét thì em ạ. Mã sọc kèm 6 mét em. Thanh Trang Nguyễn 3 mét sen ok chịu. Sọc kèm 6 mét thì em ạ. Bán tặng mấy chị 15.000 một mét sọc thôi. Siêu đẹp luôn nhá. Lên mã sọc kèm 6 mét em. Bán tặng mấy chị 15.000 một mét. Lên mã sọc giùm em ạ. Tuyền Nguyễn sọc 5 mét. Dung My Phạm Thi sọc 2 mét 4. Ok chịu. Lên mã sọc kèm 6 mét em. 15.000 một mét, hàng cây khổ 1m5 lên sơ mi nam nữ đều được ạ. Mã sọc Nguyễn Hương 10 mét. Chị cho em số điện thoại chưa chị ơi? Chị Nguyễn Hương hoa đỏ đúng không? Là khác nữa.
Nguyễn Hương nhà em ra tổng cộng hồi từ qua giờ là 4 chị Nguyễn Hương. Lên nãy sọc kèm 6 mét em 15.000 một mét. Một cây như thế này. Hàng cây khổ mét rưỡi, lên sơ mi nam nữ đều được. Lên nãy sọc kèm 6 mét em nhé. Sọc kèm 6 mét em. Mã sọc kèm 6 mét em. Em có cây này bán luôn. Cây này dày hơn mai pyjama cho người lớn tuổi được luôn. Tôi Nguyễn sọc 10 mét, Phân Đoàn sọc 3 mét, Thu Thủy sọc 2 mét. Henry Nguyễn sọc 4 mét. Lên mã lá kèm 6 mét em, sọc lá trời ơi bụi quá. Nó bị ở dưới sàn nó bị dính bụi. Bán lá kèm 6 mét em ạ. Lên mã lá kèm 6 mét em, sọc xanh lá như thế này. Sơ mi nam nữ mai pyjama cho người già được luôn. Mã lá kèm 6 mét em. Dày hơn con kia một chút. Cái này mã lá 17.000 thôi, 13.000 luôn đi. Ủa 16.000 mấy chị ơi. 16.000 dày hơn mai pyjama cho người lớn đủ được luôn. À, mai áo sơ mi cho nam nữ được luôn. Lên mã giùm em. Mã lá kèm 6 mét giùm em ạ. À. Mã lá kèm 6 mét em. Sọc ngưng nhận được rồi, xe cua đi em ơi. Lên mã lá kèm 6 mét giùm em ạ. À. 16.000 một mét, hàng cây khoảng mét rưỡi. Ok chị. Lên mã lá kèm 6 mét. Mã lá mấy chị. Mã lá kèm 6 mét thì em bán tặng cho mấy chị cây này. 16.000 một mét, lên mã lá kèm 6 mét thì em nhé. Mã lá thì em. Đó. Ê, cái cây mà chấm bi xanh lá chị em có lấy cho chị không? Trong cái đống sao biết á. Chấm bi xanh lá lấy cắt đại cho chị khúc nào cũng được, lấy kéo chưa? Khỏi lấy thứ, lấy cắt đại đi. Gì? Mã lá giùm em nha, đợi em xíu em sẽ đem lên một cây cát, cây lụa cát, mai đồ bộ được, mai áo dài má ba bả được, bán tặng với chị luôn. Ừ, cây lá nằm ở giữa. Mã lá giùm em, lá 1,5 mét chị Sâm Nguyễn à, ok chị. Sọc đó chị có chứ em Anh Nguyên. Không nhớ nó cục vàng ơi. Tơ sống hả? Em có tata ánh kim em lên liền cho chị. Lá 3 mét Thu Thủy, lá 3 mét Trường Lam, lá 5 mét Trịnh Diễm, lá 4 mét Đoàn Nguyễn, lá 2 mét 2 Yumi Phan Thị. Yumi Phan Thị. Chị ơi, chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại chị ơi. Nhớ cho em số điện thoại nha. Lên mã lá kèm 6 mét em, bán tặng cho mấy chị 16.000 một mét, hàng cây khoảng 1,5 mét. Lá 3 mét của chị Nguyễn Ngân. Ok chị. Ủa thấy chưa em? Thấy rồi, chưa đi ngồi lên rồi. Mom nói hả? Mã lá kèm 6 mét em nha. Em lo ra cây tơ sống này cho mấy chị luôn. Em nói hả? Trời ơi, sung bay. Ủa cái cây tơ sống của mình nó quệt trời. Đợi em xíu ạ. Cây tắt ta ánh kim của em để ra một tí rồi. Cây tắt ánh kim em còn ít lắm. Ủa cây này cây đuổi. Ủa rồi cây tắt ta ánh kim hết hả? Tao tưởng đâu cây tắt ta ánh kim chứ chị. Ủa đi. Giả bộ đi. Mệt quá. Rồi bán thằng mấy chị cây này luôn. Lên áo, lên váy, lên áo dài, lên áo bà ba giùm em. Lên bộ được hết. Mã này không giãn nhưng mà mặc siêu mát, siêu rũ không nhăn. Nhũ ánh kim em hết sạch rồi chị ơi. Hết sạch rồi, em bán 140.000 ký mà bán hết rồi chị yêu ơi. Nào có nữa em sẽ lên nhưng mà giá là em nhập vô là đã 180.000. Mắc lắm. Hàng đó loại 1. Nên nó nhập vô là 180. Đợt đó em lấy được 135, em bán 140. Bán hết đón luôn. Chút xíu hết. Rồi. Cái này. Cái mã mấy rồi bạn? 15.000 một mét thôi à. Siêu đẹp. Mã 25 kèm 6 mét em. Mai áo dài, mã bà ba, mai váy, mai áo lẻ. Mai váy dài, mai váy ngắn hay là mai đồ mai gì cũng đẹp hết.
pyjama, áo dài, bà ba vé, áo lẻ gì được hết à. Đẹp cực kỳ. Mảnh này gọi là lụa cát. Nó không có dẻ nhưng mà nó không có nhăn. Mặt thì siêu mát, mịn rũ như thế này. Rũ mà rũ rượi luôn á mấy chị. Mai đồ rất là đẹp, rũ rất là rũ luôn. Lên mã 25 kèm 6 mét nam bán tặng nha mấy chị, 15.000 một mét. 15.000 một mét thôi à. Lên mã số 25 kèm 6 mét nam em nhận 40 mét là hết. Nếu em có 40 mét thôi à. Lên mã số 25 kèm 6 mét em. Hàng cây khổ mét 6 giùm em ạ. À. Áo dài cũng được luôn. Mặt rất là sướng luôn mấy chị ơi, không bao giờ nha. Mịn mềm mát, nền của nó là màu xanh lá đậm. Chấm bi đủ đủ size như thế này. Đẹp lắm, biên xù chính phẩm luôn, hàng cây luôn mà bán có 15.000 một mét. 25 2 mét, Tuyền Nguyễn 25 một mét rưỡi. Ok chịu. Lên mã 25 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Mã 25 giùm em. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại ạ. À. Khách mới nhớ cho em số điện thoại nha chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Mã giùm em 25 kèm 6 mét em, hàng cây khổ mét 6 à. Mã 25 kèm 6 mét em. Đẹp, sang, xịn. Phong Đoàn 25 2 mét 2. Ok chịu. Nga Nguyễn nha, mã nào thì chưa lên 5 mét. Mã 25, chị Nga Nguyễn ơi, mã 25 ok giùm em ạ. À. Nga Nguyễn cho em số điện thoại luôn. 25 1m7. Cho em số điện thoại luôn nha chị Nga Nguyễn ơi. Mã 25 kèm 6 mét giùm em. 25 mấy giờ bạn? Sao thấy hơi khó chịu. 9 giờ 30. Có 9 giờ. Lên mã giùm em, mã 25 giùm em, xong mai thêm cây 2 cây nữa là em sẽ là hàng khúc. Em đứng hết nổi rồi, bệnh á mấy chị nên nó hơi mệt. Lên mã giùm em ạ. À. Mã 25 kèm 6 mét em, để nhà em ti cái gì là em bán tặng cái đó. Cứ ti chúng cái gì là tặng cái đó hết. Lên mã giùm em ạ. À. 25 kèm 6 mét em. 16.000 một mét, hàng ở 15.000 một mét, hàng cây khổ mét 6 giùm em nhé. Đẹp cực kỳ. 25 2 mét. Mai áo, mai váy, mai pyjama, mai bộ, mai bia, mai áo dài, mai áo bà ba được hết, mai váy, mai áo lẻ được luôn. Có 16.000 một mét thôi mấy chị. 25 mét. 2 mét, Nguyễn Trang 25 1m8, Bảo Ngân 25 6m. Ok chịu. Rồi, em bán tặng luôn cây cây nào bây giờ. Em có mấy cây này em nhờ. Em nhờ và thím em đang lấy ra mà nó mất tiêu rồi đó. Thuật Nguyễn 25 3m. Lên mã 25 kèm 6m bên. Em có khúc này dài nè. Bán luôn cho cùng. Khúc này ít thật, ít xịu luôn nha mấy chị ơi. Quá là ít. Cái này em bán tặng cho mấy chị luôn. Lụa cát hàng có dãn giùm em. Áo dài bà ba màu xanh đen giùm em nhé. Em có khúc tầm 5-6 mét gì hả mấy chị. Một còn cây bông nhí ở dưới chân. Chút xíu nữa là quên cây bông nhí ở dưới chân. Mảnh này giùm em. À mảnh này không có dãn mấy chị. Cây này không có dãn giùm em nhé. Mặt mát không nha, nhưng mà không có dãn. Lên mã giùm em, 26 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 26 26, bán tặng mấy chị 89.000 một ký luôn. Mềm mịn mát không nhăn giùm em. 26 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Dày xịn, mai pyjama mai gì cũng đẹp. 19.000 một mét ạ. À. Lên mã 26 kèm 6 mét em, 19.000 một mét. Hàng cây chính phẩm khổ 1m6 giùm em nhé. Áo dài bà ba, váy áo lụa à, áo váy áo lẻ gì cũng được hết. Đẹp lắm mấy chị ơi. 19.000 một mét, đúng rồi, 19.000 một mét. Khổ mét 6 giùm em nhé. 26.000 kèm 6 mét. Ổ mã 26 kèm 6 mét em, 19.000 một mét. Em có mấy mét rồi? 1 mét của chị Nguyễn Hiệp Hiệp. Ok. 26.000 kèm 6 mét em. 2 3 4 5 6. Còn 8 mét nữa là em hết. Có 8 mét rồi mấy chị. Mã 26 kèm 6 mét em. Rồi em lên cây này. Cây này là cây cúng cùi nữa, là em sẽ lại hàng khúc. À, hàng khúc này là satin, à, lụa hồng ngọc, lụa latin, hàng thương hiệu quá mấy chị. Tắt ta dày, mai đầm, mai váy, mai áo dài đồ, mai quần áo dài đồ. Đẹp lắm. Còn này là lụa mango giùm em. Lụa mango 27 kèm 6 mét em, 26 4 mét. Mỹ thuật ok chịu. Mà này 28 hả? Tới mấy rồi? 27. Mềm mịn mát có dẻ. Mã 27 kèm 6 mét em, bông nhí như thế này. Bán tặng mấy chị 18.000 một mét. Lên mã 27 kèm 6 mét em ạ. À. 1m6 của chị Thị Bích Bùi, 3 mét của chị Thật Nguyễn. Chị Thật Nguyễn ơi, khách mới cho em số điện thoại chị ơi.
Học Nguyễn khách mới cho em số điện thoại, đơn 100 ngàn em ship, vi ship bên em có 19 ngàn tới nhà mấy chị luôn. Mã 27 kèm số mét em ạ. Mã 27 em, mềm mịn mát giảm 18 ngàn lụa mango. Mai đầm, mai váy, mai áo dài, mai bà ba, mai pyjama 27. 2 mét của chị Song Nguyên. 10 mét của chị Henry Miễn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chị Henry Nguyễn cọc giùm em 50 ngàn hoặc là 100 ngàn cạc hay là chuyển khoản gì cũng được. Để em cắt hàng nha chị. Tại vì chị đặt mỗi cái mẫu 10 mét á, là em bán cho chị thì không bán cho mấy khách kia được. Thành ra là chị cọc giùm em để em tăng các em cắt hàng nha. Lên mã 27 giùm em 18 ngàn 1 mét là 3, 4. Lên mã 27 kèm số mét em 5, 6, 7. Em còn có 7 mét hả mấy chị? Em còn 7 mét nữa là em hết. Lên mã 27 giùm em nhé. Mã 27, mã 27 kèm số mét em. Mềm mịn mát giảm 18 ngàn 1 mét. Mã 27 kèm số mét em ạ. Bán cái gì nữa đây? Rồi lụa satin em còn cây này. Rồi bán luôn cây này cho mấy chị. Cái này lên mã rút kèm 6 mét em. Lụa này là phi lụa, rút như thế này, kèm 6 mét em. Có giãn luôn mấy chị, phi lụa. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ, lên quần áo dài đều được mấy chị, phi lụa. Bán tặng mấy chị 15 ngàn 1 mét, lên mã rút kèm 6 mét em. 15 ngàn 1 mét, lên mã rút kèm 6 mét em nha. Có giãn mấy chị. Ok chịu. 27 1 mét 2 Văn Đòn. 27 1 mét Nguyễn Thị Thiệp Hiệp. Rồi, lên mã rút kèm 6 mét em, satin khổ mét 6, 15 ngàn 1 mét. Đó, lên mã giùm em. Lên mã rút kèm 6 mét em ạ, em cắt trên like luôn. Lên mã rút kèm 6 mét em, rồi em bắt đầu chuyển sang satin, hồng ngọc, táp ta, hàng thương hiệu 100, ở 89 ngàn 1 ký. Rút 1 mét Nguyễn Thị Thiệp Hiệp, ủa chị, Nguyễn Thị Thiệp đẹp đậm gì, đã có 1 mét không vậy đâu. Mã rút 6 mét Henry Nguyễn, 2. Mã rút kèm 6 mét em. 3 4 5 6 rút 6 mét Bảo Ngân 3 4 5 6 4 mét của chị Tuyền Nguyễn 1 2 3 4 lên mã rút kèm 6 mét em. 2 mét của chị Mai Ngọc Anh cho em số điện thoại à, mai áo lẻ bạn ok chịu. 2 mét của chị, 2 mét của chị Dung My Phạm Thị. Lên mã rút kèm 6 mét mà 2 mét Sang Nguyễn. Ok em hết cây này. Em qua cây khác. Còn cái này là cây lụa hồng ngọc mấy chị. Mềm mịn mát giãn cây lụa hồng ngọc này bán nặng cho mấy chị. 20 ngàn 1 mét. Lên mã 20 kèm 6 mét em rút em hết rồi. Cây này là cây lụa hồng ngọc. Cây lụa hồng ngọc nó sẽ đẹp hơn. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên gì cũng đẹp. Khổ mét 6, 20 ngàn 1 mét. Thằng này lên mã 20, ủa 20 bị trùng hả em? 28 kèm 6 mét em ạ. 20 ngàn 1 mét, lên mã 28 kèm 6 mét em, cây lụa hồng ngọc. Khổ 1m6, lên áo dài, lên áo bà ba, lên quần áo dài, lên quần áo bà ba đều được. Lên váy, lên áo lẻ được hết, nên đầm lên váy thiết kế em lụa hồng ngọc 20 ngàn 1 mét. Lên mã 28 kèm 6 mét em, 2 mét Tuyền Nguyễn. Ok chị. Để em cắt luôn cây này nó khó phân biệt lắm. 2 mét cho chị Tuyền Nguyễn, ít nha mấy chị ơi. Lên mã giùm em. 28 kèm 6 mét em, 20 ngàn 1 mét. 2 mét Tuyền Nguyễn. Rồi, 3 mét Lan Hoa. 3 mét Lan Hoa. Cái này khó phân biệt lắm, mấy con mắm kia nó cắt lộn thì mệt. Cái gì á? Rồi khỏi bán luôn. Nó bị tát hết luôn. Chúc mừng bạn. 3 mét của chị Lan Hoa là hết. Còn nhiêu là tám mày mai đồ. Hai chị em ẩu tạ. Rồi, em lên hàng khúc nha mấy chị ạ. Hàng khúc siêu đẹp, hàng thương hiệu không à. Để em lo cái đầu nó lên cái đây. Quên nữa, em còn cây này. Cây này là chấm bi, nền đen màu à. Cái này nó hơi sột sọt nên em bán tặng nha mấy chị. Cái này là nằm trong lô mango của em, nhưng mà cái mình của nó em không khoái lắm. Mấy chị lên sơ mi trong xã hay là cho mình đều được, nhưng mà cái vải nó hơi sọc sọc như thế này. Này người ta gọi là lụa BC 2 da, mịn mát cực kỳ có giãn luôn.
may bộ, may đầm, may váy đều được hết. Nhưng mà do em không thích cái chất này lắm, thành ra em bán tặng cho mấy chị 15.000. Nó tới 22.000 nữa. Bán tặng mấy chị 15.000. Lên mã giùm em à, 29 kèm số mét em. Mã 29. Miếng tép. Miếng tép là miếng gì vậy chị ơi? Đổi hả? Rút. Hồng Ngọc em hết rồi. Thun lót em hết. Thun lót em hết rồi chị ơi. Hãy chị cái ghế. Lên mã 29 kèm số mét em. 28, 29, 28, 3 mét của chị Giang Nguyễn. Ok chịu. Lên mã 28 kèm 6 mét em ạ. 2 mét của chị Thật Nguyễn nè. Ủa 28 là cái lụa Hồng Ngọc hả em? Rách đó. À. Lên mã em ạ. Cái này này mã 29 giùm em nhé. Rồi em qua, em đưa lên hàng khúc cho mấy chị ơi. Đợi em xíu em set up cái. Ê kéo cái đầu bao lên chị coi. Một hai chút nữa đi, một hai ba rồi. Rồi quá trời mệt rồi, cho anh ngồi cái đi. Bây giờ ngồi cũng nó không có bằng được rồi, đợi em xíu mấy chị. Rồi em bán hàng khúc nha, lụa satin, lụa hồng ngọc, lụa tóc ta, hàng khúc. Hàng này là hàng của thương hiệu, đẹp lắm mấy chị. Em bán tặng mấy chị có 89.000 một ký thôi. Màu tím này cho nó sang. Một mảnh phi lụa màu tím mấy chị. Phi lụa màu tím. Phi lụa màu tím như thế này. Mai đầm, mai váy giùm em. Mảnh này không có giãn nhiều, có giãn siêu ít. Mảnh này em có là 1m3. 1m3 giùm em nhé. 1m3 khổ 1m. Khổ này là khổ 1m6 bình thường. Mai vượt cái quần 1m3. 1m3 22.000 mã 22 giùm em. M3 22.000 mã 22 giùm em. Đẹp cực kỳ. M3 22.000 mã 22 giùm em. Mảnh này. Mảnh này là 1 mét yếu một chút xíu thôi. 1 mét giùm em nhé, không có giãn màu xanh như thế này. Đó, mai quần áo dài này nọ rất là đẹp. 1 mét 20.000 mã 20 giùm em. 20.000 mã 20 giùm em. Tím Thanh Trang Nguyễn, 20.000 mã 20 giùm em nhé. Mảnh này mã 20 giùm em. 22 xe cua sông Nguyên. Thằng này 20.000 mã 20 giùm em. Thằng này là phi lụa mà hàng thương hiệu, mặc rất là mát nha chị, rất là sướng luôn. Chỉ có điều là giãn hay không giãn thôi, thành ra là em có nói hết. Mảnh này là lụa satin xịn nha mấy chị. Hàng này là hàng thương hiệu hết giùm em. Khổ mấy sáu bình thường hết. Cái nào mà khổ nhỏ em sẽ báo nha mấy chị. Em có mảnh này màu xanh min, có giãn. Một. Thằng này là 1m3. 1m3 giùm em ạ. 1m3 giùm em. 20.000 của chị Song Nguyên. 1m3 23.000 mã 23 giùm em. 1m3 23.000 mã 23 giùm em. Mềm mịn mát có giãn. Rất là xinh. 23.000, 20.000 em hết. 20.000 mã, ủa 23.000 mã 23 giùm em ạ. 23.000 mã 23 giùm em. Lụa Hồng Ngọc mấy chị. Lụa Hồng Ngọc. Lô này là của hàng thương hiệu hết đây. Siêu siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng thương hiệu hết. Thương hiệu nó có để ở biên hết. Tại vì hàng khúc nên nó cắt ngay không ngay biên. Chỗ biên mà mình có ấy. Cái này có giãn nha mấy chị. Một. Thằng này là 2m. 2m1 mảnh này. 2m1. Này có giãn một chút xíu thôi mấy chị. 2m1. 2m1 37.000 mã 37 giùm em. Cái đó 23 hả em? 23 Anh Nguyên xe cua Henry Nguyễn. Thằng này 37.000 mã 37 giùm em ạ. 37.000 mã 37 giùm em. Siêu đẹp. 37.000 mã 37 giùm em ạ. 37.000 mã 37 giùm em. Ngày mai là buổi live mà có lì xì cuối cùng. Ngày mai 6:30 em sẽ tập hợp hết những hàng cây nhà em còn bao nhiêu like hết. Em nhớ là em còn cũng khá khá, nhưng mà nó nằm ở cái kho kia, thành ra em không có biết. Thằng này hơn 2m, hơn 1m2 giùm em nhé. Hơn 1m2 mảnh này. Hơn 1m2 24.000 mã 24 giùm em. Hơn 1m2 24.000. Xin chào chị Thị Lệ. 37.000 chốt cho em. 37.000 chốt cho chị Giang Nguyễn. Xe cua là chị Ngọc Tu Vân.
24.000 vi phương mặt. Vi phương này là vi phương mặt. Mảnh này em, mảnh này có giãn nhẹ nha mấy chị, có giãn nhẹ. Màu xanh min. Thằng này 2m1 mấy chị, 2m1 mảnh này giùm em. 2m1 giùm em à, 24 em. 24 hết phải không? 2m1 37.000 mã 37 giùm em. Tặng chị mã đầu lai nha em, là sao chị? Đầu lai em tặng lì xì. Nhưng mà phải có đơn trong hôm nay mà tới giờ chị chưa đặt nên chăng hơn lẽ không có đâu chị ơi. Thằng này 2m1 37.000 mã 37 giùm em. 2m1 37.000 mã 37 giùm em. Ê, em cúp bên em xài bên. Ủa dạ? Em không có sạc cái điện thoại của em hả bé? À, 37.000. Mã này siêu siêu đẹp mà mấy chị ơi. Nó là lụa hàm ngọc mà. 37.000 của chị ạ. Thanh Trang Nguyễn. Xe của Henry Nguyễn. Màu vàng ạ. À. Màu vàng giùm em. Mềm mịn mát. Có giãn nhưng mà ít xìu rồi mấy chị. Mặt rất là mát, mấy chị cứ yên tâm. Nó mịn cực kỳ, hàng thương hiệu nên mịn lắm, mịn luôn. Chỉ có điều là giãn với không giãn thôi. Mảnh này không giãn nè. Mảnh này dài 3 4 5m. 5m mấy chị ơi, 5m mảnh này giùm em. Lấy không hết em có thể chia làm 3 5m. 5m có 90.000 thôi. 5m 90.000, mã 90 hoặc là 90 chia giùm em. Mảnh này là mảnh lụa hồng ngọc mấy chị, mặt rất là sướng nha mà không có giãn thôi. 5m 90.000 mã 90 hoặc là 90 chia, em chia làm 3. À, có chốt màu vàng cho chị không? Nguyễn Trâm. Nãy giờ không có chốt cho chị mã nào hết của chị Henry Nguyễn. Nãy giờ em không thấy chị á chị. Chị Nguyễn Trâm nãy giờ không thấy chị lần lượt luôn. Còn mảnh lụa hồng ngọc màu vàng này là màu vàng thái nè. Đẹp cực kỳ. Đây mấy chị, này có giãn luôn. Hàng thương hiệu hết mấy chị. Hàng thương hiệu hết nguyên một lô 500kg của em. Giờ em còn 4 5 bao. Bao này là bao bao còn 4 bao nữa. Thằng này 2m4 giùm em nhé. 2m4 mảnh này. 2m4. 2m4 43.000 mã 43 giùm em. Siêu đẹp lụa hồng ngọc có giãn. 43.000 2m4 mã 43 giùm em. Em có báo mà chị, có báo hết. Có báo hết mùa. Màu xanh min. Em bắt đầu hơi mệt. Nó hơi nhức đầu chóng mặt. Bị bệnh đó mấy chị nên em ngồi. Này có giãn nhẹ thôi chị. Có giãn nhẹ. Lụa hồng ngọc có giãn nhẹ. Hút này em có là 1m6. 1m6 mảnh này dùm em. 43.000 thủy lệ. 1m6 26.000. 1m6 26.000. Mã 26 dùm em. 1m6 26.000 mã 26 dùm em. 1m6 26.000. Lụa hồng ngọc tiếp. Mảnh này có giãn nhiều. Mảnh này em có là 90cm. 90cm có giãn nhiều. 16.000 mã 16 giùm em. 16.000 mã 16 giùm em. 90cm 16.000 mã 16 giùm em. Tiếp tục. Lụa hồng ngọc có giãn luôn. Giãn nhiều luôn giùm em. Lụa hồng ngọc có giãn nhiều. 1. Thằng này là 1m6 mấy chị ơi. 1m6 mảnh này giùm em. 1m6. 1m6 26.000 mã 26 giùm em. 1m6 26.000, 16.000 Song Nguyễn. 26.000 mã 26 giùm em. 1m6 26.000. Ngọc Hân mạng yếu quá. Không biết sao luôn, cỡ giờ bị tình trạng mạng yếu rất là nhiều luôn á cục về. Em cũng bó tay luôn. Màu đỏ nè. Các chị đang kiếm màu đỏ nè. Mảnh này. Mảnh này là phi lụa không có giãn mà mướt lắm mấy chị cứ yên tâm. Thằng này em có 1m2, 1m2 màu đỏ không giãn. Hết rồi không em? 1m2 22.000, 26.000 của chị Duyên Huỳnh, xe cua Thanh Mai. Mảnh này 22.000 mã 22 giùm em ạ. 22.000 may được cái quần áo dài siêu đẹp. 22.000 mã 22 mỹ thuật. 22.000 của chị Mỹ Thuật. Em lai chậm chậm là gì lý do không? Con em nó ghi chậm, máy bị hư rồi. Chứ không phải là em lai chậm đâu mấy chị. Có giãn luôn nha. Có giãn luôn. 1m à. 1m giùm em có giãn.
siêu đẹp luôn, lụa hồng ngọc dày siêu đẹp, 21.000 mã 21 giùm em. 21.000 mã 21 giùm em ạ. À. 22 em hết, 21.000 mã 21 giùm em. 21.000 bữa nay là ho. Không banh nóc nhà mới lạ, không có giảng à. Hồi đi đi chợ với chị không ơi cho. Mấy sáu mua thuốc ho. Không rồi, tối nay đâu cho mày nghỉ ngủ. Mấy sáu 33.000 mã 33 giùm em. Mét 6 33.000, 21.000 của chị Tiến Diệu. Mã này 33.000 mã 33 giùm em ạ. À. 21 em hết, 22 em hết, 33.000 mã 33 giùm em, không có giảng. Mét 6 33.000. Ôi. Thôi mà muốn chết luôn. 1m2 ạ. À. 1m2 không có giảng. Mai quần áo dài rất là đẹp. 33.000 của chị Henry Nguyễn. Hai. Xe cua là chị Thanh Trang Nguyễn. 21.000. Ủa sao chị biết cái khúc này 21.000 đó? 21.000 Diễm Trần, đúng không ta? Không. Chắc là chị bình luận chậm đúng không ta? 21.000 mã 21 giùm em ạ. À. Diễm Trần lấy ok giùm em ạ. À. Không có giảng. 21.000 mã 21 giùm em. Màu xanh riêu chưa cải đây. Cái màu này lên quần áo dài thì thôi đẹp lắm. Đúng 1 mét luôn. Đúng 1 mét luôn nha mẹ mà. Một, đúng 1 mét không có giãn. 21.000 của chị Anh Nguyễn. Vanesta không em? Có Vanesta không em? Là cái gì chị? Em không biết luôn. Thằng này 16.000, mã 16 giùm em. 1 mét 16.000. Mã 16 giùm em. Hình như có hãng Vanesta đúng không? Ý chị nói là cái hãng mà in lên tem đúng không? Em nhớ là có luôn á. Thằng này mười mấy ngàn qua rồi. 16.000 mã 16 giùm em. Cái kia là chị Diễm Trần ok mày. 21 á. Ừ ai biết đâu. Lụa hồng ngọc có giãn nhẹ. Lụa hồng ngọc có giãn nhẹ giùm em. Mảnh này. Mảnh này em có một. Thằng này là 1m7 à. 1m7 mảnh này có giãn nhẹ lụa hồng ngọc. 16 xong nguyên. 1m7 33.000 mã 33 giùm em ạ. À. 1m7 33.000 mã 33 giùm em. 1m7 33.000 mã 33 giùm em. Em bệnh nên nó hơi yếu rồi mấy chị. Lụa satin màu xanh ngọc siêu đẹp. Có giãn nhẹ luôn. Màu xanh này là kiểu màu xanh của con gái hội đồng. Thằng này hơn 2m mảnh này ạ. À. 2m giùm em ạ. À. 2m35.000 mã 35 giùm em. 2m35.000 mã 35 giùm em ạ. À. 2m35.000 mã 35 giùm em. Ơi, cái lụa này đẹp lắm mấy chị ơi. Lụa này là nó có ánh kim lên luôn, lên áo lẻ lên váy là siêu đẹp luôn. Mảnh này siêu đẹp nha mấy chị, nó lạ lắm. Nó rủ mà nó mịn mà nó có giãn nữa. Cái này đẹp nha. Có giãn nhiều luôn, 35.000. Chốt chưa? 35.000. Không có chưa. Mảnh này giùm em. Mai áo lẻ, mai váy, mai gì cũng đẹp hết. Cái này đẹp nhất lên áo dài. Có coi diễn. Em không có hãng đó chị ơi. Mảnh này em có 2m. 2m mảnh này giùm em ạ. À. 2m giùm em nhé. 2m 35.000. Ủa 36.000 mã 36 giùm em. 2m 36.000 mã 36 giùm em. Siêu đẹp. Tuyết si kẻ. Có tí suy kẻ nhưng mà giờ em lên không nổi. Em bị bệnh em lên hết nổi. Đầu lai rồi sung quá giờ này mệt quá. 36.000 mã 36 nè. 36 đầu tiên. Ngọc Tu Vân. 36 đầu tiên của chị Ngọc Tu Vân. Thằng này màu tím. Phi lụa không giãn. Mã này em có là 1m rưỡi. 1m rưỡi phi lụa không giãn nha em nhá, 1m rưỡi. 1m rưỡi 28.000 mã 28 giùm em. 1m rưỡi 28.000 mã 28 giùm em màu tím. Còn miếng nào màu đỏ đấy chị, một miếng nhé anh Nguyên. Em không nhớ nữa. Nhớ nhé chị nha. Đỏ để cho chị anh Nguyên. Đây. Đỏ này được không chị ơi? Sẵn coi giùm em luôn ấy. Cái này mai áo lẻ, mai váy. Mai áo dài là đẹp nhất, mà mai quần thì tại vì nó là kiểu á. Đây cái sớ của nó là sớ gân như thế này. Và nó có dịch kim luôn cho mình luôn. Có dịch kim luôn mấy chị. Mặc rất là sướng nha. Màu này là màu đỏ đô đô. Không đỏ tươi tươi đô đô thôi.
không có giãn. Thằng này em có 1m6 à, 1m6 mảnh này dùm em, may áo lẻ, may váy đồ này kia là đẹp nhất. 1m7 27 ngàn mã 27 dùm em. 1m7 27 ngàn. 28 Tuy Phương, xe cô Nguyễn Kim Loan. 1m7 27 ngàn mã 27 dùm em. 27 ngàn. Mã 27 dùm em. Mảnh y gan như vậy. Không, cái mảnh này vân gỗ nè, kiểu vân 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 như thế này. Lên đầm, lên váy, lên áo lẻ, lên áo dài. Mảnh này lên áo lẻ là đẹp nhất. Thằng này em có 1m2 à. 1m2. Không có giãn, 1m2 dùm em nhé. 1m2 23.000 mã 23 dùm em. 1m2 23.000 mã 23 dùm em. Cái vân nó sọc sọc xuống như thế này. 23.000 mã 23 dùm em ạ. À. 23.000. Cái miếng mới nãy này nè mấy chị. Cái miếng mà có ánh kim, nó mềm muội à. Nó như tầm ướt, nhưng mà cái tầm ướt này lạ lắm. Cái này nó có kim sa trong này luôn, có giãn luôn. Cái này may áo lẻ với may váy là siêu sang luôn á chị. Áo dài 33 dùm em. Cái mình vải nó rất là đặc biệt. Đẹp lắm. Hai. Thằng này 2m2 mấy chị ơi. 2m2 mảnh này dùm em ạ. 2m2. 2m2 45.000 mã 45 dùm em. 2m2 45.000 mã 45 dùm em. Em còn khúc giống vậy nữa nè. Là hết luôn. Mảnh này 1m2. Hơn 1m2 mảnh này. 2m2 45. Thằng này 1m2. 1m2 22.000 mã 22 dùm em. 1m2 22.000 mã 22 dùm em. 45 trường lam. 22.000. Cô chi mai năm đinh máu lẻ không cô? Cái đó đẹp lắm. Màu vàng nè mấy chị. Lụa satin vàng. Lụa satin màu vàng không có giãn. 22.000 Nguyễn Thị Thiệp Thiệp. Không có giãn, màu vàng siêu đẹp. Lúc này em có 2. Thằng này là 2m6, gần 2m6 mấy chị. Hơn 2m5, gần 2m6 xong không. Sao không để cho chị, tại vì chị kia lên trước đó chị ơi. Thằng này 2m6 48.000 mã 48 dùm em ạ. À. 2m6 48.000 mã 48 dùm em, đẹp cực kỳ. 2m6 48.000 mã 48 dùm em, mát lắm mấy chị. Khổ 1m6, không có giãn mã 48 dùm em ạ. À. Em còn khúc giống vậy nữa mà nó nhỏ hơn nè. May quần áo dài mau lẻ. Mà này em có 1m2, đúng chuẩn một cái quần luôn, không có giãn. 1m2 dùm em nhé. 45.000 em hết. 1m2 23.000 mã 23 dùm em. Hết bao nhiêu mày? 48.000 em còn. Thằng này 23.000 mã 23 dùm em. 1m2 một cái quần 23.000 mã 23 dùm em à. 23.000 mã 23 dùm em. Lụa hồng ngọc. Lụa hồng ngọc màu xanh ngọc, màu xanh biển trắng, đẹp cực kỳ. Mã này có giãn luôn giùm em nhé. Mã này có giãn luôn. 23.000. Vi Phương mặc. Hàng này là 2m4 mấy chị ơi. 2m4 mảnh này giùm em ạ. 2m4. 2m4. 2m4 42.000 mã 42 giùm em. 2m4 42.000 mã 42 giùm em ạ. 2m4 42.000. Ủa cái mảnh lụa giống như mảnh này nữa nè. Nhưng mà mảnh này may áo thôi. May áo siêu đẹp luôn. Mảnh này em có 1m2 có giãn. 1m2 mảnh này có giãn. Nó là có ánh kim như thế này. Cái mình nó đẹp lắm mấy gì. Có cát cát kim kia kim tuyến chẳng. 42.000 là mảnh nào bé? Ok. 42.000 vườn hồng. Khách mới cho em số điện thoại ạ. 23.000 hả? Cái bốn mấy cái đó nhiêu? 42 vườn hồng đó. Ờ. Cái này 22.000 mã 22 giùm em, may áo lẻ giùm em ạ. À. 22.000 mã 22 giùm em nhé. Dạ có trắng luôn chị ơi. 22.000 mã 22 giùm em. 23.000 em hết. 22.000 mã 22 giùm em. Đây, satin trắng. Siêu mịn luôn, không có giãn nhưng mà nó mịn và nó mướt cực kỳ nha chị. May cái quần áo dài thì thôi đẹp lắm. Mảnh này. Này em có 1m6 ạ. 1m6 mảnh này giùm em. Nó mướt cực kỳ luôn, không có giãn. 1m6 29.000 mã 29 giùm em. 1m6 29.000 mã 29 giùm em. 1m6 29.000 mã 29 giùm em nha. Cậu cái mảnh này nó đẹp cực kỳ luôn chị. Nó mềm mũi luôn. May áo mà lấy thiết kế đẹp cực kỳ.
Mã này dày hơn một chút xíu. Đó, tùy theo ra mình thích cái nào. Cái này khổ 1m1 à. Khổ 1m1 hả mấy chị? Mã này đẹp nhưng mà khổ nó ngắn. Hàng thương hiệu hết giùm em, phi lụa, mềm mịn. Khúc này em có là 1m. Mã 29 Trần Hoàng, xe cô Loan Phạm. 1m7, khổ 1m1, 1m7 khổ 1m1 giùm em. 1m7 26.000 mã 26 giùm em. 1m7 26.000 mã 26 giùm em ạ. 1m7 26.000 mã 26 giùm em. 1m7 26.000 mã 26 giùm em. Ôi mấy cái satin này nó mềm nguội luôn á chị ơi. Nè tại vì biết sao không? Tại vì nó là hàng thương hiệu á chị. Rất là đẹp, mềm mũi hơn, đã lắm. Thằng này em có 1m3. 1m3 khổ 1m2. 1m3 khổ 1m2 giùm em ạ. 1m3. Mã 26 Nguyễn Thị Hiệp Thiệp. 1m3 21.000, em thấy chị rồi đó chị Ngọc không? 1m3 21.000 mã 21 giùm em. Đẹp cực kỳ. 21.000 mã 21 giùm em. Nãy giờ là satin là toàn là xịn không đó mấy chị. Nó đẹp dữ lắm, tuy rằng không có giãn nhưng mà nó mềm mũi thôi chị ơi. Siêu của siêu đẹp luôn á. Em có một. Thằng này là 2m2. 2m2 mảnh này giùm em ạ, 2m2. Lên áo dài là đẹp lắm nha. 2m2 33.000 mã 33 giùm em. 2m2 33.000, khổ của nó. Khổ nó là khổ 1m2 gì em? Ai biết. 23.000. Ủa 2m mấy quên rồi. Này 33.000 mã 33 giùm em. 33.000 anh Nguyên. Má ơi. Mà nói giùm em, phi lụa mấy chị, phi lụa mềm mụi luôn nhưng mà không có giãn nha. Nó sốt lên rồi. Em like thêm em còn nửa ba em gán like cho hết luôn. Ba. Thằng này là 3m rưỡi mấy chị. 3m rưỡi mảnh này giùm em. Lấy không hết chia đôi giùm em ạ. 3m rưỡi. 3m rưỡi. 3m rưỡi 65.000 mã 65 hoặc là 65 chia đôi giùm em ạ. 3m rưỡi 65.000 mã 65 hoặc là 65 chia đôi. Hết rồi không em? 65.000 mã 65 giùm em. Một mảnh phi lụa màu vàng tiếp ạ. Mai quần áo dài không có giãn giùm em nhé. Đầu like đó giờ em không chốt cho chị mẫu nào vậy em yêu Nguyễn Trâm. Tại vì em không thấy chị. Thật sự tại vì đầu like giờ em bán hàng cây nhiều lắm. 65.000 Thanh Trang Nguyễn. Kỳ vậy đó. Ê em thấy Nguyễn Trâm không? Không vậy mà là chị nào chị đó hỏi không thấy cái bình luận chị. Còn đặt thì không thấy. Tức là chị bị chặn bình luận số quá chị ơi. Chị đặt mà bị chị đặt số ra là nó chặn hết á. 2m4 hót ghe vô lại giùm em ạ. Chắc bị chặn rồi đó chị. Ngày mai 6 giờ rưỡi giùm em lại. Có nhiều chị bị chặn. 2m4 44.000 là chị có thể viết chữ C hoặc là chữ L phía trước hoặc chữ A phía trước á. Tại vì mà nó mà thấy chị bình luận số là nó sẽ chặn chị liền. Tại vì khách mới nó sợ bị spam á mấy chị, rất là làm phiền. 44.000 mã 44 giùm em. Facebook bây giờ nó mệt lắm. Nó đủ trò hết á. 44.000 Nguyễn Diệu. Chị chốt 7 mẫu luôn hả? Em không có thấy nè. Chị nào khách mới cho em số điện thoại nha. Bị chặn nên em không có thấy, em không có chốt được. Có giãn giùm em ạ. À. Chị cái mẫu nào chị thích thì cứ chụp qua màn hình giúp em. Cái nào còn em cắt cho chị ạ. À. Mảnh này em có 1m6 mảnh này. 1m6 lụa satin không có giãn mấy chị ơi, 1m6 giùm em. 1m6 25.000 mã 25 giùm em ạ. À. 1m6 25.000 mã 25 giùm em. 1m6 25.000 mã 25 giùm em ạ. À. Uống nước đi. Em hình như hơi bị sốt hơn rồi. Em phải đi mua nước uống, mua thuốc uống. Nhung bông hả? Nhung hàng kim em còn. Để em bán cho mấy chị luôn. Nhung hàng kim em có mấy cây này đẹp lắm. Đỏ đô hả? Đỏ đô em không biết em còn không nữa. Nãy giờ có 2-3 miếng vậy. Nó trong bao quá chị nên em cũng không cần nữa.
Nhung Hoàng Kim bán tặng mấy chị 30.000 một mét. Bà chị em mà có lên rồi đó mấy chị, lên áo dài siêu đẹp luôn. Nhung Hoàng Kim 7 biên 2 da 30.000 một mét mấy chị. Thằng này lên mã ba, lên mã bông kèm 6 mét mấy. Bông kèm 6 mét mấy em còn cây này. Bán tặng mấy chị 30.000 một mét. Đẹp cực kỳ luôn. Vải mai công sở em có tuyết mưa kim sa. Vàng đồng cho chị một mảnh. Vàng đồng em có khúc này. Đúng không chị? Vàng đồng có khúc này nè. Dài lắm luôn á. Nè, vàng đồng em có khúc này dài nè. Khúc này dài nè chị. Khổ này là khổ có khổ này khổ mét 2. 1 2 3 4 5 6. Tầm 6 mét mấy? 6 mét, 6 mét mấy hả chị? Lên kim sa em làm gì có kim sa mà lên chị, hết rồi. Ai cũng đòi kim sa mà đâu có kim sa nữa đâu mà lên. Thằng này 84.000 mã 84 giùm em. 84.000 mã 84 giùm em. Xanh lá em hết thấy rồi. Xanh lá em không thấy nha. Mảnh này 30.000 kèm 6 mét em. Mã bông kèm 6 mét em. Không ai lên chung chỗ cái này đẹp lắm. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên váy, lên áo lẻ đều đẹp hết. Kim sa là không còn một mảnh cho em may đồ luôn á. 1 tấn mấy 2 tấn. Em bán 140.000 ký rồi, thành ra mấy chị lấy dữ lắm. Mấy chị để dành. Mảnh này hồng ngọc mấy chị ơi, một mảnh hồng ngọc. Bông 2 mét tiền Nguyễn, bông 2 mét hớn đặng. Ok chịu. Để em cắt luôn. Ủa mà thôi cắt sao được. Bông là cái này nè bé. Rồi mảnh này, lụa hồng ngọc mấy chị. Ngày mai 6 rưỡi giùm em. Mảnh này em có là 1m7 à, 1m7. Ủa lộn, mai em mắc đi nhậu rồi. Không có giảng, mai không có nha mấy chị, mốt. 1m7 30.000 mã 30 giùm em. Dạ không, em có màu vàng đó, còn khoáng cây à. M7 31.000, nhung 7 biên khổ m8 hay m7 em mua rồi mà em bán có 30.000 mét. Nhung đó là nhung hoàng kim. 30.000. Của chị Trần Hoàng. Trời quá trời mệt rồi mấy chị. Lụa hồng ngọc có giãn luôn. Mảnh này lụa hồng ngọc có giãn màu nâu giùm em. Mảnh này em có là 1m4. 1m4 mảnh này giùm em ạ, à. M4 giùm em. 1m4 25.000 mã 25 giùm em ạ. À. M4 25.000 mã 25 giùm em. M4 25.000. À bye bye mấy chị, thôi vậy xin hai nha. Tại vì bé máy của bé sắp hết pin rồi. Không có hỏi tắt nó like em nữa. Để mình tự tắt đi. Nó không có vô pin. À, tắt cái. 25.000. Nguyễn Thị Thiệp Thiệp. Like bớt cho nó dễ dọn rồi. Cái lỡ lên. Chỗ có cái sắp này siêu đẹp nè mấy chị. Cái sắp mà kim sa em nói nè. Lên đầm, lên váy, lên áo dài giùm em nha. Tin em đi, cái khúc này là siêu đẹp 50.000. Mã 50 giùm em. Cái này ai ship gì trời. 50.000 mã 50 giùm em nhé. 50.000. Khúc này chắc tầm 3 mét đó mấy chị. 3 mét 50.000 mã 50 giùm em. Đẹp lắm. Siêu siêu đẹp luôn á chị ơi. 50.000 mã 50 giùm em. Chi Mai Lâm Đinh. Đẹp lắm cô ơi. Khúc đó là siêu của siêu đẹp. Bà ai ship mà ngược chị chờ. Ôi, bà gì này thiệt đó. Ship mà còn ship ngược nè. Một mảnh lụa hồng ngọc không có giãn à. Lụa hồng ngọc không giãn nè mấy chị. Mai đầm, mai váy đồ giùm em. Mấy cái này mấy chị lên đồ siêu sang luôn. Tại vì hàng thương hiệu quá mấy chị. Thằng này 1m4 giùm em. 1m4. 1m4 24.000. Mã 24 giùm em. M4 24.000 mã 24 giùm em ạ. M4 24.000. Mã 24 giùm em. M4 24.000 mã 24 giùm em. Y gan cái mảnh nâu mà cái này là màu xanh, cái kim sa á chị, 25.000. Nhưng mà nó là màu xanh ngọc đẹp lắm. Mã 24 Nguyễn Diễm xe cô Vân Loan. 25.000 mã 25 giùm em ạ. Mảnh này 25.000. 25.000 là 1m5, 1m6, 25.000 mã 25 giùm em. À sao tinh bông là trong hàng khúc chị ơi. Của chị Thủy Lệ 25.
đây cái khúc kim sa nữa nè, còn một khúc kim sa nữa nè, nó nguyên một cụm. Thằng này 24.000, chắc mét rưỡi quá, mã 24 giùm em ạ. 24.000 kim sa may đầm may váy này kia rất là đẹp, may áo giùm em. 24.000 còn khúc này. Cái này thì 25.000 là tầm mét rưỡi mét sáu á chị, 25.000 mã 25 giùm em. 24 25 24, Thúy Nga Trần Thị, 25 Thủy Lệ, nó giống giống nhau hết. Thằng này 30.000 nhiều hơn, mã 30 giùm em, đẹp lắm mấy chị, có giãn luôn. 30.000 mã 30 giùm em. 30.000 mã 30 giùm em nha. May đầm may váy là siêu đẹp. 30.000 là được mét 7. Loan Phạm, chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại ạ. Ánh kim vậy mà màu hồng ruốt, ủa màu hồng kiểu hồng à. Hồng này em cũng không biết hồng gì luôn. 30 em hết rồi chị Tú Cầu ơi. Mã này 21.000. Mã 21 giùm em. Có giãn 21.000. 21.000 là được 1m2. 21.000 mã 21 giùm em ạ. 30.000 em hết, kim sa vậy mà mã 21 giùm em. Còn khúc này nè chị Tú Cầu. Khúc này nó ít 17.000 hả? Rồi là hết cái kim sa đó luôn rồi đó. 17.000 mã 17 giùm em. 17.000 chắc được mét mấy? 1 mét đúng, 17.000. 21.000 chưa? 21 Tú Cầu xe cô Tổng Trần Mộng. 17.000 mã 17 giùm em. Mảnh này không có giãn à. Mảnh này siêu siêu đẹp mà nó không có giãn thôi. Mảnh này đẹp lắm. Mai đầm, mai váy đồ giùm em. Nó mịn ngần hả mấy chị, ủi lên là nó xuất sắc cực kỳ luôn. Mai áo lẻ, mai váy giùm em. Em nhớ mấy cái lụa này mà áo lẻ ở hội chợ Thái Lan bán 430.000. Một cái áo đơn giản thôi mà tại vì cái mình lụa nó quá đẹp. Thằng này 7 Ngọc Hân xe cô Tú Cầu. 2m8 giùm em ạ. 2m8 mảnh này. 2m8 40.000 mã 40 giùm em. 2m8 40.000 mã 40 giùm em. 2m8 40.000 mã 40 giùm em. Mảnh y gan vậy nè mấy chị ơi. Đẹp lắm, nó mềm mụi à. Hàng thương hiệu, nó mát, nó mịn cực kỳ luôn mấy chị. Mã 40 Tuyết Nga xe cô Thúy Nga Trần Thị. Thúy Nga Trần Thị lấy cúc này nè. 2 mét nè. Ồ không, của chị Ngọc Hân đi. Này 30.000 nè. 30.000 chị nào lấy? 30 đi mấy chị, lên mã 30 đi cho chắc. Cái kia xe cô bình thường nè. 30.000 mã 30 giùm em. Mã này màu vàng nè mấy chị, mướt cực kỳ luôn giùm em nhé. 2 mét 30.000. 40 em hết, em còn 30.000 2 mét được không mấy chị? Mảnh này em có 1m8 à, 30.000 Tú Cầu. 1m8 mảnh này. 1m8 34.000 mã 34 giùm em. 1m8 34.000. Không có bông gì ơi, em đang lai màu. 34.000 1m8 mã 34 giùm em ạ. 34.000 Vân Loan. Y gan vậy nè mấy chị ơi. Mảnh này em có là 2m1, may được cao dài. 2m1, chị Trần Thanh lấy cái này được không ạ? Cái gan vậy, 2m1, 38.000. 38.000. 38.000 chị Trần Thanh đi. Và đỏ tươi nè. Ui, đẹp quá. Siêu phẩm luôn chị ơi. Satin mịn ngần luôn. Chết rồi, khổ này khổ mét 6 luôn mấy chị. Này đẹp lắm 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 luôn giùm em nhé. Khúc này rất là đẹp, siêu phẩm luôn á. Dày xịn giãn, mịn mướt giùm em, màu đỏ tươi luôn giùm em. Đỏ này đỏ tươi. Hai. Khúc này em có 3m4 mảnh này. Siêu đẹp nha mấy chị, 3m4 mảnh này giùm em lấy không hết gì đâu. 3m4. 3m4 100.000 chẳng mã 100 giùm em. Đẹp lắm chị ơi. 3m4 100.000 mã 100 giùm em ạ. Đẹp cực kỳ. 100.000 chẳng mã 100 giùm em. Lấy không hết chia đôi giùm em. Màu đỏ tươi. Nãy giờ quá trời nhiều chị kiếm luôn á. Có giãn luôn. Dày xịn luôn. 3m4 100.000 mã 100 giùm em. Không lấy là hơi tiếc nha chị ạ. Em có khúc nữa nè. Ủa khúc đẹp đi gan vậy nữa. Nhưng mà này cái nó có nói. Mã 100 Vân Đoàn xe cô Thanh Trang Nguyễn. Mảnh này nó có nói một chút xíu. Y gan vậy. Mảnh này em có là 1m9 nè.
nó nói với lại 1 mét nè, tổng cộng là 2 mét 9, 1 mét nó nói với 1 mét 9, tổng cộng là 2 mét 9, 2 mét 9 mảnh này em bán nào mấy chị? 75.000 mã 75 dùm em, 2 mét 9 75.000 mã 75 dùm em, siêu đẹp, 2 mét 9 75.000, đẹp lắm mấy chị ơi, có nói nha, mã 75 dùm em, 1 mét nói với mét 9 là 2 mét 9 75.000 mã 75 dùm em. Rồi y gan vậy luôn, có một khúc nữa nè mấy chị. 76.000 mã 76 dùm em khúc này, không nói. 76.000. Đẹp cực kỳ. Mã 76 dùm em. Tata đỏ. Thằng này cũng dày chị, satin dày, nó giống tata vậy thôi. Mã này là 1 m thôi. 1 m 2, 1 m 3 nó nói với lại 1 m 1, tổng cộng là 2 m 4. 2 m 4 bán mấy chị 70.000 mã 70 em, đẹp cực kỳ. Ôi mảnh đỏ rồi mấy chị không lấy hả? Đẹp lắm nha, cái đó là hàng siêu phẩm á. Chị không lấy là tiếc lắm nha mấy chị. Một mảnh màu đen. Màu đen nha mấy. Một mảnh lụa màu đen. Khúc này em có hơn 1 m một chút xíu. Hơn 1 m khổ 1 m 2. Hơn 1 m khổ 1 m 2 giùm em ạ. 16.000 mã 16 giùm em. Mảnh này 16.000 mã 16 giùm em. Hơn 1 m khổ 1 m 2, 16.000 mã 16 giùm em ạ. 16.000. Mã 16 giùm em. Mảnh này giùm em. Lụa hồng ngọc dày ôm mỏng. Mềm mịn mát, mai bộ, mai đầm, mai váy cũng được hết. Có vẻ nhẹ. Có vẻ nhẹ luôn. Ơ sao chị thấy văn đồng nó khác văn đồng kia vậy mày? Ủa gì hả? Ta bị gì rồi? Thằng này em có 2 m 2 mà. 2 m 2 giùm em ạ. 2 m 2. 2 m 2 39.000 mã 39 giùm em. 2 m 2 39.000 mã 39 giùm em ạ. 2 m 2 39.000 mã 39 giùm em. Mảnh này lụa hồng ngọc có dáng nhẹ. 39.000 mã 39 giùm em. Mắt nóng quá cái mẹ mắt bị mờ. Thằng này em có 1 m 6 ạ. 1 m 6 mảnh này. Siêu đẹp. Có dáng nhẹ luôn. 1 m 6. 1 m 6 40.000 mã 40 giùm em. Mét 6 40.000 mã 40 giùm em ạ. Mấy chị không lên chứ em nghỉ quá mấy chị. Em mệt quá. Mét 6 40.000 mã 40 giùm em nha. Có giãn luôn. Mã 40 giùm em ạ. Mét 6 40.000 mã 40 giùm em. Trần Hoàng. Mảnh này giùm em ạ. Màu hồng. Mảnh màu hồng giùm em nha. Mảnh này em có 1 satin. Ủa lộn, phi màu hồng không giãn. Mảnh này em có 1 m 7 phi màu hồng không giãn. Dày xịn mướt giùm em. 31.000 mã 31 giùm em ạ. Mét mấy em quên rồi. 31.000 mã 31 giùm em. 1 m 6 31.000 mã 31 giùm em ạ. Mét 6 31.000 mã 31 giùm em. 89.000 kiếp. 31.000 mã 31 giùm em. Mảnh này có giãn màu đen. Thằng này là 90cm. 31 Ngọc Hân. 9 tấc. Màu đen. Có giãn 26.000 mã 26 giùm em. 9 tấc 26.000 mã 26 giùm em. 31 xe cô Nguyễn Diễm. 26.000 mã 26 giùm em, có giãn. Mã 26 giùm em ạ. À. Màu cam. Tầm gãy, tầm gãy bóng màu cam, siêu đẹp nha mấy chị ơi. Không có giãn, tầm gãy thường không có giãn. Tầm gãy phi hoặc tầm gãy này nó mình nó bóng màu cam. Anh em có 2 m. 2 m mai cáo dài nữa mấy chị, đẹp cực kỳ. 2 m. 2 m 37.000 mã 37 giùm em. 2 m 37.000 mã 37 giùm em. Tầm gãy màu cam. 2 m 37.000. 37.000 lụa hồng ngọc. Hôm nay em có 1 m 3. Có giãn 1 m 3 mảnh này. 1 m 3 có giãn 24.000 mã 24 giùm em. 1 m 3 có giãn 24.000 mã 24 giùm em. Phi lụa. Phi lụa. Phi lụa mảnh này 1 m. 1 m màu xám à, không có giãn. 1 m màu xám. 19.000 mã 19 em. 19.000 mã 19 giùm em ạ. Đen em hết à, để em lấy đen nó khác. Ôi, đợi xíu. Đây 26.000 hả? Ừ, 26.000.
Miếng này 26.000. Nguyễn Thị Hoa 37.000 chút chưa? Mảnh này 1m, 1m 19.000, mã 19 nha em. 1m 19.000, mã 19 nha em. Mảnh đen này siêu đẹp luôn, dày xịn giãn mạnh giùm em nhé. Toàn bộ là hai da hết, nó đẹp lắm mấy chị ơi. Có 89.000 một ký mà bán nặng bán xịn lắm. Thằng này em có 1,5 m hơn, 1,5 m hơn giùm em ạ. 1,5 m hơn. 37.000 mã 37 giùm em. 37.000 mã 37 giùm em ạ. 37.000 mã 37 giùm em. Đẹp cực kỳ. 37.000 mã 37 giùm em. Em có một miếng manh vô cát đây, bán luôn cho rồi. Cái này nó bị cắt xong rồi. Thằng này 1,2 m, 1,2 m mảnh này giùm em ạ. Manh vô cát giãn mạnh. 1,2 m 20.000 mã 20 giùm em. 1,2 m manh vô cát 20.000 mã 20 giùm em ạ. 1,2 m 20.000 mã 20 giùm em. Nhung hoàng kim. Nhung hoàng kim 1,5 m, 60.000, 1,5 m là 90.000. Bán tặng mấy chị 75.000 mã 75 giùm em. Mai không có like, mai mới mắc đi ăn cắt miên rồi mấy chị. Thằng này 70.000 ở 75.000 mã 75 giùm em. Nhung hoàng kim nhũ 20.000 vân đò. À, ngày mai là em like, em like sáng em like nè mấy chị, mai sáng em like. Thằng này 75.000 bán tặng mấy chị luôn. Thằng này tới 90.000. 1,5 m, 60.000, mét là 90.000, bán tặng 75.000. Một mảnh đỏ tươi có giãn nữa, rất là xịn. Mảnh này siêu xịn luôn á. Thằng này em có 1,1 m. 1,1 m mảnh này. 1,1 m giùm em ạ. 1,1 m 25.000 mã 25 giùm em. 1,1 m 25.000 mã 25 giùm em ạ. 1,1 m 25.000. Vậy thôi chắc em nghỉ mấy chị ơi, mấy chị ngủ hết rồi. Bây giờ bé 75 sâu chim. Bây giờ bé. Em 9:54. 10 giờ. Nghỉ được rồi. Mảnh này. Y gan như vậy mấy chị ơi. 60.000 một mét, cái này chắc 2 mét quá. Nhung hoàng kim á mấy chị. À, chị Hà Quyên bán là 150.000 một mét. Em bán có 60.000. Tại vì chị có nguyên một lô lớn, chị bán được được giá lắm. Chị bán 10 năm nay rồi, bán được giá vô cùng luôn. Còn em bán lấy bán về vốn không. Mảnh này 2 mét. 2 mét 120.000 bán đặng mấy chị 95.000 mã 95 giùm em. Đẹp cực kỳ. 2m 95.000 mã 95 giùm em. Nhung hoàng kim. Cái gì? 25 ừ. Vâng. 25 phân loại. Em có khúc này luôn. 95.000 Trần Hoàng. Bán luôn. Này. Cái này để em may áo cho em đi. Đẹp cực kỳ chưa? Xuất sắc luôn á. Nhưng mà thiệt ra em cái mạng của em không có hợp với màu đỏ, thành ra em định bán mảnh này giùm em. Siêu đẹp, cái này em bán 150.000 một mét nè. Bán tặng cho mấy chị luôn. 1,2 m. 1,2 m bán tặng cho mấy chị 100.000 đi. 100.000 mã 100 giùm em. Hết biết à. 100.000 mã 100 giùm em 1,2 m. Cái này mai áo đẹp lắm mấy chị ơi, nó có ánh kim như thế này. Mảnh này là siêu siêu đẹp luôn. Cái này em định mai đồ cho em mà em không hợp với màu đỏ. Hôm ngày cứ suy nghĩ hoài, để đây hoài. Đẹp lắm. 100.000 mã 100 giùm em nhé. 95.000 mã kia em hết rồi. Có đó 100.000. Ôi dạ. Rồi em nghĩ mấy chị. À 2m mã 100. Cái đó không phải 2m mà là có 1,2 m hả chị? Có 1,2 m à? Ồ bây giờ là em không, thật sự là em không muốn nghỉ. Bốn mấy chị xem em thật sự không muốn nghỉ. Rồi em sẽ tặng, rồi tiếp tục em tặng bao lì xì nha. Ngày mai sáng em sẽ cố gắng em like nữa, là em sẽ tặng bù cho mấy chị luôn. Mấy chị nào mà, ủa cái bao lì xì dục đâu hết rồi trời. Rồi dục hết bao lì xì đâu rồi. Rồi mất đi bao lì xì luôn. Thôi ngày mai em sẽ tặng bao lì xì mấy chị. Ngày mai 10 giờ sáng em sẽ live stream em tặng bao lì xì tiếp nha mấy chị. Bao lì xì chị giá tới 100.000 lận. Thành ra là ngày mai giùm em nhé. 46 chị ngày mai nhớ xem live stream của em lúc 10 giờ giùm em. Tại vì bây giờ em mệt quá trời rồi, em phải nghỉ, em không có live được nữa. Với lại hàng em soạn bao nhiêu em bán hết trơn rồi. Rồi bye bye mấy chị ngủ ngon.